đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 481, đi hướng tới M Quốc. Diệp Thần Phong, lẽ nào ngươi không muốn là Hoa Hạ Quốc làm chút chuyện sao? Bên trong thân thể ngươi chảy xuôi đồng dạng là người nước hoa huyết, bất quá, có một chút ngươi yên tâm đi, Ninh Vũ Đình tại M Quốc khẳng định sẽ rất an toàn, chúng ta binh vương tổ người bảo hộ một người còn là dễ dàng. Thật sự là nhiệm vụ lần này cần phải muốn trợ giúp của ngươi mới được, nếu không thống soái cũng sẽ không làm quyết định như vậy tới. Vương lực nhìn đến Diệp Thần Phong tựa hồ đối với binh vương tổ an bài hết sức không vừa lòng, vội vàng mở miệng nói rằng. Các ngươi có hỏi qua ý kiến của ta sao? Các ngươi làm sao biết ta sẽ không đồng ý trợ giúp các ngươi? Cần phải muốn dùng phương thức như vậy tới uy hiếp ta. Các ngươi thống soái ngô quốc thiên lão đầu tử kiên y. Những người tự mình đến giải thích cho ta giải thích. Diệp Thần Phong khó chịu nói rằng. Vương Lực cười lắc đầu, nói rằng, Diệp Thần Phong, lần này chúng ta thống soái tự mình dẫn theo một nhóm binh vương tổ thành viên đi em quốc, người muốn gặp được thống soái muốn đi em mở quốc mới được, thống soái biết ngươi khẳng định hội đại phát giận, cho nên tận lực không để cho ngươi có thể thuận lợi đi vào binh vương căn cứ, người đem binh vương căn cứ hai phiến rất nặng thiết môn đều đánh phá hủy, trong lòng khó chịu cũng nên tiêu mất đi ta có thể lập tức cùng đi với người em M quốc cùng thống soái bọn họ hội hợp. Thảo Ngô quốc thiên lão nhân kia trái lại nghĩ đặc biệt chu đáo, điều này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, bởi vì Ninh Vũ đình cùng binh vương tổ cùng đi em M quốc. Lúc này Diệp Thần Phong cho dù không muốn đi cũng phải muốn đi một chuyến. Nhìn binh vương bên trong trụ sở nhiều loại vật kiến trúc, Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười nếu như binh vương tổ thống soái Ngô Quốc Thiên lão nhân kia đẳng từ em mờ Quốc sau khi trở về nhìn đến binh vương bên trong trụ sở vật kiến trúc đều biến thành nhất mảnh phế tích như vậy Ngô Quốc Thiên biểu tình khẳng định sẽ rất đặc sắc đi Diệp Thần Phong sau lưng Diệp Đông Kiện cùng Ninh Mẫn Yến Từ Vương Lực trong lời nói cũng hiểu được đại khái sự tình nguyên lai cả kiện chuyện nguyên nhân gây ra là binh vương tổ muốn nhượng Diệp Thần Phong giúp đỡ a à. điều này làm cho Ninh Mẫn Yến là không thể nhịn được nữa vừa muốn hướng về phía vương lực chửi ầm lên một phen, diệp thần phong thân ảnh liền động. Trong cơ thể cửu cấp linh hồn lực cuồn cuộn mà ra, tại vương lực đẳng một đám binh vương tổ thành viên còn không có phản ứng qua đây, diệp thần phong thân ảnh hướng cách hắn gần nhất nhất đống vật kiến trúc vào tới, tìm đúng đống vật kiến trúc vài cái chống đỡ điểm. Liên tiếp huy quyền, đá vụn văng khắp nơi. Tại đống vật kiến trúc vài cái chống đỡ điểm bị phá hư sau đó, oanh. Một tiếng, cả đống vật kiến trúc tại trong nháy mắt sụp đổ, nhưng mà... Diệp thần phong còn không có ý thu tay, thân ảnh lại hướng hạ nhất đống vật kiến trúc vào tới, không bao lâu thời gian lại là oanh. Một tiếng, lại nhất đống vật kiến trúc sụp đổ. Ở đây Diệp đông kiệt, ninh mẫn hiến cùng vương lực đảng binh vương tổ thành viên, miệng hơi mở. Trong lỗ mũi khí tức có chút gấp, bọn họ nhìn trước mặt nhất đống lại nhất đống vật kiến trúc biến thành phế tích, dường như cảm giác mình tại trong dạp chiếu bóng mặt, trước mặt cái này loại đại tràng diện đều là công nghệ cao chế tạo mà thành. Mắt thấy binh vương trong căn cứ vật kiến trúc đều phải bị Diệp Thần Phong cấp phá hư hết, Vương Lực rồi mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại. sát cổ họng hô đạo, Diệp Thần Phong, ngươi, ngươi vội vàng dừng lại cho ta tới, lần này chúng ta binh vương tổ nhiệm vụ, kỳ thực ngươi cũng có thể cảm giác hứng thú, chúng ta tại M lãnh thổ một nước nội phát hiện một cái thôn vệ đế quốc tụ tập địa." Nghe được, thôn vệ đế quốc, bốn chữ này, Diệp Thần Phong thân ảnh dừng lại, đình chỉ tại binh vương trong căn cứ làm cho phá hủy, thân ảnh lập tức vỏ đến vương lực trước mặt, ngươi là nói lần này các ngươi chấp hành nhiệm vụ cùng thôn vệ đế quốc có quan hệ liên. Vương lực gặp Diệp Thần Phong đúng thôn vệ đế quốc cảm thấy hứng thú như vậy, trong lòng cũng có chút nắm lấy không thấu. Nói rằng, xem ra chúng ta là đánh giá thấp ngươi đúng thôn vệ đế quốc hứng thú sớm biết rằng chúng ta không cần phải phí nhiều khổ tâm nhượng ninh vũ đình gia nhập vào nhiệm vụ lần này chung tới thôn vệ đế quốc có có thể cải biến người thực lực nước thuốc phát hiện trước nhất người cũng là ngươi là gia gia của ngươi triệu khai hội nghị khẩn cấp đồng thời đại khái suy đoán nếu như lại để cho thôn vệ đế quốc như thế không có sợ hãi phát triển tiếp một ngày nào đó toàn thế giới đều muốn trưởng khống tại thôn vệ đế quốc trong tay chúng ta hoa hà quốc tướng cái tin này tiết lộ cho những quốc gia khác muốn hoàn toàn diệt trừ thôn vệ đế quốc, yêu cầu tập hợp rất nhiều quốc gia lực lượng. Quang chúng ta hoa hạ quốc nhất định là làm không được, cho nên lần này tại M quốc phát hiện thôn vệ đế quốc tụ tập địa. Rất nhiều quốc gia tinh anh đều chạy tới M nước, thế tất yếu nắm một ít thôn vệ đế quốc người, từ bọn họ khẩu trung hiểu rõ đến về thôn vệ đế quốc chuẩn xác tin tức. Đừng tưởng rằng thôn vệ đế quốc người là A Miêu A Cẩu, các người những quốc gia này cái gọi là tinh anh nhân viên, nói không chừng còn chưa đủ thôn vệ đế quốc nhét kẻ răng, lần này ta tự cùng các người cùng nơi hội hội thôn vệ đế quốc. Diệp thần phong biểu tình ngưng trọng, từ đề thăng thực lực nước thuốc, đến biến dị cường hãn giã thú, rồi đến có thể nhượng người rơi vào trong ảo giác tia sáng. Cái này các loại hết thảy đều biểu hiện ra thôn phệ đế quốc quỷ dị, Diệp thần phong cũng đúng thôn vệ đế quốc tràn ngập tò mò. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức, lại có thể có nhiều như vậy không phù hợp thời đại này công nghệ cao. Vương lực nhìn nhìn chu vi bị phá hư rơi vật kiến trúc, trong lòng nặng nề thở dài một hơi, hắn cũng không có bởi vì Diệp Thần Phong lời nói mà tức giận, bởi vì dùng Diệp Thần Phong thực lực có tư cách nói với hắn nói như vậy. Trong lòng thầm nghĩ thật không biết nếu như thống soái trở về nhìn đến binh vương căn cứ biến thành bộ dáng này, hắn có thể hay không giận giữ ni. Tốt, nếu ngươi đồng ý gia nhập vào nhiệm vụ lần này chung tới, như vậy ta có cần thiết nhượng ngươi biết giải, chúng ta binh vương tổ nắm giữ về thôn vệ đế quốc tin tức. Thôn vệ đế quốc tại rất nhiều đại quốc gia đều có người phụ trách, trước đó không lâu cùng ngươi tiếp xúc nên là thôn vệ đế quốc tại Hoa Hạ Quốc người phụ trách, mà lần này chúng ta tại M Quốc phát hiện tụ tập địa, nên là thôn vệ đế quốc tại M Quốc người phụ trách địa phương sở tại, không có ai biết thôn vệ đế quốc đích thực chính tụ tập địa ở nơi nào. Có người nói thôn vệ đế quốc lãnh đạo tối cao giả là quốc vương, quốc vương là cái thập phần thần bí người, tại thôn vệ đế quốc trung gặp qua hắn người lác đác không có mấy, thậm chí liền phân bố tại các đại quốc gia người phụ trách cũng đều chưa từng thấy qua quốc phương. Tổng thể mà nói thôn vệ đế quốc là một cái hết sức quỷ dị tổ chức, chúng ta có thể hiểu rõ đến tin tức cũng hết sức hiếu hạn, nếu như thôn vệ đế quốc tồn tại thật hội đúng toàn thế giới sản sinh uy hiếp, như vậy thôn vệ đế quốc nhất định phải muốn từ nơi này trên thế giới tiêu thất, chúng ta bây giờ liền thôn vệ đế quốc xào huyệt cũng không biết ở nơi nào cho nên nhiệm vụ lần này chính là muốn bắt sống thôn vệ đế quốc thành viên, từ bọn họ trong miệng lớn nhất hạn độ hiểu rõ thôn vệ đế quốc. Vương lực nói nhất đại liên xuyến về thôn vệ đế quốc tin tức, những này binh vương tổ nắm giữ tin tức cũng chỉ là thể hiện ra ngoài, căn bản đúng hiểu rõ thôn vệ đế quốc chút nào không trợ giúp. Vương lực, nghe xong ngươi những, này giới thiệu, bằng cùng không có nghe giống nhau, các người binh vương tổ làm việc hiệu suất có thể quá thấp, thân vì quốc gia ngành đặc biệt cũng chỉ có thể được rồi hiểu được mấy thứ này toán chúng ta còn là hiện tại lập tức đi m quốc đi ta sợ thời gian làm trễ nái sợ rằng sẽ phát sinh không tưởng được biến cố diệp thần phong đúng thôn vệ đế quốc hết sức lo lắng ngược lại diệp thần phong rồi hướng sau lưng diệp đông Kiệt, nói rằng tiểu thúc người đúng ra ra nói ta muốn đi m quốc một đoạn thời gian nhượng hắn không nên vì ta mà lo lắng Diệp Đông Kiện khẽ nhíu chân mày, hắn biết Diệp Thần Phong tại hắn lão nhân trong lòng địa vị, do dự mà nói rằng, "Thần Phong, cái này kiện sự tình ngươi là điều không phải tự mình cùng ra ra ngươi nói một tiếng." "Ngươi cũng là biết tính tình của hắn," Tại Hoa Hà Quốc hoàn hảo nói, "Nếu như đến nước ngoài, chúng ta cho dù muốn giúp ngươi chỉ sợ cũng ngoài tầm tay với." Diệp Thần Phong biết Diệp Đông Kiện đang lo lắng cái gì, thuận miệng nói rằng, "Tiểu thúc, ngươi yên tâm đi." dùng thực lực của ta ngươi nhận thức vì cái này thế giới người có mấy người có thể thương tổn được ta. Huống hồ đánh không lại còn không hội trốn sao, ta tuyệt đối không có việc gì. Sau đó, Diệp Thần Phong lại nói với Ninh Mẫn hiến, tiểu thẩm, người cũng yên tâm đi, ta sẽ đem Vũ Đình hoàn chỉnh mang về Hoa Hạ Quốc. Thần Phong, cũng là người tượng người đàn ông, không tượng người tiểu thúc giống nhau cố trước cố sau, ta tin tưởng ngươi có thể nhượng tỷ của ta hạnh phúc. Ninh Mẫn Yến vừa cười vừa nói. Diệp Đông Kiện là hoàn toàn không lời có thể nói, cùng chính hắn một cháu trai so sánh thời gian, hắn còn là ngoan ngoãn ngậm miệng tương đối thỏa đáng một ít. chương 482, chống đỡ được sao? Lần này tại M lãnh thổ một nước nội phát hiện một cái thôn vệ đế quốc tụ tập địa, đưa tới toàn thế giới nhiều quốc gia chú ý, dù sao bọn họ đều từ hoa hạ quốc nơi nào hiểu được, thôn vệ đế quốc có có thể nhượng người đang trong khoảng thời gian ngắn, tướng thực lực đề thăng gấp mấy chục lần nước thuốc, không thể phủ nhận, đây đối với toàn thế giới các quốc gia mà nói, là một loại đặc biệt bức thiết uy hiếp cảm giác. Lại mà thôn vệ đế quốc cái tổ chức này tại quốc tế thượng luôn luôn là thập phần thần bí, ai cũng không biết thôn vệ đế quốc thế lực đến cùng có nhiều cường đại. Nếu như thôn vệ đế quốc thật có muốn thống nhất toàn thế giới dã tâm, như vậy toàn thế giới các quốc gia phải muốn một lòng đoàn kết, sớm tướng thôn vệ đế quốc từ nơi này trên thế giới diệt trừ. M quốc một chỗ chính phủ đại lâu văn phòng, hiện tại đã đến lúc biến thành nghiên cứu đối phó thôn vệ đế quốc thương nghị đại lâu. Đại lâu cổng có 6 gã võ trang đầy đủ M quốc đại binh tại gác, lần này nhiều quốc gia tinh anh nhân viên hội tụ M quốc, tại an toàn thi thố phương diện M quốc nhất định phải làm đủ, cũng không thể đủ tại những quốc gia khác trước mặt náo cười nhạo. Đại lâu trong phòng hội nghị, thời khắc này bầu không khí hết sức khẩn trương, lần này ngoại trừ hoa hạ quốc tinh anh đi tới M quốc, còn có đảo quốc, hát quốc, y quốc đẳng nhiều quốc gia tinh anh nhân viên đều tới. Hai ngày trước, tại M quốc lãnh đạo hạ, cái khác nhiều quốc gia tinh anh nhân viên cũng sôi nổi tham dự vào, bao vây tiếu trừ thôn vệ đế quốc tụ tập địa trong hành động, ai biết đạo nơi nào chẳng qua là một cái đến lúc tụ tập địa mà thôi, bất quá, hỏa lực lại là dị thường tấn mãnh đến cuối cùng nhiều quốc gia tinh anh nhân viên tử thương vô số, với lại liền một cái thôn vệ đế quốc thành viên cũng không có bắt sống đến quang một cái đến lúc tụ tập địa cứ như vậy khó có thể đối phó nếu như sẽ đối phó thôn vệ đế quốc chân chính tụ tập địa còn không biết phải bỏ ra lớn bực nào đại giới nhi tại hai ngày trước trong hành động hoa hà quốc binh vương tổ là phụ trách trợ giúp cùng sau điện nhưng mà chỗ thôn vệ đế quốc đến lúc tụ tập địa trong thành viên căn bản không có muốn đánh đánh lâu dài ý tứ tại binh vương tổ xuất thủ trợ giúp thời gian thôn vệ đế quốc thành viên như thủy triều thông thường rút lui cuối cùng dẫn đến chỉ có Hoa Hạ Quốc một quốc gia tinh anh thành viên là lông tóc không tổn hao gì. Abbott là một cái 30 nhiều tuổi M người trong nước, hắn là M quốc chung một cái ngành đặc biệt người lãnh đạo. Có người nói toàn thân thực lực thâm bất khả chắc, lần này gặp Hoa Hạ Quốc binh vương tổ không tổn thương chút nào, trong lòng đặc biệt khó chịu nhanh, không lâu, bọn họ M quốc một nhóm đứng đầu y học quyền uy thế nhưng từ tại Hoa Hạ Quốc. Điều này làm cho M quốc y học giới rất là mất màu. Đồng dạng đối với Hoa Hạ quốc binh vương không có bất kỳ tổn thương gì. Biểu thị bất mãn còn có đảo quốc người. Lần này đảo quốc tinh anh nhân viên chung đi đầu giả là một gã tiếp cận 30 tuổi nam nhân. Tên nam tử này người là Nakamura Yukisuke. Nakamura Yukisuke là một gã đặc biệt xuất sắc ninja. Tại đảo quốc có thể nói là ninja giới trung đệ nhất nhân. Thông thường có thể sát nhân cho vô hình chung. Thậm chí hắn có thể lợi dụng nhẫn thuật, có thể dùng người bị giết liền thân ảnh của hắn đều không nhìn thấy, tự tâm bất cam tình bất nguyện đi gặp Diêm Vương ra. Binh vương tổ thống xoáy Ngô Quốc Thiên, cảm thấy Abot cùng Nakamura Yukisuke ánh mắt bất thiện, hắn đặc biệt rõ ràng cái này hai người trong lòng đang suy nghĩ gì. Lần này cần điều không phải M lãnh thổ một nước nội phát hiện thôn vệ đế quốc tụ tập địa, dùng Ngô Quốc Thiên tính tình chắc chắn sẽ không tới M quốc dù sao thôn vệ đế quốc thân ảnh đã ở Hoa Hà Quốc xuất hiện, binh vương tổ trách nhiệm ở chỗ bảo vệ Hoa Hà Quốc cùng người nước Hoa dân an toàn, cho nên binh vương tổ phải muốn càng nhiều hơn hiểu rõ đến về thôn vệ đế quốc tin tức, như vậy tài có lợi cho tướng đi đối phó Hoa Hà Quốc cảnh nội thôn vệ đế quốc. Ngô Tiên Sinh, lần này hành động của chúng ta, các người Hoa Hà Quốc binh vương tổ, là duy nhất không có tổn thất. Cho nên tại hạ thứ nhiệm vụ thời gian các người phải muốn sung phong, đồng thời các ngươi được muốn phục tòng chúng ta an bài mới được. Abbas dùng lưu loát tiếng Anh nói rằng, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía đứng tại Ngô Quốc Thiên bên cạnh Ninh Vũ Đình, Ninh Vũ Đình đầy áp thành thuộc vóc người. thực tại nhượng bất kỳ một quốc gia nào nam nhân đều không có cách gì chống đối. đúng, đảng cha gia thôn vệ đế quốc tại M quốc đích thực chính tụ tập địa sau, Hoa Hạ quốc phải muốn nhiều ra một ít lực, như vậy tài có vẻ công bình. Nakamura Yukisuke cũng lập tức dùng tiếng Anh phụ họa nói. Ngô Quốc Thiên trong lòng nhất luồng khó chịu. Tại hai ngày trước nhiệm vụ chung, binh vương tổ là phụ trách trợ giúp cùng sau điện. Sau điện coi như là những quốc gia khác tinh anh nhân viên đều bỏ chạy, bọn họ còn phải muốn lưu lại làm chống lại. Đây cũng là tương đương nguy hiểm phân đoạn. Ai biết đạo thôn vệ đế quốc thành viên cũng không định đánh lâu dài, cho nên trái lại nhượng binh vương tổ nhặt được một cái tiện nghi đây hết thầy có thể trách được ai. Trước đây phân phối nhiệm vụ thời gian, thế nhưng nhất trí đi qua mỗi quốc gia đồng ý, hiện tại em mơ quốc cùng đảo quốc lại có thể lộ ra cái này phó sắc mặt tới. Ngô quốc thiên trong lòng không có hỏa khí mới là lạ chứ. A à, boss chú ý ngươi nói chuyện thái độ, lần này chúng ta là tới giúp đỡ các ngươi diệt trừ thôn vệ đế quốc một cái tụ tập địa, hai ngày trước nhiệm vụ phân phối, là thông qua các ngươi nhất trí đồng ý, hiện tại chúng ta binh vương tổ không chết người, các ngươi tựu không vui sao? Lẽ nào cần phải muốn chúng ta binh vương tổ có tổn thương các ngươi tài năng hài lòng không? Ngô Quốc Thiên từ trước đến nay cũng là một cái táo bạo tính tình. Tại không khí của phòng họp hết sức căng thẳng chi tế, Vương Lực cùng Diệp Thần phong thuận lợi đã tới M Quốc, đồng thời đi tới thương nghị đại lâu cổng, sáu gã võ trang đầy đủ M Quốc đại binh ngăn cản đường đi của hai người, một tên trong đó đại binh dùng tiếng Anh hỏi, các ngươi là ai? ở đây không phải ai đều có thể đủ đi vào. Vương Lực dùng tiếng Anh hồi đáp, chúng ta là Hoa Hạ Quốc binh Vương tổ, cũng là nhiệm vụ lần này trung thành viên. Tên M quốc đại binh quan sát Vương Lực cùng Diệp Thần Phong một phen, nhất là nhìn đến Diệp Thần Phong không tính là thân thể cường tráng thời gian, trong ánh mắt lóe lên nồng đậm xem thường, dùng tiếng Anh nói rằng ta giúp các người báo cáo một tiếng. Rất nhanh trong phòng hội nghị Abbot liền đã biết có hai gã binh vương tổ thành viên muốn đi vào thương nghị Đại Lâu, hắn phân phó dưới người, tuyệt đối không thể đủ nhượng hai người kia tiến nhập thương nghị Đại Lâu, nếu như bọn họ hai cái có dũng khí động thủ, các người cũng có thể thích hợp lợi dụng hỏa lực vũ khí. Abbot một loạt thấp giọng phân phó, không để cho trong phòng hội nghị bất cứ người nào nghe, cổng gác sáu gã M quốc đại binh khi lấy được Abbot mệnh lệnh sau nhìn về phía vương lực cùng diệp thần phong ánh mắt biến được càng sắc bén, còn là vừa rồi tên mở miệng em mở quốc đại binh, theo chúng ta hiểu hoa hạ quốc binh vương tổ bên trong không có hai người các ngươi, các ngươi thật to gan, lại dám giả mạo hoa hạ quốc binh vương tổ người. Thừa dịp trong tay chúng ta thương không có đập nát đầu của các ngươi, vội vàng cho chúng ta cút đi. Diệp thần phong đời trước làm vì quốc gia bồi dưỡng ra được nhân tài, đối với tiếng Anh vẫn là tương đối tinh thông, Tướng tên M Quốc Đại binh nói là nghe được đặc biệt rõ ràng, xem ra những này M người trong nước là ý định nên vì khó khăn bọn họ. Vương Lực đang nghe tên M Quốc Đại binh lời nói sau, sắc mặt đồng dạng biến được dị thường xấu xí, nhưng nơi đây lại là M Quốc, nhiều một chuyện, không bằng ít một chuyện, có thể hắn lại bỏ quên chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí, Diệp Thần Phong là một cái nguyện ý đương rùa đen rút đầu người sao? Người khác không nể mặt hắn hắn hội không chút do dự tướng đối phương tôn nghiêm dẫm nát dưới bàn chân. Đọc chuyện cùng gạch chéo gạch chéo ngantiuyen.com Tự các ngươi những, này rác rưởi có tư cách nhượng ta cút đi sao? Các ngươi cho rằng có thể chống đỡ được ta sao? Muốn giết chết các ngươi so giết chết mấy con kiến còn muốn đơn giản. Diệp thần phong dùng tiếng Anh cực kỳ bừa bãi nói rằng. Sáu gã em mờ quốc đại binh vẫn thật không nghĩ tới, trước mặt cái này mới nhìn qua chút nào không năng lực chiến đấu người, cũng dám đối với bọn họ nói như vậy. Một đám khuôn mặt đều rào rạt khởi dáng tươi cười, một gã em quốc đại binh dùng thương để ở diệp thần phong đầu, nói rằng người nước hoa đều là hèn yếu kẻ đáng thương. Ta nhất không thích người khác dùng thương để đầu của ta, phàm là dùng thương để ở ta đầu người, toàn bộ đến bí mật đi gặp Diêm Vương ra. Những lời này, Diệp Thần Phong chỉ dùng để hoa hạ quốc ngữ nói rằng. Thế cho nên tên dùng thương để ở Diệp Thần Phong đầu em mờ quốc đại binh căn bản không có nghe hiểu, khẩu trung còn muốn cười nhạo Diệp Thần Phong vài câu, chỉ thấy Diệp Thần Phong bàn tay trung lóe lên cùng nhau ngân mũi nhọn, ngân mũi nhọn nhanh chóng đi vào, tên em mờ quốc đại binh cổ hỏng trong, hắn hai con ngươi trừng to đại, trong tay thương rơi vào trên mặt đất, thân thể cũng chậm chậm đảo địa. Đứng ở một bên vương lực vừa muốn ngăn cản Diệp Thần Phong, đáng tiếc hết thảy đều đã chậm. Diệp Thần Phong thật đúng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ. Chỉ bằng các ngươi những, này rác rưởi có thể chống đỡ được ta. Ngu ngốc, Diệp Thần Phong dùng tiếng Anh đúng còn dư lại năm tên M quốc đại binh nói rằng. chương 483, Diệp Thần Phong cường thế. Thương nghị cửa đại lâu, tên dùng thương để Diệp Thần Phong đầu M quốc đại binh, bị một cây ngân châm đi vào cổ họng mà khí tuyệt bỏ mình. Về phần còn lại năm tên M quốc đại binh, Mỗi người trên cổ tay cũng đều bị Diệp Thần Phong xuyên qua một cây ngân châm, cầm trong tay thương sôi nổi rơi vào trên mặt đất, chỉ sợ bọn họ cái này năm cái M quốc đại binh những ngày kế tiếp đều chỉ có thể làm một cái người tàn phế. Còn sống năm tên M quốc đại binh chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong cùng Vương Lực đi vào thương nghị đại lâu trong, thật sự là bọn họ không dám đi ngăn cản Diệp Thần Phong đường đi, rất sợ cũng bị ngân châm đi vào cổ họng mà chết, bọn hắn bây giờ là khắc sâu cảm nhận được Diệp thần phong cái này nhìn như chút nào không sức chiến đấu người nước hoa chỗ đáng sợ. Đại lâu trong phòng hội nghị, Abot đối với ngô quốc thiên cường thế thở ơ, lạnh giọng nói rằng, ngô tiên sinh, ý của ngươi là tại hạ thứ nhiệm vụ chung các ngươi không muốn sung phong. Chớ quên thôn vệ đế quốc là chúng ta cùng chung địch nhân, tương lai nếu như thôn vệ đế quốc xuất hiện ở hoa hạ quốc cảnh nội, chúng ta cũng muốn đi trợ giúp các ngươi chúng ta hoa hạ quốc binh vương tổ không phải là không nguyện ý sung phong chỉ là ngươi ý tứ trong lời nói hai ngày trước lần kia nhiệm vụ hình như là bởi vì chúng ta binh vương tổ các ngươi tài tổn thất thảm trọng đừng tưởng rằng chúng ta người nước hoa dễ khi dễ hiện nay chúng ta cộng đồng muốn đối phó mục tiêu đích thật là thôn vệ đế quốc nhưng cái này cũng không có nghĩa là chúng ta binh vương tổ hội thụ uất khí ngô quốc thiên dùng thuần thục tiếng anh mắng trả lại ngô tiên sinh ta cho rằng hai ngày trước nhiệm vụ, chúng ta nguyên do hội tổn thất thảm trọng, có rất đại một bộ phận nguyên nhân là bởi vì các người binh vương tổ, các người binh vương tổ nhiệm vụ là trợ giúp cùng đi đoạn hậu, cho nên ta cho rằng a tiên sinh nói không có chút nào châm trích, hạ một lần nhiệm vụ các người hoa hạ quốc nhất định là muốn nhiều ra một ít lực. Đảo quốc Nakamura Yukisuke mặt không thay đổi nói rằng, đảo quốc một nhóm đứng đầu y học quyền uy đồng dạng là tử tại hoa hạ quốc cho nên bây giờ em mơ quốc cùng đảo quốc đúng hoa Hà quốc có cam thù cũng là không thể tránh được. Nhìn đến người gây sự Abot cùng Nakamura Yukisuke, còn lại quốc gia tinh anh đại biểu lựa chọn trầm mặc, ngô quốc thiên làm binh vương tổ thống soái lúc nào đã bị qua cái này loại uất khí. Tức giận nói rằng, Abot, Nakamura Yukisuke, các ngươi cho rằng cái này loại châm trích có ý tứ sao? Tốt, đã như vậy, ta ngô quốc thiên tại ở đây tuyên bố, Hoa Hà Quốc chính thức rời khỏi lần này bao vây Tiếu trừ thôn vệ Đế quốc tụ tập địa nhiệm vụ chung. A nghe được Ngô Quốc Thiên kiên quyết lời nói, trên mặt thần sắc hơi biến biến. Thông qua cùng thôn vệ Đế quốc đến lúc tụ tập địa tiếp xúc, hắn đã hiểu được thôn vệ Đế quốc cường đại rồi. Nếu như thiếu Hoa Hà quốc tương trợ, chỉ sợ thực lực của bọn họ hội thật to giảm xuống. Đây tuyệt đối điều không phải hắn muốn thấy. A cười lạnh một tiếng, nói rằng một tiên sinh chớ quên các người tại M quốc lãnh thổ thượng, nếu như các người binh vương tổ tại M quốc toàn quân bị diệt, nên trăm phần trăm là thôn vệ đế quốc gây nên đi. Hiện tại ngô tiên sinh còn yếu quyết định rời khỏi nhiệm vụ lần này chung sao. Uy hiếp, cái này là uy hiếp trắng trợn. abot ý tứ trong lời nói đặc biệt rõ ràng, nếu như binh vương tổ muốn rời khỏi nhiệm vụ lần này chung, toàn bộ binh vương tổ khẳng định hội tại M quốc lãnh thổ thượng toàn quân bị diệt ngô quốc thiên sắc mặt đỏ bừng không gì sánh được hắn phải lo lắng binh vương tổ thành viên vấn đề an toàn vừa định muốn biệt khuất mở miệng đáp ứng cửa phòng họp đã bị đẩy ra diệp thần phong cùng vương lực đi đến bởi diệp thần phong thính giác hết sức nhạy cảm hắn ở ngoài cửa tựu nghe được ngô quốc thiên cùng abot đối thoại abot khi nhìn đến diệp thần phong cùng vương lực hai cái này người xa lạ đột nhiên đi vào trong phòng hội nghị trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ cảnh giác hỏi hai người các ngươi là ai có biết hay không tự ý đi vào phòng họp là hậu quả gì? Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua a Abbott, hắn đại khái đoán được. Nhượng cửa M quốc đại binh ngăn bọn họ, tự nên là cháu trai này, dùng hoa hạ quốc ngữ nói rằng, chớ ở trước mặt ta nói những. Này chiết chiết chim ngữ, mới vừa rồi là ngươi nhượng người ngăn chúng ta. a Abbott làm M quốc ngành đặc biệt người lãnh đạo, tinh thông rất nhiều quốc gia ngôn ngữ. Hắn đương nhiên có thể nghe hiểu Diệp Thần Phong lời nói, vừa định muốn mở miệng, chỉ thấy một gã em mờ người trong nước vội vàng đi đến, hướng a bot báo cáo cửa lục tên lính. Một gã đã khí tuyệt bỏ mình, mặt khác năm tên hai tay toàn bộ bị phế. Cư bác sĩ kiểm tra bọn họ đời này cũng không thể đủ khôi phục. a bot sắc mặt tức khắc âm trầm xuống, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm diệp thần phong cùng vương lực. Dùng hoa hạ quốc ngữ nói rằng là các ngươi bị thương quốc gia chúng ta binh sĩ hai người các ngươi tuyệt đối phải bị nghiêm nghị pháp luật trách nhiệm. Ngô Quốc Thiên khi nhìn đến Diệp Thần Phong cùng vương lực sau, khuôn mặt lộ ra một vòng vui sướng dáng tươi cười, mà đứng tại Ngô Quốc Thiên bên cạnh Ninh Vũ Đình khi nhìn đến Diệp Thần Phong sau, hai con người chung không che giấu được lóe ra thâm tình quang mang. Vương lực đi đến Ngô Quốc Thiên bên cạnh, tướng cả kiện sự tình nói với Ngô Quốc Thiên một lần, Ngô Quốc Thiên nghe tới cửa binh sĩ vậy mà ngăn bọn họ, hắn trong lòng cơn giận dữ là càng thịnh vượng abot là ngươi ngăn hai vị này binh vương tổ thành viên tiến nhập thương nghị đại lâu ngươi bây giờ có tư cách gì truy cứu trách nhiệm abot khinh thường cười lạnh một tiếng tại m quốc hắn có đầy đủ sức mạnh biểu hiện cường thế một điểm nói rằng một tiên sinh ta chỉ là muốn thăm dò thăm dò hai ngươi vị thủ hạ thực lực mà thôi hai ngươi vị thủ hạ có phần xuất thủ cũng quá nặng đi lẽ nào ngươi muốn nhượng ta cứ tính như vậy sao Dùng thương để đầu của ta coi như là thăm dò sao? Cho dù lại để cho ta lựa chọn một lần, ta cũng sẽ làm như vậy, vì vậy trên thế giới không có người có thể dùng thương để đầu của ta, coi như là các ngươi em mờ người trong nước khẩu trung thượng đế cũng không được, ta làm theo sẽ không chút lưu tình sát hắn." Diệp Thần Phong đôi mắt lạnh giá nhìn chằm chằm A bot nói rằng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoa Hà Quốc tiểu tử ngươi là điều không phải quá cản rỡ một điểm. Nakamura Yukisuke dùng không quá lưu loát hoa hạ quốc ngữ nói rằng, ngược lại rồi hướng Abot nói rằng, Abot tiên sinh, thỉnh cho phép ta tại ở đây suốt thủ giáo huấn một chút cái này người nước hoa, cho hắn biết ở địa phương nào nên muốn khiêm tốn một chút. Hoa hạ quốc cùng đảo quốc từ trước đây thật lâu vẫn có cửu hận. Nakamura Yukisuke nhìn đến Diệp Thần Phong hung hăng cản quấy, trong lòng tựu đặc biệt khó chịu nhanh, hắn thân là đảo quốc đệ nhất ninja, còn không có tướng một cái tiểu tiểu binh vương tổ thành viên để vào mắt, bất quá, rất nhanh hắn tự hội vì vậy quyết định mà hối hận cả đời. Abot nhìn thoáng qua Nakamura Yukisuke, vừa cười vừa nói, Nakamura tiên sinh, thì ngươi cần phải lưu cái này tiểu tử này mệnh, ta phải muốn nhượng hắn tiếp thu chúng ta em mở quốc luật pháp chế tài. Nakamura Yukisuke cười điểm gật đầu, nói rằng, Abot tiên sinh, ta sẽ có chừng mực, nói xong, Nakamura Yukisuke thân thể phảng phất là hư không tiêu thất, hắn thi triển ra nhẫn thuật ở giữa ẩn thân thuật. Ngô Quốc Thiên khi nhìn đến Nakamura Yukisuke tiêu thất sau đó, sắc mặt của hắn lập tức ngưng trọng, hắn biết Nakamura Yukisuke thực lực đặc biệt cường hãn, mở miệng nói rằng: Nakamura Yukisuke, người lăn ra đây cho ta, chúng ta người nước Hoa còn không tới phiên ngươi để giáo huấn liền ngô quốc thiên cũng không phát hiện được nakamura yukisuke thân ảnh chỉ có thể lớn tiếng giống lên ninh vũ đình cũng lo lắng đi tới diệp thần phong bên cạnh diệp thần phong tùy ý nhún vai đưa tay phải ra niết một bả ninh vũ đình mông nói rằng vũ đình người cũng quá không ngoan đi vậy mà gạt ta tới em m quốc chấp hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm đảng chuyện nơi đây xử lý xong ta lại thật tốt trừng phạt ngươi ninh vũ đình đôi má hơi phiếm hồng liếc một cái Diệp Thần Phong, nói rằng, Thần Phong, đều lúc nào. Người còn chiếm ta tiện nghi, người có thể phát hiện ẩn tàng rồi Nakamura Yukisuke sao? Hắn thế nhưng đảo quốc đệ nhất ninja. Yên tâm đi, cho dù hắn xuyên ẩn thân y cũng không dùng, huống chi ninja trung ẩn thân thuật chẳng qua là một cái thủ thuật che mắt mà thôi. Diệp Thần Phong không thèm để ý chút nào nói rằng, thể nội cửu cấp linh hồn lực nhập vào cơ thể mà ra, Tại trong phòng hội nghị cảm ứng Nakamura Yukisuke phương vị. Người nước hoa, Nakamura tiên sinh nhẫn thuật điều không phải ngươi có thể xuyên qua, ta thế nhưng nhượng Nakamura tiên sinh lưu ngươi một cái mạng, vạn nhất Nakamura tiên sinh thất thủ, cũng là vận khí của ngươi quá không xong. Theo Abbot Nakamura Yukisuke sẽ đối phó Diệp Thần Phong là chuyện dễ dàng. Rất nhiều người cũng sẽ thất thủ, nói không nhất định ta cũng hội thất thủ. Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vòng âm trầm dáng tươi cười nói rằng. chương 484, đấu tranh nội bộ. Phòng họp đến từ những quốc gia khác tinh anh nhân vật, bao quát M quốc Abot ở bên trong, theo bọn họ Diệp Thần Phong biểu hiện ra cái này loại tự tin, là vô tri đại biểu. Bọn họ rất muốn nhìn đến Diệp Thần Phong bị đảo quốc đệ nhất ninja Nakamura Yukisuke, bức bách đến lúc tuyệt vọng, là như thế nào một loại biểu tình. Tại Diệp Thần Phong thân thể cửu cấp linh hồn lực thả ra ngoài sau, có thể nói trong phòng hội nghị sở hữu tất cả, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn tướng tùy thân mang theo ngân châm rút ra 5 căn, tay phải bàn tay chợt dùng sức vung một cái, năm căn ngân châm dường như lưu tinh thông thường hướng một cái không người phương hướng phi bắn mà đi. Người nước hoa, người đây là đang đổ vận khí sao? Người cho là, Abbot à lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy trong không khí truyền đến một tiếng đau nhức hô, Nakamura Yukisuke thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong, đương trong phòng họp người thấy rõ ràng Nakamura Yukisuke thời khắc này hình dạng sau, không có chỗ nào mà không phải là khẩu trung đảo hấp cảm lạnh khí. Chỉ thấy năm căn từ diệp thần phong bàn tay chung bắn ra ngân châm, đệ nhất căn đi vào Nakamura Yukisuke trong đôi mắt của, đệ nhị căn đồng dạng đi vào hắn mặt khác một con mắt trong, cây thứ ba đi vào mi tâm của hắn trong, cây thứ thư đi vào hắn cổ họng trong, cây thứ năm đi vào trái tim của hắn trong. Ngoại trừ mới đầu hai căn ngân châm bên ngoài, đằng sau ba căn ngân châm là châm châm chí mạng, muốn nói đây là một cái trùng hợp cũng thật trùng hợp một điểm đi. Như vậy cái này chỉ có thể nói rõ Diệp Thần Phong sớm liền phát hiện Nakamura Yukisuke tung tích, với lại hắn phóng ra ngân châm tốc độ, độ chuẩn xác cùng lực đạo cũng quá kinh người một ít đi. Tại trong phòng hội nghị, ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, có thể không có bất cứ người nào phát hiện Nakamura Yukisuke hình bóng A. Nakamura Yukisuke trong ánh mắt chảy ra máu tươi, cổ họng trong chỉ còn lại có cuối cùng một chút sức lực, hai tay không ngừng vùng vẫy, có thể cuối cùng vẫn là tốn công vô ích, tại trước khi chết một khắc kia, hắn thật hối hận, hối hận không nên dây vào thượng diệp thần phong cái này người nước hoa, nghĩ hắn đường đường đảo quốc công nhận đệ nhất ninja tự chết như vậy. Người nói có oan uổng hay không A? ta đã nói rồi, ta cũng nói không nhất định hội thất thủ, kỳ thực ta không muốn sát hắn. Chỉ đổ thừa vận khí của hắn quá không xong, Diệp Thần Phong mặt không đỏ tim không đập mạnh miệng đầy nói mê sảng, theo người ngoài Diệp Thần Phong cuối cùng ba châm là châm châm chí mạng, nói là Diệp Thần Phong không muốn Nakamura Yukisuke mệnh, sợ rằng cũng sẽ không có người tin tưởng. Ninh Vũ Đình nhìn đến Diệp Thần Phong nhẹ nhõm giải quyết rồi Nakamura Yukisuke, trên mặt vẻ lo âu mới chậm rãi tiêu thất. Mà Ngô Quốc Thiên trên mặt vẻ khiếp sợ khó diễn tả được. Hắn đã có một đoạn thời gian thật lâu chưa từng thấy qua Diệp Thần Phong, hắn không có nghĩ đến Diệp Thần Phong thực lực vậy mà tiến bộ đến loại trình độ này. Phải biết rằng Nakamura Yukisuke là đảo quốc đệ nhất ninja, có thể nhất chiêu đã đem Nakamura Yukisuke bị mất mạng, Diệp Thần Phong thực lực nên đạt được một loại đặc biệt kinh khủng cảnh giới boss qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, quát dẹp đường, người vậy mà giết chết Nakamura tiên sinh. Chuyện lúc trước cho dù chúng ta em quốc không truy cứu, như vậy Nakamura tiên sinh sự tình ngươi tổng nên muốn cho ra một cái công đạo đi. Ta nói ngươi là điều không phải đầu óc có chuyện, chẳng lẽ có người muốn gây bất lợi cho ta, ta còn muốn đứng hoan nghênh hắn tới xúc phạm tới ta ngươi cũng không phải đã nói rồi cái kia gọi nakamura yukisuke người rất có thể hội thất thủ sát ta sao lẽ nào tự cho phép hắn thất thủ không cho phép ta thất thủ ngươi đây là cái gì logic đừng tưởng rằng nơi này là em quốc ta tự hội sợ ngươi sao diệp thần phong chút nào không sợ ý nói rằng người nước hoa cho dù em quốc không truy cứu chúng ta đảo quốc cũng phải cần truy cứu trách nhiệm của ngươi người hay nhất lập tức theo chúng ta hồi một chuyến đảo quốc nhượng đảo quốc cao tầng tới quyết định muốn xử trí như thế nào ngươi một gã đảo quốc tinh anh đứng ra dùng không quá lưu loát hoa hạ quốc ngữ nói rằng các ngươi yên tâm đi nếu sự tình phát sinh ở chúng ta em mơ quốc như vậy ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này người nước hoa cho dù cuối cùng không thể đủ bắt sống hắn cũng muốn nhượng thi thể của hắn lưu tại em mơ quốc abot kiên định nói rằng các vị đều là đến từ các quốc gia tinh anh cái này người nước hoa cách làm thật sự là hơi quá đáng một điểm, các ngươi nói chúng ta có thể cứ như vậy thả hắn sao? Abbott thanh âm to hỏi, tuyệt đối không thể đủ thả cái này người nước hoa, Nakamura tiên sinh là chúng ta nhiệm vụ lần này trung nhân vật chủ yếu, bây giờ mất đi hắn, thực lực của chúng ta lại muốn giảm bớt nhiều. Đúng, ta đề nghị nên lập tức muốn tướng cái này người nước hoa bắt, để tránh khỏi phát sinh nữa bất luận cái gì ngoài ý muốn vài cái cùng m quốc đi tương đối gần quốc gia trung tinh anh nhân viên sôi nổi mở miệng chống đỡ a -bót hành vi mắt thấy đại một nửa tới cái các quốc gia tinh anh đều chuyển hướng m quốc cùng đảo quốc một ít trung lập quốc gia thậm chí là cùng hoa hạ quốc hữu tình nghị quốc gia vào giờ khắc này cũng sôi nổi lựa chọn đứng tại m quốc cùng đảo quốc một mặt ngô quốc thiên cảm giác tình huống không ổn mở miệng nói rằng a bót, các ngươi đến cùng muốn làm gì cả kiện sự tình còn không phải là các người khơi mào tới sao. Các người cái này là khi người quá đáng. Một tiên sinh, cái này kiện sự tình ta có thể cho rằng cùng các người binh vương tổ không có vấn đề gì, thế nhưng tiểu tử này ngày hôm nay phải trước khống chế lại. Abbot vô cùng thẳng thừng nói rằng, dù sao muốn diệt trừ thôn vệ đế quốc tại M quốc tụ tập địa, còn cần dùng đến hoa hạ quốc binh vương tổ lực lượng nghi. Người thật muốn tướng ta khống chế lại, Diệp thần phong có nhiều ý tứ hàm xúc hỏi, chỉ thấy một cây ngân châm chẳng biết lúc nào trôi lơ lưỡng ở Abot trước mặt, sợ rằng tại người tướng ta khống chế lại trước, người sẽ đi gặp Diêm Vương ra. Đi vào Nakamura Yukisuke thể nội ngân châm, đột nhiên một cây một cây tự động thoát khỏi đi ra, cứ như vậy lẳng lặng trôi ở giữa không trung. Đồng thời Diệp Thần Phong cũng tướng tùy thân mang theo sở hữu ngân châm đều đem ra, cho nên trôi ở giữa không trung ngân châm đủ có 20 căn tả hữu. Nếu như ta muốn đem bọn ngươi toàn bộ giết chết, tại nửa phút trong vòng tự cũng đủ làm được. Nếu như nơi này là hoa hạ quốc lời nói, Diệp Thần Phong sớm cứ làm như vậy, đáng tiếc nơi này là M quốc. Hắn còn muốn bận tâm đến Ninh Vũ Đình cùng binh vương tổ thành viên an toàn, vạn nhất sát Abot chúng nhân. M quốc chính phủ khẳng định hội phong tỏa phi trường, đến lúc đó Diệp Thần Phong bọn họ khẳng định cách không khai M nước. Abot nhìn trước mặt cách hắn gần vô cùng một cây ngân châm trên trán không tự chủ bốc lên ra dày đặc mồ hôi hột, hắn biết Diệp Thần Phong hẳn không phải là tại nói mạnh miệng, ổn ổn tâm thần, nói rằng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi cái này là tự tìm đường chết. Ngươi hỏi ta muốn làm gì? Từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi muốn khó xử ta, đến nơi này một bước ngươi lại có thể hỏi đến xuất khẩu. Xem ra đem ngươi lưu trên thế giới này cũng không có cái gì dùng. Diệp Thần Phong không sao cả nói rằng, người nước hoa, ta có thể đáp ứng thả ngươi, thì ngươi tướng những ngân châm này thu trở về đi. Abot nhìn trôi ở giữa không trung ngân châm, hắn dám khẳng định trước mặt Diệp Thần Phong có nào đó năng lực đặc thù, vạn nhất đem người như vậy cấp nhã mau, sợ rằng người trong phòng họp đều đừng hòng muốn sống quá ngày hôm nay. Ngươi nói ta có thể tin tưởng lời của ngươi nói sao? Muốn ta tin tưởng ngươi, ngươi giết chết một người đảo quốc người hơn nữa. Diệp Thần Phong đúng Abot nói rằng, tiếp theo rồi hướng các quốc gia tinh anh nói rằng, các người cũng giống như vậy, muốn sống, mỗi quốc gia phải muốn giết chết một gã đảo quốc người, như vậy tài năng đủ nói rõ chúng ta là đứng tại trên một cái thuyền. Vũ Ninh, lấy điện thoại di động ra tướng những bức họa này mặt cấp chụp được tới. Diệp Thần Phong đúng bên cạnh Ninh Vũ Đình nói rằng, người nước hoa, người không thể đủ làm như vậy, người không thể đủ làm như vậy. Vài tên đảo quốc tinh anh nhân viên một đám vội vàng mở miệng nói rằng, con người của ta kiên trì là có hạn nếu như các ngươi lại không động thủ những ngân châm này tướng đi qua đầu của các ngươi diệp thần phong cười lạnh nói abot là người thứ nhất động thủ lại sống và chết trước mặt hắn còn là đạo nghĩa không thể trùn bước lựa chọn sinh abot vừa rồi cũng đã có nói sẽ không bỏ qua cho diệp thần phong cái này là bực nào châm chọc a à? tại abot động thủ sau đó những quốc gia khác tinh anh nhân viên cũng sôi nổi đúng đảo quốc tinh anh động thủ trong phòng hội nghị tràn đầy đảo quốc người tiếng kêu thảm thiết, cái này đấu tranh nội bộ hình ảnh quả thực còn thật đẹp mắt. Diệp thần phong dơ dơ lên trong tay điện thoại di động, nói rằng các người hành vi đều bị chụp được tới, tương lai không nên nỗ lực cấp ta, cấp hoa hạ quốc bôi đen. Diệp thần phong vừa nhìn về phía A-Bot, nói rằng chúng ta khả năng còn có thể lưu tại M quốc một đoạn thời gian, nếu như các ngươi M quốc dám đối với chúng ta động thủ, ta không để ý tại em quốc làm cho vài lần kinh khủng hành động, ta nghĩ ngươi trong lòng nên rõ ràng, dùng năng lực của ta muốn nhượng M quốc náo động, nhất định là có thể làm được. chương 485, Nghiêm Phạt Phòng họp Abort chúng nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong cùng binh vương tổ thành viên ly khai, Diệp Thần Phong bày ra năng lực đặc thù, nhượng Abot chúng nhân rõ ràng hiểu rõ, chỉ ít bây giờ không phải là cùng đối phương cứng đối cứng thời gian, huống chi bọn họ sát đảo quốc tinh anh nhân viên quá trình bị ninh vũ đình điện thoại di động cấp phách xuống nói như thế nào bọn họ hiện tại cũng tạm thời xem như là cùng diệp thần phong đứng tại cùng trên một cái thuyền cả kiện sự tình muốn trách cũng chỉ có thể đủ trách a bot ngay từ đầu thì không nên nhầm vào diệp thần phong nhìn trong phòng hội nghị đảo quốc tinh anh nhân viên thi thể a bot trầm tư một lát sau đó mới mở miệng nói rằng, tham gia nhiệm vụ lần này đảo quốc tinh anh nhân viên toàn bộ tử tại thôn vệ đế quốc trong tay, chúng ta nhất định nên vì những... Này đồng bọn báo thù, các ngươi nói đúng hay không? Đối mặt Abbott trợn tròn mắt nói mỏ hành vi, đến từ những quốc gia khác tinh anh nhân viên cũng sôi nổi phụ họa, hiện nay cái này là che giấu đảo quốc tinh anh nhân viên tử vong biện pháp tốt nhất. Ngay từ đầu ai cũng không ngờ rằng sự tình hội diễn biến thành kết quả như vậy. Diệp thần phong năng lực cùng cường thế, hoàn toàn đưa bọn họ mọi người cấp chấn nhiếp. Abbot tiên sinh, hiện tại chúng ta nên phải làm sao? Bây giờ đảo quốc tinh anh nhân viên toàn bộ tử vong, hoa hạ quốc binh vương tổ cũng muốn rời khỏi nhiệm vụ lần này chung. Chúng ta muốn diệt trừ em quốc cảnh nội thôn vệ đế quốc tập hợp địa, độ khó hệ số tướng hội đại mức độ đề thăng. Một gã y quốc tinh anh nhân viên đi đầu người nói. Lập tức, hai bên trái phải một quốc gia tinh anh nhân viên cũng lên tiếng, đúng vậy. Abort tiên sinh, chúng ta cũng kiến thức qua thôn vệ đế quốc đến lúc tập hợp địa hỏa lực tấn mãnh, muốn là thật tìm được rồi thôn vệ đế quốc tại M quốc chân chính tập hợp địa, phỏng trừng dùng chúng ta những. Này người năng lực muốn diệt trừ đối phương thật đặc biệt chắc trở. Abot trầm mặc điểm gật đầu, xem như là đồng ý bọn họ thuyết pháp, ba bốn phút sau, Abot đột nhiên nói rằng, mọi người cho rằng vừa rồi cái kia người nước hoa thực lực thế nào ta dám khẳng định trên người hắn tuyệt đối có nào đó năng lực đặc thù, dùng một mình hắn thực lực là có thể để chúng ta thật là nhiều người, chỉ cần chúng ta lần nữa nhượng hoa hạ quốc binh vương tổ gia nhập đến nhiệm vụ lần này chung tới, ta muốn diệt trừ thôn vệ đế quốc tập hợp địa tựu dễ nhiều. A Bót thật đúng là không muốn nhắc lại đến Diệp Thần Phong, tiếc rằng. Lần này thôn vệ đế quốc tập hợp phát hiện tại bọn họ M quốc, vì quốc gia an toàn, A Bót trong lòng có nhiều ghi hận Diệp Thần Phong, cũng chỉ có thể đủ tạm thời dưới áp chế tới. Abbot tiên sinh, cái kia người nước hoa thực lực quả thực không phản đối. Có thể hắn sẽ đồng ý kế tục tham gia nhiệm vụ lần này sao? Ân, chỉ cần có thể nhượng vừa rồi cái kia người nước hoa gia nhập, lần này cần diệt trừ thôn vệ đế quốc tập hợp địa, nên thị phi thường có hy vọng, vấn đề là hắn nếu như không muốn tham gia. Chúng ta phải làm gì? Nghe chu vi đến từ toàn thế giới các quốc gia tinh anh nhân viên nghi vấn, Abot nói rằng, ngày mai chúng ta chủ động tới cửa đi về phía binh vương tổ xin lỗi, ta nghĩ chỉ cần chúng ta phóng thấp tư thái, binh vương tổ không có lý do gì cự tuyệt chúng ta, huống chi diệt trừ thôn vệ đế quốc tập hợp địa quá trình nguy hiểm trọng trọng. Chúng ta có thể cho cái kia người nước hoa sung phong, tốt nhất là tại nhiệm vụ nhanh phải hoàn thành thời gian, nhượng hắn chết tại thôn vệ đế quốc trong tay, như vậy chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Abot khóe miệng lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Diệp thần phong nhường hắn chịu khẩu khí này, hắn muốn làm cho đối phương trả giá phải có đại giới. Bất quá, điều kiện tiên quyết là tướng Diệp Thần Phong tất cả lợi dụng giá trị đều lợi dụng xong. Tại Abbot chúng nhân thống nhất ngày mai tới cửa đi nói xin lỗi thời gian, Diệp Thần Phong theo binh vương tổ thống soái Ngô Quốc Thiên. Đi tới M Quốc một chỗ tương đối quán rượu sang trọng trong, Diệp Thần Phong cũng không có ý định nhiều hơn nữa khai một cái phòng, trực tiếp cùng Ninh Vũ Đình ở cùng một cái phòng không thì phải mà. Nếu binh vương tổ đều biết Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình quan hệ, như vậy hắn cũng không cần thiết che giấu. Tại tử điếm trong muốn một gian ăn cơm ghế lô, vừa bước vào ghế lô. Diệp Thần Phong tìm Ngô Quốc Thiên Hương sư vấn tội, không vui nói, ta nói Ngô lão đầu, người giàu gì cũng là đường đường binh vương tổ thống soái, vậy mà hội đi mưu hại ta tiểu nhân vật này. Người mất mặt hay không a? À? Ngô Quốc Thiên khuôn mặt chút nào không vẻ lúng túng, khẽ mỉm cười nói: Cái này đều không phải có thể giả làm phiền mà. Cuống hồ thần phong người cũng không là binh vương tổ thành viên, ta đều không phải chỉ sợ người cự tuyệt ta mời sao? Cho nên mới động một ít tiểu não gân. Sự tình hôm nay chúng ta không có bất cứ phiền phức gì, ta đã liên lạc với quốc nội. Nếu như em mơ quốc thật dám đối với chúng ta làm cái gì chuyện bất lợi, như vậy chúng ta Hoa Hạ quốc cũng đều không phải ngồi không. Đúng thần phong, thực lực của ngươi thế nhưng càng tới càng nhượng ta nhìn với cặp mắt khác xưa, người nói chúng ta là kế tục lưu tại M quốc điều tra thôn vệ đế quốc sự tình nghi. Còn là hồi hoa hạ quốc, ngô quốc thiên nghi vấn hỏi. Ngô lão đầu, chúng ta bây giờ thế nhưng tới dùng cơm, thời điểm dùng cơm nói chuyện gì chính sự. Tất cả đảng ngày mai hơn nữa, cho dù M quốc thật dám đối với chúng ta động thủ, ta cam đoan làm cho cả M quốc gà chó không yên. Diệp Thần Phong không sao cả nói rằng. Nếu Diệp Thần Phong đều đem nói được phân thượng này, như vậy Ngô Quốc Thiên cũng không tốt nói thêm nữa là cái gì, hắn biết Diệp Thần Phong trong lòng khó chịu khẳng định còn không có tiêu tán đi. Vì vậy một mặt dùng cơm, vừa cùng Diệp Thần Phong trò chuyện khởi tại M Quốc Hữu kia một ít tốt đùa địa phương. Đi ăn hoàn hậu, Diệp Thần Phong trực tiếp lôi kéo Ninh Vũ Đình, đi Ninh Vũ Đình trong phòng, điều này làm cho Ngô Quốc Thiên chúng nhân nhìn Diệp Thần Phong hình bóng, trong ánh mắt đều tràn đầy mập mờ thần sắc, Ngô Quốc Thiên càng là tại trong lòng cảm thán nói, tuổi còn trẻ chính là tốt. Tối thiểu tinh lực đầy đủ tràn đầy. Vừa đi vào gian phòng, Diệp Thần Phong lập tức tướng môn cấp khóa trái, Ninh Vũ Đình từ vừa rồi Diệp Thần Phong cùng Ngô Quốc Thiên trong đối thoại, cũng đại khái hiểu được nàng lần này có thể tham gia binh vương tổ nhiệm vụ, toàn bộ là bởi vì Diệp Thần Phong, lúc này nhìn Diệp Thần Phong tướng môn khóa trái, nàng biết kế tiếp Diệp Thần Phong phải làm gì hai bên đôi má biến được đỏ rực, hai tay không biết nên đặt ở nơi nào. Vũ Đình, người nói người lần này không có trải qua sự đồng ý của ta, sẽ tới tham gia như thế nhiệm vụ nguy hiểm, huống chi người nữ nhân này cũng quá ngu ngốc một điểm đi. Dùng thực lực của ngươi tham gia binh vương tổ nhiệm vụ đều không phải muốn chết sao? người nên sớm là có thể phát hiện binh vương tổ là có mục đích khác. người bây giờ có biết hay không sai? Diệp Thần Phong thưởng thức Ninh Vũ Đình hơi ngượng ngùng dáng dấp trong lòng nào đó khát vọng đã tại dục dịch. Thần Phong, lần này ta biết sai, Ninh Vũ Đình đặc biệt khéo léo điểm gật đầu. Không tệ, biết sai tiểu tốt, làm chuyện bảy tổng nên muốn nghiêm phạt đi. Như vậy hiện tại đã đến trừng phạt thời gian. Còn không có đảng Ninh Vũ Đình phục hồi tinh thần lại, Diệp Thần Phong liền một tay ôm lấy Ninh Vũ Đình thắt lưng, tướng Ninh Vũ Đình thân thể đặt ở bắp đùi của hắn thược, tay kia không chút do dự nâng lên, ba. Một tiếng, phách đánh vào Ninh Vũ Đình mông thượng. Ninh Vũ Đình hàm giang khinh cắn môi, trên gương mặt đỏ ửng biến được càng lóa mắt, cổ họng trong gắt giọng thần phong, người khi dễ người. Lão công khi dễ lão bà điều không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Hơn nữa ta có thể điều không phải đang khi dễ ngươi, cái này là đối với ngươi làm chuyện bậy nghiêm phạt mà thôi. Ba, 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 nói, Diệp thần phong lần thứ hai giờ bàn tay lên, lần lượt phách đánh vào Ninh Vũ Đình mông thượng, Ninh Vũ Đình cái mông là nàng toàn thân cao thấp mẫn cảm nhất bộ vị, liên tục tính bị Diệp Thần phong phát, trong thân thể của nàng mặt sinh ra nhất dòng nước ấm, một cái kình hướng tới nàng nửa người dưới chạy trốn, không bao lâu thời gian, Ninh Vũ Đình rõ ràng cảm giác được nàng tiểu nội nội có chút ướt, khuôn mặt đồng thời cũng tràn đầy động tình thần sắc. Vũ Đình, hiện tại mới tới khi dễ thời giờ của ngươi, Diệp thần phong khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười xấu xa, dễ dàng tướng Ninh Vũ Đình y phục trên người cấp lui xuống, môi hôn lên Ninh Vũ Đình mềm mại cặp môi thơm, chậm chậm tướng Ninh Vũ Đình thân thể bế lên, từng bước hướng trong phòng trên giường đi tới. Ninh Vũ Đình là Diệp thần phong sở hữu nữ nhân trung thành thục nhất một cái, chính cái gọi là nữ nhân 30 như lang như hổ, Ninh Vũ Đình đang đứng ở cái giai đoạn này, tại toàn bộ mây mưa thất thường trong quá trình, ngay từ đầu là Diệp Thần Phong nắm giữ chủ đạo địa vị, có thể đến sau lại Ninh Vũ Đình nữ nhân này lại muốn cướp Diệp Thần Phong chủ đạo địa vị. Điều này làm cho Diệp Thần Phong một cái đường đường đại nam nhân, làm sao có thể đơn giản thỏa hiệp. May mà chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí thể lực điều không phải thông thường kinh người, cuối cùng vẫn là tướng Ninh Vũ Đình cấp huấn dễ bảo. chương 486, ai mới là ai pháo hôi? ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hộ, giải vào Ninh Vũ Đình trong phòng. Gian phòng nhất cái giường đôi thượng, Ninh Vũ Đình tượng nhất chỉ lười biếng mèo con, dịu ngoan cuộn mình tại Diệp Thần Phong trong ngực, bộ ngực hai ngọn núi chặt chẽ không phùng thiếp Diệp Thần Phong ấm áp trong ngực. Ngày hôm qua, Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình là một lần lại một lần thân thể quấn quyết cùng một chỗ, hai người đạt tới một loại cảnh giới vong ngã, thật sâu lâm vào khát vọng cùng hoan ái chi chung, Ninh Vũ Đình cái này thành thục thiếu phụ cũng nhận được hoàn toàn thỏa mãn. Diệp Thần Phong mở mắt ra nhìn trong ngực không tỉnh lại nữa Ninh Vũ Đình, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười ôn nhu, môi nhẹ nhàng hôn vào Ninh Vũ Đình trắng nõn trên trán. Ninh Vũ Đình mí mắt hơi run lên, chậm chậm mở ra, đương nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong đường viền rõ ràng khuôn mặt thời gian. Ngày hôm qua điên cuồng lần thứ hai có hiện tại đầu của nàng trong, hai đóa đỏ ửng chậm chậm leo lên gò má của nàng. Vũ Ninh, người ngày hôm qua biểu hiện thế nhưng nhượng ta đặc biệt khiếp sợ a. À. Người vậy mà muốn leo đến nam nhân ngươi mặt trên tới tranh đoạt quyền chủ động. Diệp thần phong điều vừa cười vừa nói. Nhìn đến Diệp thần phong nụ cười trên mặt, Ninh Vũ Đình hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, hé miệng tại Diệp thần phong trên vai nhẹ nhàng cắn một cái, bĩu môi nói rằng thần phong, muốn ngươi còn cười nhạo ta, chúng ta vội vàng thức dậy đi. Nếu không ngô lão bọn họ nhất định phải cười nhạo chúng ta. Vũ Đình, người đừng cùng ta để ngô quốc thiên lão nhân kia, nếu như điều không phải hắn khuôn người tới em mờ nước, ta cũng không cần thật xa chạy tới nơi này, vừa nhắc tới cái này lão đầu, trong lòng ta mặt sẽ tới khí. Diệp thần phong bàn tay nhẹ nhàng nắn bóp ninh Vũ Đình mông nói rằng. Tốt, thần phong, ngô lão cũng là vì hoa hạ quốc an nguy, người cũng không nên lại oán giận hắn, chúng ta lên ăn điểm tâm đi. Ninh Vũ Đình mặc cho Diệp Thần Phong tay tại trên người của nàng không thành thật du tẩu. Thế nào, Vũ Đình, người ngày hôm qua còn không có ăn no sao? Có muốn hay không ta trở lại này ngươi một điểm? Diệp Thần Phong xấu xa cười nói. Ninh Vũ Đình đương nhiên biết Diệp Thần Phong khẩu chung nói là có ý gì. Một đôi đôi mắt đẹp liếc một cái Diệp Thần Phong, nói rằng, Thần Phong, sau đó ngươi ở phương diện này sự tình muốn tiết chế một điểm, như vậy đúng thân thể không tốt. Diệp Thần Phong dùng hành động thực tế chứng minh rồi, hắn là một cái cường tráng nam nhân, cho dù lớn hơn nửa chiến 300 hiệp, đúng thân thể hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào, nam nhân tại những chuyện khác hay là có thể nói không được, thế nhưng duy chỉ có tại chuyện nam nữ thượng, phải muốn cứng mới được. Cuối cùng dùng ninh vũ đình cầu xin tha thứ, mà tuyên cao sáng sớm trận này đại chiến kết thúc, có cử cấp linh hồn lực Diệp Thần Phong. Ở trên giường năng lực điều không phải bình thường nam nhân có thể so sánh được. Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình mặc quần áo tử tế, đi tới tửu điếm trong dùng bữa sáng địa phương. Ngô Quốc Thiên cùng Vương Lực Đảng binh Vương Tổ Thành Viên đã tại trong phòng ăn, Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình vì tiện lấy một ít đồ ăn sau, liền ngồi ở Ngô Quốc Thiên cùng Vương Lực đối diện. Ngô Quốc Thiên nhìn thoáng qua khuôn mặt đỏ ửng còn chưa rút đi Ninh Vũ Đình, có nhiều ý tứ hàm xúc là nhìn Diệp Thần Phong hỏi thần phong, tối hôm qua tại tử điếm trong ngủ được quen không quen. Nghe được ngô quốc thiên lời nói, Ninh Vũ Đình là cai đầu dài mai được cúi đầu, chỉ lo bản thân ăn cơm sáng, tim đập một trận nhanh hơn, mà chúng ta diệp thần phong đồng chí, đặc biệt khinh bị nhìn thoáng qua ngô quốc thiên, nói rằng, ngô lão đầu, ta xem ngươi là điều không phải ước ao đố kỵ hận. Ngươi cũng một sấp dày niên kỷ người, phương diện kia năng lực là không phải là không được rồi ta nghe nói em mờ quốc con gái khẩu vị phi thường lớn, có muốn hay không giúp người tìm một qua đây? Ngô quốc thiên đảo cũng chỉ là thuận miệng hỏi lên như vậy. Hắn không có nghĩ đến hội bị Diệp Thần Phong như thế trần trụi phản kích, một gương mặt già nua đỏ lên, ngồi ở bên cạnh hắn vương lực cố nén trong lòng tiêu ý, cả khuôn mặt đều nghẹn được có chút vặn vẹo, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dám đối với binh vương tổ thống soái nói những này không chút kiêng kỵ lời nói thần phong, ta niên kỳ tuổi tốt xấu cũng lớn hơn ngươi đi. Cho dù ngươi không gọi ta một tiếng ngô ra ra, cũng tổng không nên đem ngô lão đầu động ở bên mép, còn có không nên xem thường lão nhân ra năng lực, nói không chừng lão nhân ra so các người thanh niên nhân càng có khả năng. Ngô Quốc Thiên lúc còn trẻ, cũng là một người phong lưu bại hoại, tuy rằng bây giờ tuổi đã cao. Nhưng hắn còn là không muốn thừa nhận, hắn phương diện kia năng lực không được. Ngô Quốc Thiên lời này vừa nói ra, Người thứ nhất cười sặc sụa Ninh Vũ Đình, nàng hoàn toàn không để ý tới thục nữ hình tượng, cái thứ hai cười sặc sụa là Vương Lực, hắn thật không có nghĩ đến thống soái lại còn hội nói đùa. Ninh Vũ Đình cùng Vương Lực cái này hai người muốn nín cười, thế nhưng lại nhịn không được, cười đến cái bụng đều đau nhức. Diệp Thần Phong biểu hiện đến không có đặc biệt khoa trương, thuận miệng nói rằng, người cái này lão đầu còn có xấu hổ hay không? "Toán, ta không chấp nhặt với ngươi." lần này em mờ lãnh thổ một nước nội xuất hiện thôn vệ đế quốc tập hợp địa, người định làm như thế nào? Gặp Diệp Thần Phong nói đến chính sự, Ngô Quốc Thiên cũng sửa sang lại sắc mặt, nói rằng ta cũng không muốn cùng em mờ quốc những. Này hỗn đàn hợp tác rồi, ghê gớm tự chúng ta cha, ta chỉ là muốn tiến một bước tìm hiểu một chút thôn vệ đế quốc mà thôi, để tướng đi đối phó xuất hiện ở chúng ta hoa hạ quốc thôn vệ đế quốc tập hợp địa. Ta nói ngô lão đầu, người có biết hay không thôn vệ đế quốc cường đại dùng các người binh vương tổ thực lực đã nghĩ muốn đi đơn độc điều tra thôn vệ đế quốc cái này hoàn toàn là hành động tìm chết diệp thần phong không đợi ngô quốc thiên nói tiếp tục nói thôn vệ đế quốc nắm giữ không chỉ có riêng là có thể đề thăng nhân thể thực lực gấp mấy chục lần nước thuốc bọn họ còn nắm trong tay các loại công nghệ cao nói thí dụ như có thể nhượng người tiến nhập nào đó ảo giác trạng thái tia sáng tại trong ảo giác trải qua tất cả người hội cảm giác không gì sánh được giống như thật, nếu như ngươi ở đây trong ảo giác tử vong, cho dù chờ ngươi tỉnh táo lại, cũng khẳng định sẽ biến thành một người ngu ngốc. Với lại ta tin tưởng thôn vệ đế quốc nắm giữ công nghệ cao còn có rất nhiều, ngươi bây giờ cho rằng bằng vào cho ngươi mượn môn binh vương tổ, có thể đối phó được thôn vệ đế quốc sao? Ngô Quốc Thiên còn người bỗng nhiên rút nhỏ, đang nghe Diệp Thần Phong lời nói sau, toàn bộ không gì sánh được khiếp sợ, hỏi Thần Phong, người nói những này rốt cuộc là có phải hay không thật, ngươi là từ đâu trong nhận được tin tức này? Ta còn dùng từ nơi nào nhận được tin tức sao? Đây là ta tự mình thể hội, cho nên lần này chúng ta phải hiểu thôn vệ đế quốc, còn phải muốn dùng đến em mơ quốc đẳng nhiều quốc gia lực lượng ni. Cho dù để cho bọn họ đi làm pháo hôi cũng là tốt. Diệp thần phong cười đến cực kỳ tà ác. Ngô lão đầu, ta dám khẳng định, ta ngày hôm qua biểu hiện ra năng lực đặc thù, ngày hôm nay các quốc gia tinh anh nhân viên sẽ chủ động hướng chúng ta xin lỗi, đồng thời nhượng chúng ta lần nữa gia nhập đến nhiệm vụ lần này chung. Bọn họ khẳng định cũng là tồn nhượng chúng ta làm con cờ thí tâm tư, bất quá, cuối cùng này ai nhượng ai làm con cờ thí thật đúng là nói không nhất định nhi. Diệp thần phong tâm tư hết sức kín đáo, thoáng cái tự đoán được M quốc đẳng nhiều quốc gia thương thảo đi ra quyết định. Diệp thần phong, Người tiểu xác định như vậy ngày hôm nay các quốc gia tình anh nhân viên hội hướng chúng ta xin lỗi. Nếu như bọn họ tới, người đảo thật đúng là là liệu sự như thần. Vương lực hơi hoài nghi nói rằng như vậy chúng ta tự mỏi mắt mong chờ đi. Diệp thần phong hơi cười cười. Thần phong người nói còn thật có đạo lý tốt. Ngày hôm nay nếu như bọn họ thật hướng chúng ta nói xin lỗi, như vậy chúng ta trái lại lợi dụng bọn họ một hồi để cho bọn họ tới khi chúng ta pháo hôi ngô quốc thiên càng cảm giác nhìn không thấu diệp thần phong quả nhiên tại diệp thần phong bọn họ cơm sáng ăn được một nửa thời gian do em m quốc abot đi đầu đến từ các quốc gia tinh anh nhân viên đi vào quán rượu trong phòng ăn hướng diệp thần phong cùng ngô quốc thiên chính thức nói xin lỗi đồng thời đặc biệt chân thành mời binh vương tổ lần nữa gia nhập đến nhiệm vụ lần này chung chỉ ít bọn họ biểu hiện ra biểu hiện đặc biệt chân thành tại abot chúng nhân một loạt khuyên ngô quốc thiên tài cuối cùng là đáp ứng Abbot chúng nhân cao hứng vô cùng ly khai tử điếm nhà hàng, đang đi ra tử điếm sau đại môn, Abbot nói rằng các ngươi xem đi. Ta đã nói chúng ta phóng thấp tư thái, Ngô quốc thiên bọn họ sẽ không có lý do cự tuyệt. Đồng dạng tại tử điếm trong phòng ăn, vương lực bội phục hướng Diệp Thần Phong nhếch lên ngón tay cái, nói rằng, Diệp Thần Phong, người thật là thần, có ngươi ở nơi này, những quốc gia khác người là đương định pháo hôi. Ngô Quốc Thiên cũng tán đồng điểm gật đầu, nói rằng, thần phong, kế tiếp chúng ta cần phải làm gì? Hiện tại ngay cả Ngô Quốc Thiên cũng mơ hồ dùng Diệp Thần Phong làm trung tâm. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, chúng ta không thể đủ chờ em quốc điều tra đến thôn vệ đế quốc tập hợp địa đích thực chính tin tức. Ngày hôm nay ta dự định đi ra xem một chút có thể không thể đủ tra được một ít đầu mối hữu dụng. Tốt, ta đây cũng cùng đi với ngươi. Vương Lực không chút do dự nói rằng. chương 487, tìm hiểu tin tức. Theo màn đêm đánh xuống, M quốc thủ đô cái này tòa thành phố lớn đèn đuốc sáng lạn, Diệp Thần Phong lợi dụng ban ngày, tìm được rồi một nhà tại địa phương đặc biệt nổi danh quán ba, hắn mục đích tối nay địa chính là chỗ này. Cửa quán rượu đứng vóc người nóng này M quốc nữ lang, hướng Diệp Thần Phong, vương lực bọn họ vứt mị nhãn, vương lực nhíu mày một cái, nói rằng Diệp Thần Phong, chúng ta đêm nay đều không phải tới điều tra đầu mối sao. Thế nào tới quán ba nơi này? Đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh, một tay kéo Diệp Thần Phong cánh tay Ninh Vũ Đình, nhìn đến cửa quán rượu nữ lang sau, ngón tay lặng lẽ nhéo một cái Diệp Thần Phong bên hông thịt mềm, "Chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí thật là muốn nhiều oan uổng có nhiều oan uổng a." À. Lập tức nói rằng, "Vương Lực, thiệt thòi ngươi còn là binh vương tổ thành viên, lẽ nào ngươi không biết càng là cá mắt hỗn tạp địa phương, muốn tra được đầu mối hữu dụng tựu càng dễ sao?" Có đôi khi dân gian lực lượng so chính phủ lực lượng mạnh hơn nhiều cái này cái quầy rượu có thể không phải là các người biểu hiện ra nhìn đơn giản như vậy, chúng ta đi vào trước hơn nữa. Nghe vậy, vương lực tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết Diệp Thần Phong nói quả thực không có sai, bất quá, khi hắn đi vào cái này nhà quán ba bên trong thời gian, hắn là hoàn toàn hối hận, bởi Diệp Thần Phong bên cạnh có Ninh Vũ Đình đi cùng, mà vương lực là độc thân đi tới. Kết quả là quán ba trong rất nhiều em mơ quốc con gái tất cả lên cùng vương lực đến gần, có thậm chí là không hề cố kỵ tới gần, dùng bộ ngực cao vút cọ vương lực cánh tay. Vương lực thân là binh vương tổ thành viên, trên người bắp thịt thế nhưng đặc biệt phát triển, nhiễm nhiên một bộ mãnh nam dáng dấp, em mờ quốc con gái khẩu vị là nổi danh đại, thân thể của nam nhân nếu là không cường tráng một ít, căn bản không thỏa mãn được các nàng. Tại em mờ người trong nước trong ấn tượng hoa hạ quốc nam nhân thông thường đều là nhỏ gầy, lúc này nhìn đến vương lực cái này cường tráng hoa hạ quốc nam nhân, bên trong quầy rượu rất nhiều em mờ quốc con gái đều khởi muốn cùng vương lực ở trên giường đại chiến một phen xung động. Đối mặt nhiều em mờ quốc nữ nhân tới gần, thậm chí là tiếp xúc trên thân thể, vương lực sắc mặt là nghẹn đến đỏ bừng, đêm nay bọn họ là tới điều tra đầu mối, cho nên hắn tuyệt đối không thể đủ tại ở đây gây phiền toái, nói cho cùng. Kỳ thực vương lực đến bây giờ liền nữ nhân đều không có chạm qua ni. Trải qua nhiều như vậy cái vóc người nóng này em mờ quốc con gái khiêu khích, hắn nơi nào chịu được tuy rằng nhẫn nại năng lực cũng là binh vương tổ bình thường huấn luyện một cái hạng mục nhưng là có chút sự tình là nhẫn nại không được vương lực nửa người dưới từ từ có phản ứng diệp thần phong nhìn đến vương lực quẫn bách dáng dấp trong lòng không nén nổi âm thầm buồn cười dùng lưu loát tiếng anh đúng những này đói khát em mờ quốc con gái nói rằng các vị xinh đẹp nữ sĩ ta vị bằng hữu này không thích nữ nhân các ngươi không nên uổng phí công phu hắn là thích nam nhân. Quả nhiên, những, này em mờ quốc con gái nghe được Diệp Thần Phong nói sau. Khuôn mặt đều không tự chủ lộ ra một vòng tiếc hận chi sắc, sau đó tải từng cái một ly khai. Vương lực khẩu trung cuối cùng là thở ra một chút sức lực, Ninh Vũ Đình đương nhiên cũng nghe hiểu Diệp Thần Phong vừa nói tiếng Anh, ánh mắt quái dị nhìn Vương lực, hiển nhiên nàng đang suy đoán Diệp Thần Phong nói rốt cuộc là có phải hay không thật. Vương lực cảm giác được Ninh Vũ Đình quan sát ánh mắt. Vội vàng nói, Diệp Thần Phong, không mang theo ngươi như thế trêu người, ta vương lực là cái thuần đàn ông, làm sao sẽ thích nam nhân. Ngươi cũng không nên nói xấu ta. Diệp Thần Phong không thèm để ý chút nào nói rằng, đúng, 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 ngươi vương lực là cái thuần đàn ông, vừa rồi ta đều không phải giúp ngươi giải vây mà. Bất quá, vương lực, ngươi đến hiện tại nên còn không có chạm qua nữ nhân ni đi không nên ở trước mặt ta phủ nhận, vừa rồi này em mờ quốc con gái tới gần ngươi thời gian. Ngươi phía dưới thế nhưng đỉnh khởi một cái tiểu trướng bồng, ta xem ngươi còn là vội vàng tìm nữ nhân đi. Lúc này vương lực là hoàn toàn bị nói á khẩu không trả lời được, vẻ mặt khó chịu đi theo Diệp Thần Phong phía sau, rất nhanh, Diệp Thần Phong mang theo bọn họ đi tới quán ba chỗ sâu một cái cửa vào. Tại cửa vào có hai cái thân thể cường tráng em mờ quốc nam nhân canh chừng, Diệp Thần Phong từ trong túi lấy ra 3.000 USD đưa cho hai cái này M quốc nam nhân sau, bọn họ lập tức nhường ra một con đường, nhượng Diệp Thần Phong đám ba người đi vào cửa vào. Diệp Thần Phong đúng bên cạnh Vương Lực cùng Ninh Vũ Đình đơn giản giải thích một chút. Cái này nhà quán ba nguyên do tại M quốc thủ đô nổi danh, lớn nhất đặc sắc chính là cái này nhà quán ba trong có một bí mật quyền trường. Mỗi ngày đều có rất nhiều kẻ có tiền tới nơi này tham dự đổ quyền, mà Diệp Thần Phong ngày hôm nay muốn tìm chính là cái này nhà quầy rượu ông chủ Andre. Trải qua Diệp Thần Phong ban ngày tìm hiểu, hắn biết cái này nhà quầy rượu ông chủ Andre có thể đều không phải một người bình thường, trong tay nắm giữ nhất trương tại M Quốc bao trùm tỷ số đặc biệt rộng tin tức lưới, thậm chí có thời gian Andre trong tay tin tức, muốn soi M Quốc chính phủ bộ môn còn muốn tới linh thông, đây cũng là đêm nay Diệp Thần Phong tới cái này nhà quầy rượu mục đích thực sự. Cái này nhà bên trong quầy rượu bí mật quyền trường có thể điều không phải tùy tiện có thể đi vào, muốn đi vào người phải muốn giao nộp 1.000 USD nhập trường phí, đi vào cửa vào sau, đập vào mi mắt là xuống phía dưới thang đá, ba người khoảng chừng đi có một phút đồng hồ sau, liền có ẩm ý tiếng gào truyền vào lỗ tai của bọn họ trong. Diệp thần phong đẳng ba người đi tới một chỗ trước cửa, cổng là không có người gác, dễ dàng là có thể đẩy ra, đương diệp thần phong đẩy cửa ra thời gian, lần đầu tiên nhìn thấy là ngay chính giữa một cái lôi đài. Trên lôi đài có hai gã thân thể đặc biệt to tráng em mờ người trong nước tại bác đấu. Hai người đọ sức đặc biệt hung tàn, có thể nói là từng chiêu muốn đối phương mệnh. Đây cũng là bí mật quyền trường quy tắc, tuyển thủ một ngày thượng lôi đài, coi như là bị đối thủ đánh chết tại trên lôi đài cũng không thể đủ truy cứu trách nhiệm. Lôi đài hai bên là thính phòng, thính phòng trong nữ có nam có, đến từ các quốc gia người đều có, Thông thường có cái này tiền nhàn dỗi tới tham dự đổ quyền đều cũng có một ít tài sản. Bọn họ là tới thể nghiệm đẫm máu kích thích. Phải biết rằng bây giờ xã hội tiết tấu thật nhanh, cho nên không khỏi cấp người gia tăng rồi rất lớn áp lực tới tham dự quan khán bí mật quyền thi đấu là một loại rất tốt thả ra tâm tình hữu hiệu biện pháp. Cái này bí mật quyền trường không gian phi thường lớn. Bên trái phía trên treo một khối điện tử màn hình mặt trên biểu hiện là thi đấu tuyển thủ tên cùng với bồi tỷ số. Diệp Thần Phong đám ba người lựa chọn vị trí ngồi xuống, ngồi ở Diệp Thần Phong bọn họ bên cạnh đúng lúc là một cái hoa hạ quốc trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân khi nhìn đến Diệp Thần Phong ba người bọn hắn sau, khuôn mặt lập tức lộ ra thân mật dáng tươi cười, ân cần thăm hỏi đạo các ngươi cũng là tới đổ quyền. Đêm nay các ngươi thế nhưng tới đúng, khó có được tại ở đây đụng tới quốc gia mình người, ta nói cho các ngươi biết một cái ổn kiếm không bồi tin tức. Cái này hoa hà quốc trung niên nam nhân một bộ từ trước đến nay quen thuộc hình dạng, đi qua từ trung niên nam nhân khẩu trung hiểu rõ, đêm nay có người mang theo vài thân thủ cường hãn người tới nơi này đá bãi, mà lão bản của nơi này Andre thủ hạ người, đến bây giờ làm rừng còn không có thắng nổi một hồi, có thể nói đêm nay bí mật quyền trường ông chủ Andre là thường tiền bồi đến nhà. Tại trung niên nam nhân cấp diệp thần phong bọn họ giải thích chi tế, chu vi lần thứ hai vang lên ẩm ý tiếng gào, chỉ thấy trên lôi đài một cái M người trong nước ngã xuống, trên đầu lưu ra nồng đặc máu tươi, mà đứng ở nơi này tên M người trong nước trước mặt một. Khác cái M quốc tuyển thủ, trên mặt mang là nụ cười máu, cổ họng trong điên cuồng gào thét, té trên mặt đất tên M người trong nước là Andre chính là thủ hạ, xem ra trận này Andre lại muốn bồi thượng không ít tiền. Tại cái này bí mật quyền trường phía bên phải bên cạnh có một cái phòng, trong phòng trang sức đặc biệt xa hoa. Tại gian phòng ngay phía trước có nhất đài cực đại tinh thể lỏng màn hình, biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh rõ ràng là bên ngoài trên lôi đài. Một gã chừng 30 tuổi M Quốc nam nhân ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng nhất ly rượu đỏ, chân mày hơi nhíu lại, cái này người chính là lão bản của nơi này Andre. Tại Andre bên cạnh đứng một gã 20 nhiều tuổi M Quốc thanh niên, M Quốc thanh niên mở miệng nói rằng: "Ông chủ, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cần phải phải thường tử không thể." bọn họ rõ ràng chính là tới quấy rối, chúng ta không thể đủ ngồi chờ chết. Andre đung đưa chén rượu trong tay, đêm nay hắn đã bồi rơi ba chục triệu USD, tại tiếp tục như vậy hắn cái này cái quầy rượu cùng bí mật quyền trường cần phải muốn đóng cửa không thể, thế nhưng tối nay tới ở đây tạp tràng tử người, phía sau có một thế lực chống đỡ, mặc dù nói Andre phía sau cũng có người, thế nhưng song phương nếu như cứng đối cứng, cuối cùng khẳng định hội lưỡng bại câu thương. Hơn nữa Andre bí mật quyền trường từ trước đến nay đều là hoan nghênh người khác mang theo tuyển thủ tới khiêu chiến, cho dù Andre muốn giở mặt cũng đứng không ở gót chân a. Người khác chỉ biết nói hắn không thua nổi, vắt hết óc cũng nghĩ không ra một cái giải quyết chuyện này hoàn mỹ biện pháp. Chương 488, ba cái cùng tiến lên. Qua hồi lâu sau, Andre để xuống chén rượu trong tay, cổ họng trong nặng nề thở dài một hơi, nói rằng Xem ra đêm nay ta không ra mặt cúi đầu trước bọn họ, bọn họ chắc là sẽ không bỏ qua, tuy rằng cho dù cái này nhà quán ba cùng bí mật quyền trường đóng cửa, với ta mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng dù sao nơi này là ta năm đó phần thứ nhất sản nghiệp, với ta mà nói có loại đặc thù ý nghĩa. Giữa lúc Andre muốn đứng lên thời gian, cửa phòng bị đẩy ra, Diệp Thần Phong, Vương Lực cùng Ninh Vũ Đình đi đến bọn họ từ vừa rồi tên hoa hạ quốc trung niên nam nhân khẩu trung hiểu được Andre nơi chỗ. Diệp thần phong ánh mắt như ngừng lại Andre trên người, hắn là có từng thấy Andre ảnh chụp, tại bất kỳ một quốc gia nào chỉ cần có tiền, ngươi là có thể mua được mong muốn tài liệu, ban ngày thời gian. Diệp thần phong hoa một vạn USD, đã biết cái này nhà tại M quốc thủ đô nổi danh quán bar, cùng với về Andre tài liệu cặn kẽ. Andre cùng bên cạnh hắn tên M Quốc thanh niên hơi ngẩn người, bọn họ hai cái rất kỳ quái cái này ba cái người hoa, làm sao sẽ đột nhiên đi vào trong phòng. Cửa phòng thế nhưng dùng tiếng Anh viết người rảnh rỗi không nhập. Andre không có mở miệng, trái lại tên M Quốc thanh niên dùng tiếng Anh nói chuyện, ba người các ngươi là ai? Lẽ nào mắt mù sao? Không nhìn thấy cửa phòng bên ngoài tự sao? Có biết hay không nhà lão bản chúng ta tức giận hậu quả là cái gì? Diệp Thần Phong nhìn liền đều không có liếc mắt nhìn tên M quốc thanh niên, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Andre, dùng lưu loát tiếng Anh nói rằng, ngươi chính là Andre tiên sinh đi. Ta muốn từ ngươi nơi này hiểu được một ít tin tức, ngươi nói cái giá đi. Tên M quốc thanh niên thấy mình bị Diệp Thần Phong làm như không thấy, khí phải là trên trán nổi gân xanh, vừa định muốn chửi ầm lên, Andre khoát tay áo ý bảo thanh niên không cần nói, hắn còn lại là đánh giá Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói người nghĩ rằng ta andre tin tức là ai đều có thể đủ mua được sao ta từ trước đến nay không thích cùng người nước hoa giao tiếp bất quá ta có thể cấp ngươi một cái cơ hội nếu như ngươi có thể giúp ta đánh thắng ba trận quyền thi đấu ta có thể vô điều kiện nói cho ngươi biết bất luận cái gì ngươi muốn biết tin tức chỉ sợ ngươi sẽ chết tại trên lôi đài tốt ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu chỉ là đến lúc đó nếu như ngươi không cho được ta hữu dụng tin tức ta cam đoan người sẽ chết đặc biệt xấu xí. Diệp thần phong thuận miệng đáp ứng, một đôi con người đen nhánh chấp động mạnh mẽ quang mang. Andre không có nghĩ đến trước mặt cái này mới nhìn qua chút nào không năng lực chiến đấu hoa hạ quốc thanh niên lại có thể hội đáp ứng. Khuôn mặt thần tình rõ ràng ngẩn người, mà đứng tại bên cạnh hắn em mờ quốc thanh niên, khuôn mặt càng là không thêm che giấu lộ ra khinh bỉ thần sắc, cười nhạo nói, người nước hoa. Người cho là mình là siêu nhân không? các ngươi Hoa Hà Quốc là nổi danh nhu nhược chủng tộc, những ngươi đi tới đại biểu chúng ta đánh quyền thi đấu, không phải là là đem tiền ném vào trong sông mặt sao. Lập tức từ chúng ta phòng của lão bản trong tiêu thất. Người nước Hoa, ta đặc biệt bội phục dũng khí của ngươi, bất quá. Đây cũng không phải là... T. Xuyên cua tui A còng A còng nét, Andre vốn là muốn muốn khuyên Diệp Thần Phong bọn họ rời đi, hắn không có dự định cùng cái này ba cái người nước hoa so đo, nhưng ai biết, hắn ngay cả lời đều còn chưa nói hết. Diệp thần phong thân ảnh động, ai cũng không có thấy rõ ràng động tác của hắn. Bàn tay phải của hắn tự tạp ở tên M quốc thanh niên cổ học, lạnh giọng nói rằng lần sau không để cho ta đang nghe vũ nhục chúng ta hoa hạ quốc lời nói, nếu không ta khẳng định sẽ đích thân xoay đoạn cổ của ngươi. Tên M quốc thanh niên trên trán điên cuồng bốc lên ra mồ hôi lạnh. Sau lưng đeo y phục cũng bị mồ hôi cấp thấm ướt cổ họng khẩu cảm nhận được áp lực cực lớn, chật vật có loại sắp cảm giác hít thở không thông, lúc này hai con ngươi nhìn về phía Diệp Thần Phong thời gian, không còn có khinh bỉ cùng diễu cợt. Có khi là sợ hãi thật sâu, bởi vì hắn vừa rồi không chút nào nhìn đến Diệp Thần Phong có động qua, dường như Diệp Thần Phong bàn tay là trống rỗng tạp ở hắn cổ họng, hiện tại sống chết của hắn đều nắm giữ ở đối phương tay thượng. Hắn nào dám lại khẩu suất cuồng ngôn. Diệp thần phong cái này một cái thật đơn giản hành động, nhượng Andre xác định trước mặt cái này hoa hạ quốc thanh niên không đơn giản. Bắt đầu lần nữa xem kỹ diệp thần phong, giữa lúc hắn muốn mở miệng thời gian, cửa phòng lần thứ hai bị đẩy ra. Một cái khuôn mặt có đạo đao 3M quốc nam nhân đi đến, tên của hắn là Dennis, chính là hắn ngày hôm nay dẫn người tới đá tràng tử. Dennis từ trước tụ cùng Andre biết, hai người vốn là đặc biệt bạn thân, bất quá, sau lại bởi vì một sự tình, hai người trở mặt thành thù, trở thành nhìn lẫn nhau không vừa mắt đối đầu. Dennis không có nghĩ đến Andre trong phòng, còn có ba cái người nước hoa ở đây, ánh mắt tại Ninh Vũ Đình trên người nhiều dừng lại 7-8 giây chung, sau đó mới mở miệng nói Andre, người lúc nào chán nản thành như vậy. Vậy mà cùng cái này loại hèn yếu người nước hoa làm lên bằng hữu Người thật là cho chúng ta em mờ người trong nước mất thể diện. Còn có vừa thủ hạ của ta thế nhưng lại thắng một hồi, phía dưới ngươi chuẩn bị nhượng ai đi ra đánh quyền thi đấu. Cũng là ngươi đã không có người, chỉ cần ngươi hướng ta xin lỗi, nói không chừng ta ngày hôm nay tự không làm khó dễ ngươi, nếu không ngươi sẽ trở nơi này bí mật quyền trường đóng đi. Dennis tâm tình đặc biệt tốt, trên cao nhìn xuống đúng Andre nói rằng. Andre trong lòng cơn giận dữ dâng lên, nguyên bản hắn là dự định cúi đầu trước Dennis, nhưng mà, Diệp Thần Phong xuất hiện, nhượng hắn cải biến nghĩ cách, hắn chuẩn bị lại đánh cuộc một lần, vừa cười vừa nói Dennis, kế tiếp cái này vị hoa hạ quốc tiên sinh hội thượng lôi đài thay ta đánh quyền thi đấu, muốn đổ chúng ta tự đổ lớn một chút, ta tải thêm vào hơn nữa 10 triệu tiền đặt cược, người có dám hay không kế tiếp. Dennis nghe được Andre lời nói sau, không khỏi nhìn về phía Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong bên ngoài từ trước đến nay đặc biệt không tượng là một cao thủ. Dennis thủ hạ người thế nhưng em mở quốc bí mật quyền trường nổi danh hảo thủ, chẳng lẽ còn thất bại cấp trước mặt cái này người nước hoa? Cái này đều không phải nói đùa mà. Thuận miệng đáp ứng, Andre, nếu ngươi muốn đưa tiền cấp ta, như vậy ta kia có không đồng ý đạo lý. Ta đảo muốn nhìn cái này người nước hoa có cái gì chỗ bất đồng. Cũng không nên bị thủ hạ ta người một quyền đánh chết tại trên lôi đài, các người tự vội vàng chuẩn bị một chút đi. Nói, Dennis tự ngây ngang đi ra khỏi phòng. Người nước hoa, chỉ cần ngươi giúp ta đánh thắng Dennis chính là thủ hạ, ta có thể nói cho ngươi biết tại M quốc bất cứ tin tức gì, bất quá, nếu như ngươi chết tại trên lôi đài, cũng cùng chúng ta chút nào không quan hệ, ngươi thấy thế nào? Tại Dennis rời phòng sau, Andre lập tức lên tiếng. "Tốt, ta không có vấn đề gì, ngươi có thể lập tức an bài quyền thi đấu bắt đầu rồi." Diệp Thần Phong không thèm để ý chút nào nói rằng Andre đúng bên cạnh M quốc thanh niên thông báo một phen sau, tên M quốc thanh niên lập tức đi chuẩn bị, rất nhanh bí mật quyền trường bên trái phía trên điện tử trên màn ảnh, nhảy ra vòng kế tiếp thi đấu tuyển thủ tin tức, làm khán giả nhìn đến Andre một phen này tuyển thủ là người hoa thời gian, cho rằng cái này nhất luân khẳng định thua lại là Andre một phen này, kết quả là bọn họ sôi nổi đem tiền đặt cược áp tại Dennis chính là thủ hạ trên người. Theo tranh tài bắt đầu, Diệp Thần Phong đầu tiên đi lên lôi đài, làm khán giả nhìn đến Diệp Thần Phong không tính là cường tráng thân thể thời gian, một đám khẩu trung phát sinh tiếng kêu lạ, theo bọn họ Diệp Thần Phong hoàn toàn là thượng đi tìm chết. Vương lực cùng Ninh Vũ Đình tại Diệp Thần Phong thượng phía sau lôi đài, bọn họ lại ngồi về thính phòng, bọn họ hai cái đặc biệt rõ ràng Diệp Thần Phong thân thủ, những này bí mật quyền trường người lợi hại hơn nữa có thể thật lợi hại qua Diệp Thần Phong sao? vừa rồi tên cùng diệp thần phong bọn họ từ trước đến nay quen thuộc hoa hạ quốc trung niên nam nhân nhịn không được đúng vương lực lên tiếng ta nói huynh đệ bằng hữu ngươi thế nào thượng lôi đài đi ở đây có thể điều không phải nói đùa khiến cho không khéo bằng hữu ngươi sẽ chết tại trên lôi đài vương lực cười cười nói rằng hắn chắc chắn sẽ không thua chớ nói chi là tử tại trên lôi đài huynh đệ lời này nói như thế nào lẽ nào bằng hữu của ngươi thân thủ đặc biệt tốt còn là, còn không có đảng cái này tên trung niên nam nhân nói cho hết lời. Trên lôi đài Diệp Thần Phong nhìn về phía dưới đài Dennis phương vị, Dennis thủ hạ có chiến lực còn có ba người, cái khác thể lực của con người đều tiêu hao không sai biệt lắm, nên chắc là sẽ không bị lần thứ hai phái thượng lôi đài. Diệp Thần Phong ngón tay chỉ hướng ba người kia, thanh âm to nói rằng ba người các ngươi cùng tiến lên, ta không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Dùng chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí thực lực, còn phải bồi bọn họ từng cái một chơi, cái này không là thuần túy tìm phiền toái cho mình mà. Hắn có thể không có cái này thời gian rỗi. chương 489, không tưởng được. Diệp thần phong to thanh âm truyền khắp bí mật quyền trường mỗi khắp ngõ ngách, chu vi ẩm ý tiếng gào tức khắc hơi ngừng, sở hữu người xem trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị quang mang, bọn họ thậm chí tưởng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, cái này hoa hạ quốc người thanh niên lại muốn một chống ba với lại đối phương ba cái đều là em M quốc bí mật quyền trường trung nhất đẳng một hảo thủ đây cũng không phải là thuần túy tìm chết đơn giản như vậy cái này hoàn toàn là bản thân chịu chết mà ha 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 người nước hoa đầu của ngươi không thành vấn đề đi có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đi tìm thầy thuốc thính phòng trong một gã em M quốc nam nhân khinh thường lớn tiếng cười nhạo lên theo cái này tên em M quốc nam nhân cất tiếng cười to bí mật quyền trường một lần nữa sôi trào, tiếng cười nhạo, châm chọc thanh phô thiên cái địa, không có bất kỳ một cái nào khán giả đem Diệp Thần Phong lời nói đương hồi sự tình. Đừng nói là một chống ba, bọn họ cho rằng coi như là một đấu một, Diệp Thần Phong cái này hoa hạ quốc thanh niên thắng khả năng cũng hầu như là số không. Thính phòng trong từ đầu đến cuối bình tĩnh không gì sánh được, chỉ có hiểu rõ Diệp Thần Phong thực lực vương lực cùng Ninh Vũ Đình, ngồi ở vương lực bên cạnh tên hoa hạ quốc trung niên nam nhân, nuốt một ngụm nước bọt, nói rằng, huynh đệ, bằng hữu người thực lực thật mạnh mẽ như vậy sao? Hắn thật có thể đủ một chống ba. Vương lực cũng không có dự định hướng cái này tên trung niên nam nhân che giấu ý tứ, điểm gật đầu nói ân, hắn tuyệt đối sẽ thắng, thua tỷ lệ là số không, một người thực lực cao thấp có thể đều không phải bằng vào bề ngoài có thể quyết định. Tên trung niên nam nhân nghe được vương lực như vậy khẳng định trả lời, lại nhìn một chút điện tử trên màn ảnh bồi tỷ số, hắn trầm tư chừng một phút, nói rằng tốt, huynh đệ, ta ngày hôm nay liền lấy ra 500 vạn USD tới áp tại bằng hữu ngươi trên người. Dưới lôi đài, Dennis phương vị, Dennis nhìn đài thượng xuất khẩu của ngôn diệp thần phong, lẽ nào cái này người nước hoa thật đúng là có chút môn đạo. Vì lý do an toàn, nếu đối phương đưa ra muốn một chống ba, như vậy hắn kia có không đồng ý đạo lý. Đúng bên cạnh ba danh thủ hạ, phân phó nói, đợi một lát lên đài cấp ta vào chỗ chết đánh. Dùng thời gian ngắn nhất để giải quyết cái này hoa hạ quốc giác rửa tính mệnh. Dennis thủ hạ duy nhất ba cái còn bảo lưu lại chiến lược người, một là thân thể đặc biệt cường tráng người da đen, dường như một đài hình người nghiền áp cơ, một người khác là thế đầu chọc bạch nhân, trên người các bộ vị bắp thịt dường như cứng rắn bản thạch, cuối cùng một cái trên cánh tay đâm một cái khô lâu hình xăm, thân thể tỷ lệ hết sức hoàn mỹ là loại trong nháy mắt sức bật hết sức cường hãn loại hình. Ba người này là ngày hôm nay Dennis mang tới nhân trung thực lực mạnh nhất. Ba người nhìn trên lôi đài diệp thần phong, trong ánh mắt đồng thời lộ ra thần sắc khinh thường, bọn họ đều là em mờ quốc bí mật quyền trường chung người nổi bật, mà trái lại trên lôi đài cái này hoa hạ quốc thanh niên. Thân thể so sánh với bọn họ quả thực đơn bạc dường như một trang giấy, cái này loại người có tư cách gì cùng bọn họ đối chiến còn nói ra muốn dùng một chống ba. Bất quá, nếu bọn họ ông chủ Dennis phân phó, như vậy ba người bọn họ cũng không có phản đối, vẫn như cũng là đi lên lôi đài. Đường ba người này thật đi lên phía sau lôi đài, thính phòng trong một lần nữa sôi trào, tại khán giả xem ra trận này bí mật quyền trường căn bản cũng không có cái gì lo lắng mà. Cái này tên hoa hạ quốc thanh niên là phải thua không thể nghi ngờ. Một đám lần thứ hai muốn đi áp chú, cái này loại tiền không thắng bạch không thắng, bí mật quyền trường trong phòng bên phải, Andre đi qua tinh thể lỏng màn hình tướng bên ngoài tràng cảnh là nhìn nhất thanh nhị sở, tên em mờ thanh niên vội vã đi vào phòng trong, có chút hốt hoảng nói rằng ông chủ bên ngoài khán giả một lần nữa áp tiền cuộc. Bọn họ đều không ngoại lệ tướng tiền đặt cược áp tại Dennis thủ hạ trên người, với lại trận này quyền thi đấu là ba đúng một tuy rằng cái kia hoa hạ quốc thanh niên thực lực không tệ, nhưng chúng ta là điều không phải bốc lên quá lớn phiêu lưu. Hơn nữa chúng ta bí mật quyền trường chưa từng có một chống ba tiền lệ, Dennis cũng một mình áp ba chục triệu ở dưới tay của hắn trên người. Ông chủ, chúng ta có muốn hay không tiếp thu cái này một nhóm tiền đặt cược? Tên M quốc thanh niên cung kính hỏi, bên ngoài khán giả hoàn toàn đã điên cuồng, có thậm chí là đem toàn bộ tài sản đều dùng tại trận này quyền thi đấu thượng, bọn họ cho rằng Diệp Thần Phong căn bản không có có thắng có khả năng. Andre điểm gật đầu nói, cái này một nhóm tiền đặt cược chúng ta toàn bộ tiếp thu. Ta tin tưởng cái này người nước hoa có dũng khí phóng suốt cuồng ngôn, nên thì có bản lãnh như vậy. Nếu như hắn thua, cho dù hắn chết tại trên lôi đài, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn hai cái bằng hữu. Bí mật quyền trường tiếp thu khán giả lần thứ hai áp chú, những người xem tâm tình là một lần tăng vọt, cổ họng trong điên cuồng gieo hò, tới quan khán bí mật quyền thi đấu người đều là muốn thể nghiệm kích thích. thích. Lúc này bọn họ đem tiền áp tại Dennis chính là thủ hạ trên người. Bọn họ đương nhiên hy vọng nhìn đến Diệp Thần Phong bị đánh được máu tươi chảy ròng, thậm chí là trực tiếp tử tại trên lôi đài. Ngồi ở vương lực bên cạnh hoa Hà quốc trung niên nam nhân, hỏi lần nữa, huynh đệ, người thật khẳng định bằng hữu người có thể thắng cuộc tranh tài này. Trung niên nam nhân nhìn đến điện tử trên màn ảnh Diệp Thần Phong bồi tỷ số lần thứ hai đề cao, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, 3 chống 1, rất rõ ràng tối thiểu biểu hiện ra là Diệp Thần Phong có hại. Vương lực còn lại là tùy ý điểm gật đầu, khẳng định nói, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Tên hoa Hà quốc trung niên nam nhân, cắn răng một cái nói rằng, tốt, ta đây tự lại áp 500 vạn USD tại bằng hữu của ngươi trên người. Thính phòng mỗi một cái chỗ ngồi hai bên trái phải đều cũng có một cái điện tử áp chú khí, khán giả nếu như muốn áp chú chỉ muốn nhấn điện tử áp chú khí là được. Tại sở hữu khán giả đều áp chú hoàn hậu, bí mật quyền trường tài phán chính thức tuyên bố thi đấu bắt đầu, Dennis ba danh thủ hạ, khuôn mặt sôi nổi lộ ra lạnh giá là huyết biểu tình, tên dường như hình người nhìn áp cơ người da đen, là trong ba người này thực lực tốt nhất. Thuận miệng nói rằng, cái này người nước hoa tự nhượng để ta giải quyết, nếu như đối phó nhân vật như vậy đều muốn ba người chúng ta cùng nơi động thủ, cái này kiện sự tại M quốc bí mật quyền trường truyền ra, chúng ta còn điều không phải muốn biến thành chê cười sao. Mặt khác tên đầu chọc nam nhân cùng hình xăm nam nhân, cũng đồng ý cái này tên người da đen nói, đứng tại lôi đài sát biên giới, không chuẩn bị xuất thủ. Người da đen dưới chân bước chân khoa trước hai bước, khóe miệng hơi dơ lên, dùng tiếng Anh nói rằng, người nước hoa, đợi một lát người tựu sẽ chết tại quả đấm của ta hạ, đối phó loại người như người ta một người như vậy đủ rồi. Nói xong, người da đen hai chân chợt đạp hướng mặt đất, cả người dường như một đài xe thiết giáp, đấu đá lung tung sông về Diệp Thần Phong, cái này tên người da đen triển hiện ra sông tới năng lực, tuyệt đối không bằng một đầu tức giận châu được yếu, thậm chí mạnh hơn không ít, người bình thường bị cái này tên người da đen đụng thường, trên người xương khẳng định hội gảy mất rất nhiều căn, cũng trăm phần trăm hội thụ nội thương, cho dù không chết cũng thay đổi thành một người phế nhân. Người nói cái này hoa hạ quốc giác rưởi là điều không phải hội bị nhất chiêu giải quyết. Đứng tại bên cạnh lôi đài đầu chọc bạch nhân cười lạnh nói cái này còn phải nói sao, coi như là chúng ta cũng không chịu nổi cái này loại lực pha đập, đừng nói là cái này hoa hạ quốc rác rưởi Hình xăm nam nhân khinh thường nói. Dưới lôi đài, Dennis nhìn đến hắn thủ hạ tên người da đen phong tỏa diệp thần phong đường đi, cho nên diệp thần phong căn bản là muốn tránh cũng không được, phải muốn đón đỡ hạ người da đen lúc này đây đụng, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thính phòng trong khán giả nhìn đến Diệp Thần Phong sẽ bị đánh bay, cổ họng trong tiếng gào càng lớn tiếng, một đám kêu trên cổ gân xanh đều bạo khởi tới, trong ánh mắt tràn đầy không có cách gì che giấu hưng phấn. Theo người da đen thân thể cách Diệp Thần Phong càng ngày càng gần, bí mật quyền trường bầu không khí đạt tới đỉnh phong, bí mật quyền trường phía bên phải trong phòng, Andre nhìn tinh thể lỏng trên màn ảnh hình ảnh, chân mày nhịn không được nhíu lên, đứng tại bên cạnh hắn em mờ quốc thanh niên, nói rằng ông chủ, cái này tên người da đen lực va đập điều không phải thông thường đại, người nói cái này người nước hoa có thể không thể đủ tiếp được ở. Ngay mọi người đang mong đợi kết quả phát sinh thời gian, không tưởng được một màn hiện ra ở người xem trong tầm mắt, chỉ thấy trên lôi đài diệp thần phong bình tĩnh, tại người da đen thân thể muốn đụng tới hắn thời gian, cả người hắn nhảy lên, tay phải nắm tay tạp hướng người da đen đầu, hắn nhìn ra được cái này tên người da đen là hạ sát thủ, như vậy hắn cần gì phải muốn thủ hạ lưu tình. Phanh, một tiếng vang dội vang dội toàn bộ bí mật quyền trường, lưu loát máu tươi cùng óc chất hỗn hợp, phiêu tán ở trong không khí, người da đen toàn bộ đầu bạo liệt ra, toàn bộ dường như nghiền áp cơ giống nhau thân thể khổng lồ, chậm rãi hướng xuống đất ngã xuống, đã là tử không thể đủ lại tử. Diệp thần phong lắc lắc trên tay phải vết máu, đôi mắt lạnh giá nhìn về phía đứng tại bên cạnh lôi đài bạch nhân đầu chọc cùng hình xăm nam nhân. Sợ rằng kết cục này là ở đây tất cả mọi người không tưởng được chương 490, điên cuồng say mê. Nặng nề tiếng hít thở vang vọng dưới đất quyền trường trong không khí, trừ lần đó ra liền không có cái khác bất kỳ thanh âm nào, rất nhiều khán giả vừa tại hò hét miệng, đều dương thật to cứng ngắc ở, dường như biến thành một tôn tôn tượng đá thông thường. Bọn họ thật không có nghĩ đến Diệp Thần Phong không những không có bị tên người da đen đụng phi, nhưng lại một quyền đánh bể đầu của đối phương, cái này được muốn nhiều cường sức bật tài năng đủ làm được khó trách bọn hắn hội rơi vào không gì sánh được trong khiếp sợ. Dưới lôi đài Dennis nhìn đến tên người da đen chậm rãi ngã xuống sau, trong con người lóe ra đáng sợ ánh sáng lạnh, lần thứ hai nhìn về phía trên lôi đài diệp thần phong thời gian, trên mặt biểu tình biến được ngưng trọng, hắn tịnh không quan tâm tên người da đen chết sống, hắn quan tâm là tranh tài thắng thua, hắn đặc biệt điều không phải thích thua tư vị, càng không thể đủ bại bởi Andre. Ngồi ở vương lực bên cạnh tên hoa hà quốc trung niên nam nhân, khi nhìn đến Diệp Thần Phong một quyền bạo người da đen đầu, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, khuôn mặt tràn ngập đến mừng rỡ, hắn tổng cộng áp tại Diệp Thần Phong trên người 10 triệu USD. Nếu như Diệp Thần Phong cuối cùng thắng lời nói, hắn có thể từ bí mật quyền trường ở đây cầm đến một ức USD. Bí mật quyền trường phía bên phải trong phòng Andre, cầm ở trong tay mà chén rượu cũng hơi run, bằng vào Diệp Thần Phong có thể một quyền đánh chết tên người da đen thực lực, hắn tự dám khẳng định ngày hôm nay trận này quyền thi đấu, Diệp Thần Phong thắng khả năng cơ hồ là trăm phần trăm, thuận miệng nói rằng, muốn là như vậy người có thể lưu tại chúng ta bí mật quyền trường, chúng ta bí mật quyền trường khẳng định có thể đề thăng một cấp bậc, hàng năm tiền kiếm được mới có thể bay lên gấp mấy lần. Ông chủ, cái này còn không dễ dàng sao? Cái này trên thế giới có ai là không thích tiền? chỉ cần chúng ta mở cho hắn ra lớn giá cả, ta không tin cái này người nước hoa không hiểu ý động. Đứng tại Andre bên cạnh M quốc thanh niên nói rằng, ân, hy vọng như thế chứ, đảng trận này quyền thi đấu kết thúc hơn nữa. Andre đi qua tinh thể lỏng màn hình thấy được Dennis dường như chưa can sắc mặt, tâm tình tức khắc khá hơn. Toàn bộ bí mật quyền trường trải qua hơn một phút đồng hồ an tĩnh sau đó, lần thứ hai bộc phát ra kinh người tiếng gào, rất nhiều người còn lại là tại nhục mạ Diệp Thần Phong, bất quá, cũng hữu lực thẳng Diệp Thần Phong, ủng hộ Diệp Thần Phong đại đa số đều là đến từ các quốc gia phu nhân, các nàng thích tượng Diệp Thần Phong như vậy có thực lực nam nhân. Với lại Diệp Thần Phong lớn lên lại đặc biệt tiểu bạch kiểm, là các quý phụ bao nuôi điều kiện tốt nhất đối tượng. Thính phòng trong, một gã ăn mặc hoa lệ, tướng mạo không tệ hoa hạ quốc phu nhân, vậy mà liều lĩnh cao hô lên tiểu soái ca. Hung hăng đánh bại những này người ngoại quốc, tỷ tỷ ta rất xem trọng ngươi, tỷ tỷ nguyện ý bao nuôi ngươi Nga. Tỷ tỷ có thể ở trên giường mặc cho ngươi loay hoay. Ngồi ở đây tên hoa hà quốc phu nhân cách đó không xa một gã em quốc phu nhân, rất rõ ràng cũng nghe được hiểu hoa hà quốc ngữ, cũng lập tức dùng tiếng Anh hô đạo, hoa hà quốc xoái ca. Ta cũng có thể bao nuôi ngươi, chúng ta em quốc nữ nhân tuyệt đối so với những quốc gia khác nữ nhân có thể thỏa mãn ngươi, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì theo cái này hai gã nữ nhân cử động điên cuồng, ở đây các nữ nhân sôi nổi lên tiếng, các nàng là bị máu tươi cấp kích thích. Bị Diệp Thần Phong thực lực cấp chấn động đến, các nàng những. Này phu nhân bình thường đều là ra vào thượng đẳng xã hội, mà giờ khác này một đám là hưng phấn không gì sánh được, đã sớm đem bình thời rụt rè cùng hàm dưỡng vứt xuống lên chín từng mây đi. Ngồi ở thính phòng trong ninh vũ đình, nghe các quốc gia nữ nhân, đúng Diệp Thần Phong thâm tình biểu lộ, nàng là khí được cổ miệng, trong lòng lại không thể làm gì, thật sự là nàng tiểu nam nhân rất có mị lực. Sợ rằng bất kể đi tới chỗ nào cũng sẽ hấp dẫn nữ nhân đi. Đây cũng là làm diệp thần phong nữ nhân chân chính bi ai chỗ. Hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cấp ta cùng tiến lên, nếu như các ngươi có thể sát hắn, ta khen thưởng các ngươi 1.000 USD. Dưới lôi đài Dennis hướng bạch nhân đầu chọc cùng hình xăm nam nhân quát. Tại kim tiền mê hoặc hạ, bạch nhân đầu chọc cùng hình xăm nam nhân lập tức tỉnh lại, bọn họ tuy rằng từng binh sĩ thực lực không có vừa rồi người da đen lợi hại. Nhưng là bọn hắn hai cái cộng lại tuyệt đối muốn so người da đen thực lực cao hơn một mảng lớn. 10 triệu USD cũng đủ bọn họ tiêu xài tốt một trận, ánh mắt của hai người chung lần thứ hai tràn đầy là huyết chiến ý, phân biệt từ hai bên từng bước hướng Diệp Thần Phong tới gần. Diệp Thần Phong đối với những này đòi tiền liều mạng mặt hàng, tuyệt đối không có nửa điểm thương hại tình. Phải biết rằng người có tiền, cũng phải muốn có mệnh đi hoa mới được. Nếu không còn không phải là là giấy bản mà. Bạch nhân đầu chọc cùng hình xăm nam nhân, từ hai bên giáp công, sôi nổi huy đi nắm tay, trong không khí quyền phong trận trận, hướng diệp thần phong gò má gào thét mà đi. Diệp thần phong dưới chân bước chân lui về phía sau một bước, hai tay cấp tốc vươn, hai bàn tay phân biệt cầm, bạch nhân đầu chọc cùng hình xăm nam nhân nắm tay, tướng hai người nắm tay trong ẩn chứa trùng kích hóa giải rơi sau đó, không chút do dự buộc chặt bàn tay, răng rác, răng rác, răng rác, trong không khí vang lên xương vỡ vụn dày đặc thanh âm. Bạch nhân đầu chọc cùng hình xăm nam nhân trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, cổ họng trong phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết, bất quá, diệp thần phong tịnh không có lúc đó bỏ qua, hai bàn tay buông lỏng ra hai người nắm tay, nắm tay hướng lòng của hai người bẩn khẩu đánh, phanh. Phanh, hai tiếng, bạch nhân đầu chọc cùng hình xăm thân thể của nam nhân té bay ra ngoài, khẩu chung máu tươi trực phún, trái tim động mạch đã bị Diệp Thần Phong nắm tay cấp cắt nát, có thể nói cái này hai người là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch nhân đầu chọc cùng hình xăm nam nhân té trên mặt đất sau, không còn có đứng lên, còn là đơn giản như vậy trực tiếp đánh ngã đối thủ, lúc này có vừa rồi khiếp sợ, thính phòng trong khán giả trái lại trước tiên phát sinh nhiệt liệt tiếng gào, nhưng mà những này tiếng gào đều đến từ chính nữ khán giả. Mà nam khán giả trong lòng còn lại là đặc biệt khó chịu, bọn họ rất nhiều người đều đem sở hữu tài sản áp giải đi, lúc này thua một cọng lông cũng không có, bọn họ trong lòng có thể bình tĩnh mới là lạ chứ. Người cái hoa hà quốc giác rưởi, người có tư cách gì thắng được cuộc tranh tài này, người lập tức cút cho ta xuống lôi đài một gã M quốc nam nhân cuối cùng nhịn không được đứng lên gào thét. Theo cái này tên M quốc nam nhân đi đầu, rất nhiều thua táng ra bại sản, đến từ các quốc gia nam nhân, đều sôi nổi đứng lên, hướng trên lôi đài đi tới, bọn họ rất rõ ràng đều mất đi lý trí, quên mất diệp thần phong cường hãn thân thủ. Còn là tên người thứ nhất đứng lên kêu gào M quốc nam nhân trước hết đi lên lôi đài, những người khác đều đi theo phía sau hắn, tên M quốc nam nhân, tức giận quát dẹp đường Hoa Hạ quốc rác rưởi ngươi phanh một tiếng tên em M quốc nam nhân vẫn chưa nói hết Diệp Thần Phong tự một quyền đánh ra ngoài cái này em M quốc nam nhân lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục Hoa Hạ quốc vũ nhục hắn Diệp Thần Phong hắn làm sao có thể chịu được đi xuống trực tiếp một quyền tướng đầu của đối phương cấp đánh bể máu tươi cùng óc tiên đằng sau theo kín người mặt người phía sau cái này mới nhớ tới Diệp Thần Phong biến thái tàn nhẫn thân thủ sôi nổi tại trước tiên thanh tỉnh lại, té trốn xuống lôi đài, bọn họ rất sợ muộn đi một bước, cũng hội luân lạc tới bị bể đầu trong hàng ngũ đi. Nhưng mà, tại các quốc gia các nam nhân coi Diệp Thần Phong là làm là ma quỷ thời gian, các quốc gia các nữ nhân coi Diệp Thần Phong là làm bảo bối, các nàng cũng không có bởi vì Diệp Thần Phong đẫm máu thủ đoạn, đúng Diệp Thần Phong sản sinh sợ hãi cùng sợ, ngược lại là càng hưng phấn, cũng không biết là ai mang đầu. Những này đến từ các quốc gia các nữ nhân, cũng điên cuồng sông lên lôi đài, một đám đến gần Diệp Thần Phong, dùng trên người cao ngất đi cọ Diệp Thần Phong cánh tay, những nữ nhân này đúng Diệp Thần Phong hoàn toàn là điên cuồng say mê. Đối với những này sùng bái bản thân các nữ nhân, Diệp Thần Phong đương nhiên không thể đủ dùng bể đầu thủ đoạn đi đối phó các nàng, thích ai, mê luyến ai, là mỗi người đều có quyền lợi, vì vậy hắn cũng chỉ có thể đủ bị bao phủ tại nữ nhân trong đống tiểu soái ca, đêm nay đi theo ta đi, ta cam đoan những người thỏa mãn Nga, đã quên nói cho người biết, ta còn có một cái nữ nhi nhi. Nếu như người nguyện ý, chúng ta có thể mẹ con hầu hạ ngươi một người. Hoa Hà quốc soái ca, chúng ta em mờ quốc nữ nhân ở trên giường tài đủ vị, ta còn có một cái muội muội ta nghĩ người cũng nhất định sẽ thích. Những, này đến từ các quốc gia các quý phụ đúng diệp thần phong điên cuồng, đã đạt tới một loại không có cách gì tự kềm chế trình độ, một cái so một là tới mở ra, một cái so một cái điều kiện khai mê người, may là chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí là chống lại tổ chức khảo nghiệm, hơn nữa hắn đêm nay có thể là tới nơi này làm chính sự. Chương 491 tin tức. Toàn bộ bí mật quyền trường trật tự trong nháy mắt bị những Này các quý phụ cấp đảo loạn, may là làm ông chủ Andre đúng lúc an bài nhân viên công tác tiến hành ngăn cản tài có thể dùng tràng diện từ từ ổn định lại. Diệp thần phong bị nhân viên công tác che chở đi vào, bí mật quyền trường bên phải trong phòng, Ninh Vũ Đình cùng Vương Lực cũng khẩn đi theo vào. Cửa gian phòng có bí mật quyền trường bảo an gác, những này các quý phụ tả đảng hiếu đẳng đều không có đợi được Diệp Thần Phong đi tới, cuối cùng chỉ có thể hứng thú thiếu thiếu ly khai. Hoa Hạ Quốc bằng hiếu, người ngày hôm nay thật là nhượng ta Andre đại khai nhãn giới, ta cũng cuối cùng là minh bạch anh hùng suốt thiếu niên cái này từ ngữ y tứ. Andre dùng cực kỳ không được tự nhiên hoa hạ quốc ngữ vừa cười vừa nói. Phanh, một tiếng, cửa phòng bị nặng nề đẩy ra, Dennis mặt âm trầm đi đến, một đôi mắt gắt gao như ngừng lại diệp thần phong trên người, quát dẹp đường, người nước hoa, người có biết hay không đắc tội ta Dennis hậu quả là cái gì? Người cũng dám sát ta ba cái thủ hạ, bút chướng này ta muốn cùng người chậm chậm toán. Dennis, ngươi chớ quên nơi này là địa bàn của ta, cái này vị hoa hạ quốc bằng hữu là của ta bí mật quyền trường ngươi. Ta hiện tại tự chính thức mướn hắn là bí mật quyền trường tuyển thủ, cho nên Dennis ngươi đừng hòng muốn xúc phạm tới cái này vị hoa hạ bằng hữu. Tại chính mắt thấy Diệp Thần Phong thực lực sau, Andre liền muốn muốn cam kết Diệp Thần Phong, lúc này hắn biểu hiện ra là đang giúp Diệp Thần Phong nói, kỳ thực đang bước bách Diệp Thần Phong trở thành hắn bí mật quyền trường người. Andre trong lời nói ý tứ đặc biệt rõ ràng, chỉ cần Diệp Thần Phong đồng ý gia nhập hắn bí mật quyền trường, hắn tự có năng lực cam đoan Diệp Thần Phong an toàn, nếu như Diệp Thần Phong không muốn gia nhập, như vậy cái này kiện sự tình tự cùng hắn không có một chút quan hệ. Hoa Hà Quốc bằng hiếu, người nguyện ý gia nhập đất của ta hạ quyền trường sao? Ta có thể cho ngươi hàng năm hai chục triệu USD, đồng thời giúp ngươi di dân đến em M quốc tới đương nhiên ngươi còn có thể đưa ra thích hợp yêu cầu chỉ cần ta có thể thỏa mãn ngươi ta tự hội đem hết toàn lực đi thỏa mãn ngươi andre nhìn diệp thần phong nói rằng cùng đợi đối phương trả lời andre nói như vậy ngươi ngày hôm nay muốn bảo cái này hoa hạ quốc rác rưởi dennis thanh âm lạnh giá hỏi nếu như andre muốn bảo diệp thần phong như vậy hắn tại trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không nhúc nhích được diệp thần phong không có ý tứ ta không có hứng thú gia nhập người bí mật quyền trường. Diệp thần phong tùy ý nói rằng. Ha ha ha, Andre, ngươi nhìn thấy chưa, cái này hoa hạ quốc giác rưởi còn không mua người sổ sách ni. Hiện tại ngươi hẳn không có lý do vì hắn ra mặt đi. Dennis không có nghĩ đến trước mặt cái này hoa hạ quốc thanh niên hội cự tuyệt Andre. Andre sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, cái này người nước hoa cũng quá không nể mặt hắn đi. Đã như vậy, hắn cũng không hội nói thêm cái gì, chỉ là cổ họng trong lạnh lùng hừ một tiếng. Diệp thần phong trong con người bắn ra lưỡng đạo mạnh mẽ quang mang, không nháy một cái nhìn trầm trầm Dennis, sát khí chầm trầm nói rằng, ngươi có loại dám. Nữa sưng hô ta một tiếng hoa hạ quốc giác rời thử nhìn một chút. Ta không để ý cũng đem đầu của ngươi đánh bể, đương nhiên ngươi có thể cho là ta là đang nói đùa. Diệp thần phong trên người cửu cấp linh hồn lực bàng bạc mà ra, hắn không có cố ý đi thu liếm, cho nên người trong phòng đều cảm thấy một cổ minh mông lực lượng đè nặng bọn họ, nhất là Dennis, hắn cảm giác mình sắp không thở nổi. Có loại phải đối mặt sợ hãi tử vong cùng hoang mang rối loạn cảm giác. Dennis cũng không dám, nữa ở trong phòng làm nhiều dừng lại, vội vàng rời khỏi phòng, tại hai chân bước ra gian phòng chớp mắt, trên người của hắn áp lực đột nhiên tiêu thất, trong miệng thở hổn hển, mu bàn tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lấy điện thoại cầm tay ra bấm một số điện thoại. Tại sau khi gọi điện thoại xong, Dennis khóe miệng lộ ra một vòng âm ngoan dáng tươi cười. Lầm bẩm hoa hạ quốc giác rưởi ngươi chờ cho ta, ta sẽ không để cho ngươi sống quá đêm nay. Trong phòng theo Dennis ly khai, Diệp thần phong tướng linh hồn lực thu hồi thể nội. Lúc này Andre nhìn về phía Diệp thần phong ánh mắt lần thứ hai biến sắc, Diệp thần phong trên người bày ra thực lực, càng tới càng nhượng hắn kinh hãi càng tới càng nhượng hắn suy xét không thấu, tuy rằng Diệp Thần Phong không muốn gia nhập hắn bí mật quyền trường, thế nhưng hắn hiện tại vẫn không thể đủ cấp đối phương sắc mặt nhìn, hắn tin tưởng Diệp Thần Phong muốn tại trong căn phòng này sát hắn. Là trăm phần trăm có thể làm được. Vì vậy, Andre chỉ có thể mở miệng nói rằng, Hoa Hạ Quốc bằng hiếu, căn cứ ước định giữa chúng ta, người giúp ta thắng Dennis chính là thủ hạ, ta có thể trả lời ngươi muốn biết tin tức. Diệp thần phong hỏi, người biết thôn vệ đế quốc cái tổ chức này sao? Ta muốn biết thôn vệ đế quốc tại M quốc đích thực chính tập hợp địa. Nghe vậy, Andre sắc mặt kịch biến, hiển nhiên hắn là biết thôn vệ đế quốc cái tổ chức này, trầm mặc một lát sau, nói rằng, hoa Hà quốc bằng hiếu, người muốn hỏi tin tức này thứ cho ta không thể ra sức, bất quá, ta khuyên ngươi một câu, thôn vệ đế quốc điều không phải ngươi có thể chọc nổi, coi như là chúng ta em mở quốc chính phủ tại thôn vệ đế quốc trước mặt cũng không đáng kể chút nào. Ta nghĩ ngươi nên không biết là đã quên ước định giữa chúng ta đi. Nếu như ta giúp ngươi đánh thắng quyền thi đấu, mà ngươi không cho được ta hữu dụng tin tức, ngươi sẽ chết rất khó nhìn, lẽ nào ngươi bây giờ đã chuẩn bị xong cũng bị ta giết chết sao? Phanh, một tiếng, theo Diệp Thần Phong vừa dứt lời, trong phòng một đài tinh thể lỏng TV không có dấu hiệu nào bạo liệt ra, hù dọa Andre, Ninh Vũ Đình, vương lực chúng nhân vừa nhảy, Diệp Thần Phong trái lại gặp không sợ hãi nói rằng, nếu như ngươi ở đây một phút chi nội không cho được ta hữu dụng tin tức, đầu của ngươi tự hội cùng máy này tinh thể lỏng TV giống nhau. Andre sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn Diệp Thần Phong ánh mắt kinh nghi bất định, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, nói rằng, ngươi hay nhất không nên gây ra phiền toái gì tới, bởi vì nếu để cho thôn vệ đế quốc người, biết ngươi là từ ta chỗ này nhận được tin tức, ta thậm chí ta người bên cạnh toàn bộ hội chết không có chỗ chôn Kỳ thực ta đúng thôn vệ đế quốc cái tổ chức này cũng không có quá lớn hiểu rõ, bất quá, ta biết hình như trước đó không lâu, chúng ta tòa thành thị này dùng bắc một cái nguyên thủy xâm lâm chung có chút động tính, nói không chừng thôn vệ đế quốc tập hợp địa là ở chỗ này, thế nhưng ta không dám trăm phần trăm khẳng định. Andre có chút không tình nguyện nói rằng, đây đối với Diệp Thần Phong mà nói coi như là một cái hữu dụng tin tức, nguyên thủy xâm lâm địa vực rộng lớn, có thể phi thường tốt ẩn núp, nói không chừng thôn vệ đế quốc tại M quốc tập hợp địa thật tại chỗ nguyên thủy xâm lâm chung. Khi lấy được hữu dụng tin tức sau, Diệp Thần Phong liền đi ra khỏi phòng, Ninh Vũ Đình cùng Vương Lực theo sát phía sau, Vương Lực mở miệng hỏi, Diệp Thần Phong, người nói thôn vệ đế quốc tại M quốc tập hợp địa thật hội tại nguyên thủy xâm lâm trung sao? Diệp Thần Phong tùy ý vuốt tay, nói rằng, người hỏi ta, ta đi hỏi ai? Bất quá, đây là chúng ta bây giờ duy nhất có thể biết đến đầu mối, ngày mai đi nguyên thủy xâm lâm tra xét một phen, chẳng phải sẽ biết kết quả mà. Thần Phong, người mới vừa rồi bị đến từ các quốc gia phu nhân bao quanh là điều không phải rất thoải mái. Ta có thể nghe các nàng nói muốn bao nuôi ngươi, không nghĩ tới thần Phong ngươi còn có làm tiểu bạch kiểm tiềm chất. Ninh Vũ Đình nữ nhân này hoàn toàn là ghen tị, nàng có thể tiếp thu diệp thần Phong có vị hôn thê sự thực, thế nhưng nàng không thích nam nhân của chính mình nơi nơi trêu hoa gẹo nguyệt. Diệp thần phong tay phải bàn tay len lén bao trùm tại ninh Vũ Đình mông thượng, dùng sức nhu niết một bả, nói rằng, Vũ Đình, ngươi nên không phải là ghen chứ. Đợi một lát đẳng về tới tử điếm trong phòng, ta cam đoan thật tốt bồi thường bồi thường ngươi, cho dù Vũ Đình ngươi đêm nay muốn tại ta mặt trên, ta cũng dự định nhẫn một lần. Ninh Vũ Đình đôi má xấu hổ đến đỏ bừng, vô tâm nghĩ cùng diệp thần phong đi bực bội nghe được diệp thần phong hống nàng hài lòng trong lòng nàng còn là thẳng ấm áp huynh đệ ta có thể chờ các ngươi rất lâu rồi đi đêm nay nhất định nhượng ta mời các ngươi ăn một bữa bữa ăn khuya mới được vừa rồi dưới đất quyền trường tên hoa hạ quốc trung niên nam nhân đi lên nhiệt tình nói rằng hoa hạ quốc trung niên nam nhân nhìn đến diệp thần phong ánh mắt nghi hoặc chỉ chỉ vương lực nói rằng huynh đệ là ngươi vị bằng hữu này nói cho ta biết ngươi là tất thắng không thể nghi ngờ, cho nên ta tại trên người ngươi áp 10 triệu USD, ngắn ngủi một hồi thời gian, ta tự thắng một cái ức, cho nên huynh đệ ngươi cũng nghìn vạn không nên khách khí với ta, mọi người đều là người nước hoa, xuất môn tại ngoại tránh không được phải trợ giúp lẫn nhau mà. Hôm nay đã khuya lắm rồi, ta xem thì không cần, cái này một ức USD là ngươi nên được, căn bản tự không liên quan chuyện của chúng ta, Diệp Thần Phong cùng cái này trung niên nam nhân cũng không quen thuộc, cho nên hắn cũng không có ý định tại cái này trung niên nam nhân trên người mù làm lỡ thời gian. chương 492, phiền phức không ngừng. Tại Diệp Thần Phong cùng tên Hoa Hạ Quốc trung niên nam nhân nói chi thế, bọn họ đã đi ra bí mật quyền trường, đi tới bên ngoài quán rượu. Bên ngoài quán rượu xung quanh đầy khoảng chừng có 30 người, Dennis thình lình ở trong đó, Lúc này Dennis cùng một gã 20 nhiều tuổi em M quốc thanh niên trên mặt biểu tình hết sức nịnh nọt. Cái này tên mặc trên người quốc tế hàng hiệu em M quốc thanh niên, tên là Baker, là Zayami gia tộc thiếu gia. Zayami gia tộc tại em M quốc thủ đô cũng coi là một cái có thực lực không tệ thế lực dưới đất gia tộc mà Dennis hậu thuẫn chính là Zayami gia tộc. Dennis từ nhiều năm trước gia nhập Zayami gia tộc sau là Zayami gia tộc lập được không ít công lao. Mặc dù nói Dennis tính không có Giammi gia tộc huyết thống, thế nhưng hắn tại Giammi trong gia tộc có không nhỏ địa vị, vừa rồi Dennis chính là gọi điện thoại cho Giammi gia tộc thiếu gia Baker cầu cứu. Theo Baker, Dennis chính là Giammi gia tộc một con chó, nhưng cho dù chỉ là bọn hắn Giammi trong gia tộc một con chó, là tùy tiện người nào đều có thể đủ khi dễ sao. Huống chi Baker cũng chỉ do là một cái hoàn khố thiếu gia, trong ngày thường cả ngày chơi bời lưu lồng điều không phải chơi nữ nhân, chính là đang đùa nữ nhân trên đường. Đương nhiên tượng Baker như vậy hoàn khố thiếu ra, bình thường không thể thiếu thích khi dễ nhược tiểu chính là. Đường Dennis gọi điện thoại cho Baker thời gian, hắn chính ở trong nhà trong biệt thự nhàn buồn chán, vừa vặn muốn lo lắng là điều không phải tìm mấy người phụ nhân tới vui đùa một chút. Hắn tự nhận được Dennis điện thoại, tại trong điện thoại nghe Dennis tướng cả kiện sự tình nói một lần sau đó, cái này cái gọi là hoàn khố thiếu gia tựu tinh thần tỉnh táo, mang theo hơn 30 thân thể cường tráng thủ hạ tựu ra cửa. Tên theo Diệp Thần Phong cùng đi ra khỏi quầy rượu hoa hà quốc trung niên nam nhân, khi nhìn đến Dennis sau, sắc mặt hơi biến biến, thấp giọng với Diệp Thần Phong nói rằng, "Huynh đệ, ta là Lý Á Quốc, phụ thân ta là em quốc người Hoa Bang Nguyên Lão, ngày hôm nay ngươi chỉ sợ là gây phiền toái, bị ngươi đánh chết tại trên lôi đài ba người, là Dennis chính là thủ hạ." mà Dennis lại là Jayami gia tộc người, Jayami gia tộc tại M quốc thủ đô, cũng coi là một cái có thực lực không tệ thế lực dưới đất gia tộc. Huynh đệ, người thấy đứng tại Dennis bên cạnh người thanh niên kia sao? Tên của hắn là Baker, là Jayami gia tộc thiếu gia. Bất quá, ngày hôm nay cái này kiện sự tình ta lý á quốc giúp các người ra mặt, tuy rằng người Hoa bang tại M quốc thủ đô thế lực cũng chỉ là thông thường. Ta nghĩ Baker sẽ phải cấp ta vài phần mặt mũi. Lý Á Quốc hơi tự tin nói rằng, Diệp Thần Phong vẫn thật không nghĩ tới cái này Hoa Hạ quốc trung niên nam nhân là người Hoa Bang. Nếu người ta phải giúp hắn xuất đầu, như vậy hắn cũng cũng không cần phải động thủ, nói thật ra, Diệp Thần Phong có thể không phải sợ cái này cái gọi là Zayami gia tộc, chính cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện mà. Lý Á Quốc từ Diệp Thần Phong bên cạnh đi ra, dùng lưu loát tiếng Anh nói rằng, "Baker, chúng ta đã lâu không gặp đi." đêm nay chuẩn bị đi nơi nào tiêu sái baker ngẩn người không nói gì trái lại bên cạnh hắn dennis ngón tay chỉ hướng diệp thần phong thấp giọng nói rằng baker thiếu ra tướng ta ba cái thủ hạ đánh chết người chính là hắn ta xem cái này lý á quốc tám phần người là muốn bang hắn ra mặt baker ánh mắt theo dennis ngón tay nhìn về phía diệp thần phong bất quá hắn ánh mắt chỉ ở diệp thần phong trên người dừng lại một giây đồng hồ cũng chưa tới tự chuyển rời đến một bên Ninh Vũ Đình trên người, khi hắn nhìn đến Ninh Vũ Đình thành thục đầy đặn vóc người thời gian, đầu lưỡi không khỏi liếm môi một cái. Lầm bẩm xem ra đêm nay có thể nếm thử hoa hạ quốc nữ nhân tư vị, ta hình như có hơn một tháng không có thưởng thức qua hoa hạ quốc mùi vị của nữ nhân, cái này hoa hạ quốc nữ nhân thật là cái cực phẩm ha. Baker lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt sau, ngôn ngữ khinh thường nói, Lý Á Quốc, Phía sau người ba cái người nước hoa cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ta có thể nghe nói trong đó một người đánh chết Dennis ba cái thủ hạ, đêm nay cái này kiện sự tình ngươi hay nhất không nên xen vào việc của người khác. Lý Á Quốc gặp Baker không cho mặt mũi như vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nói rằng Baker, Dennis chính là thủ hạ là dưới đất quyền trường trên lôi đài bị đánh chết, cái này có thể trách được ai? Ai đều biết bước trên bí mật quyền trường lôi đài chẳng khác nào là sinh tử có mệnh. Người đây coi là là chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ cho là chúng ta người Hoa Bang là phóng nhìn sao? Lý Á Quốc, các người người Hoa Bang tại M quốc thủ đô thế lực quả thật không tệ, với lại phụ thân ngươi cũng là người Hoa Bang nguyên lão, thế nhưng ngươi Lý Á Quốc lại là một cái không hơn không kém phế vật, liền phụ thân ngươi đều không ủng hộ ngươi, ngươi cùng ta có đối thoại tư cách sao? ta là nhìn tại người hoa bang phân thượng tài nguyện ý cùng ngươi lời nói lời nói, nếu không ngươi nghĩ rằng ta hội để ý tới ngươi loại phế vật này. Baker cười nhạt diễu cợt nói. Lý Á quốc sắc mặt tái xanh một phiến, Diệp Thần Phong, Vương Lực cùng Ninh Vũ Đình, đồng dạng tướng đối thoại của hai người nghe được là nhất thanh nhị sở. Vương Lực cau mày nói rằng, Diệp Thần Phong, xem ra chuyện đêm nay, cái này là Lý Á quốc người là đặt bất bình. Đặt bất bình thì như thế nào? chính là những, này xả điều có thể ngăn được ta sao, ta xem ngươi vương lực đều có thể đủ giải quyết bọn họ đi. Diệp thần phong tùy ý nói rằng, Lý Á Quốc, người cút ngay cho ta, chớ ở trước mặt ta vướng bận. Baker liền đẩy ra Lý Á Quốc, ánh mắt không chút kiêng kỵ rơi vào ninh vũ đình trên người. Một bên Dennis nhìn thấu cái này vị hoàn khố thiếu ra tâm tư, đúng Diệp Thần Phong lộ ra một vòng cao ngạo thần sắc, nói rằng, người nước hoa, Ngươi nếu là nếu không muốn chết, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, lại bản thân khảm hạ một cánh tay, bên cạnh ngươi người nữ nhân này không tệ, đem nàng hiến cho chúng ta cơ thiếu ra, đêm nay cái này kiện sự tình ta cũng không cùng ngươi so đo. Baker từ đầu đến cuối đều không có cầm nhìn tới Diệp Thần Phong, đúng ninh vũ đình nói rằng, mỹ nữ, vội vàng đến bên cạnh ta tới, bên cạnh ngươi nam nhân là không bảo vệ được ngươi đượng ngươi nữ nhân như vậy chỉ có ta bây cơ tài có năng lực bảo hộ. Ninh Vũ Đình nhìn đến Baker cơ lửa nóng ánh mắt, hai điều mày liễu nhíu càng ngày càng gấp, thấp giọng nói rằng: Thần Phong, người chẳng lẽ còn dự định nhượng hỗn đản này tại ở đây hồ ngôn loạn ngữ sao? Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai, nói rằng: Vũ Đình, giải quyết cái này loại nhảy nhót vở hài kịch là phân phân chung sự tình, tựu để cho bọn họ nhiều nhảy nhót một hồi, đợi được trước khi chết bọn họ tự hội cảm giác mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Baker, ngươi lập tức cấp ta ly khai, ba người bọn hắn là bằng hữu của ta, ngươi đêm nay đừng hòng muốn động bọn họ một sợi tóc. Lý Á Quốc bị Baker gọi là phế vật, lại bị Baker một bà cấp đẩy ra, trong lòng thịnh nộ là một cái kình bay lên, lợi dụng thân thể ngăn cản Baker đường đi. Lý Á Quốc, người dám ngăn trở chúng ta Baker thiếu ra đường. Ta nghĩ cho dù người bị chúng ta giết đi, chúng ta chỉ cần cấp người hoa bang một ít bồi thường bọn họ cũng không sẽ để ý đi thời khắc này dennis hoàn toàn là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng phế vật chính là phế vật baker nâng lên tay phải bàn tay chợt hướng lý á quốc trên gương mặt phiến đi diệp thần phong không có nghĩ đến lý á quốc còn sẽ vì bọn họ đứng ra điều này làm cho hắn đúng cái này vị bình nước tương phùng trung niên nam nhân có chút nhận đồng Ngày Baker bàn tay muốn phiến tại Lý Á Quốc trên gương mặt thời gian, Diệp Thần phong động, bàn tay vững vàng cầm Baker thủ đoạn, Lý Á Quốc nhìn thoáng qua đột nhiên xuất thủ Diệp Thần phong, có chút ngượng ngùng nói rằng, huynh đệ, chuyện đêm nay xem ra ta không giúp được các ngươi gấp cái gì. Diệp Thần Phong không thèm để ý chút nào hướng Lý Á Quốc cười cười, một bên Dennis nhìn đến Diệp Thần Phong cầm Baker thủ đoạn, hắn lần này mới nhớ tới Diệp Thần Phong biến thái thực lực, nếu là Baker bị đánh bể đầu, như vậy hắn Dennis cũng có thể không nên tại M quốc lăn lộn đi xuống. Người nước Hoa, người cấp tà buông ra bây cơ thiếu ra, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dennis uy hiếp nói, sẽ không bỏ qua ta. Hiện tại trong miệng người bây cơ thiếu ra tại trên tay của ta, nếu không cho phép người có phóng qua ta, như vậy ta để hắn bồi ta cùng nơi đi. Diệp thần phong giọng nói bình thản nói rằng, người nước Hoa, người không nên vọng động. Baker thiếu gia là Zayami gia tộc người, chỉ cần ngươi đồng ý thả Baker thiếu gia, chuyện đêm nay chúng ta có thể cho rằng không có phát sinh. Dennis chỉ có thể trước lừa gạt Diệp Thần phong phóng khai Baker, đến lúc đó là có thể hung hăng thu thập đối phương. Đúng, người nước hoa, chỉ cần ngươi phóng khai ta, chúng ta chuyện gì đều dễ thương lượng. Baker sớm bị tử sắc đào không thân thể, hắn căn bản tránh không thoát được Diệp Thần Phong bàn tay, Hắn cũng biết lúc này có thể làm đầu tiên là chịu thua, tất cả Đảng Diệp Thần Phong buông hắn ra sau đó lại nói. Chương 493: Giết người như ngoé. "Tốt, ta tựu cho ngươi một lần cơ hội, bất quá, cơ hội chỉ có một lần, người cần phải chắc chắn tốt." Diệp Thần Phong bàn tay buông lỏng ra Baker thủ đoạn, hắn biết Dennis cùng Baker chỉ do là tại đánh giấm, nếu bọn họ muốn chơi, Diệp Thần Phong tự chịu đựng hạ tính tình tới bồi bọn họ vui đùa một chút thủ đoạn bị Diệp Thần Phong buông lỏng ra sau đó, Baker cấp vội vàng lui về phía sau năm sáu bước, mặt trong nháy mắt hiện lên nụ cười khinh thường, nói rằng, người nước hoa, người thật đặc biệt ngu ngốc, khó trách các người hoa hạ quốc vĩnh viễn cũng siêu việt không được chúng ta em mở quốc, người nghĩ rằng ta thật hội bất kể so sánh chuyện đêm nay sao. Baker tiên sinh, người ở đây ta cửa quán rượu nháo sự, làm như vậy là điều không phải quá không nể mặt ta. Andre từ quán ba trong đi ra, Diệp thần phong hắn thấy là một cái có thể gặp mà không thể cầu nhân tài. Nhưng mà cho dù diệp thần phong có lợi hại bực nào. Tại em mơ quốc thủ đô đắc tội gia Yami gia tộc. Sợ rằng cuối cùng cũng là đường chết một điều đi. Chính cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ mà. Tại Andre cho rằng hiện tại đứng ra hay là diệp thần phong tự hội đáp ứng làm thủ hạ của hắn. Andre, người toán cái thứ gì? Người có tư cách đúng Baker thiếu ra nói như vậy sao? Chớ quên. Cái này ba cái người nước hoa cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có, nếu như ngươi muốn vì bọn họ mạnh mẽ xuất đầu, người người sau lưng hội đứng tại ngươi bên này sao?" Dennis đứng ra lạnh giọng nói rằng: "Hoa Hà Quốc bằng hữu, thân thủ của ngươi quả thực rất lợi hại, bất quá, tại M Quốc một mình thế nhưng không thể thực hiện được, huống chi ngươi còn đang điều tra về cái tổ chức kia sự tình, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập ta bí mật quyền trường, như vậy ta có thể tận khả năng cho ngươi trợ giúp." điều kiện tiên quyết là ngươi không chọc ngay cả ta đều không có cách gì giải quyết phiền phức. Andre ý tứ trong lời nói là đêm nay phiền phức hắn có thể bãi bình, chỉ cần Diệp Thần Phong đồng ý gia nhập hắn bí mật quyền trường, chỉ khi nào gia nhập hắn hạ quyền trường, Diệp Thần Phong hay nhất buông tha điều tra thôn vệ đế quốc cái tổ chức này. Diệp Thần Phong đã cự tuyệt qua một lần Andre mời, theo Diệp Thần Phong trước sau hai lần mời, Andre đều có loại bỏ đá xuống giếng vị, cho rằng Diệp Thần Phong không gia nhập hắn bí mật quyền trường là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đáng tiếc là Andre có tư cách làm Diệp Thần Phong ông chủ sao. Mà theo Andre Diệp Thần Phong là một thất giã tính khó khăn tuần ngựa hoang, chỉ khi nào hắn tướng cái này thất ngựa hoang cấp tuần phục, như vậy cái này thất ngựa hoang khẳng định có thể vì hắn sử dụng, cho nên hắn mới có thể đi ra quán ba, lần thứ hai mời Diệp Thần Phong gia nhập hắn bí mật quyền trường ta nhớ kỹ vừa rồi dưới đất quyền trường trong phòng đã nói rất rõ ràng, ta không có hứng thú gia nhập ngươi bí mật quyền trường. Diệp thần phong vẫn như cũ là không chút do dự cự tuyệt. Andre, ngươi lẽ nào không nghe thấy sao? Đây chính là ngươi lần thứ hai lọt vào cự tuyệt. Cái này ba cái người nước hoa có thể cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Dennis vừa cười vừa nói. Andre, hiện tại ngươi có thể đi sang một bên đi nơi này là người cửa quán rượu khẩu, ta nhất định hội cho ngươi thể diện, tuyệt đối không lại ở chỗ này sát bọn họ. Baker nhìn Andre nói rằng, Andre lần thứ hai lọt vào Diệp Thần Phong cự việt, đã không lại đúng Diệp Thần Phong ôm mời chào khát vọng, sắc mặt khó coi đúng Diệp Thần Phong nói rằng, người nước hoa, người cũng quá không biết điều, nếu ngươi không muốn gia nhập ta bí mật quyền trường, như vậy chuyện đêm nay ta cũng không có quyền lợi nhúng tay. Nói, Andre tiểu lui sang một bên đi. Hoa hạ quốc rác rưởi, nguyên bản chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu cùng tự đoạn một cánh tay, chúng ta còn dự định phóng qua ngươi, hiện tại ngươi mạo phạm Baker cơ thiếu ra, đêm nay ngươi cho rằng còn có còn sống khả năng sao. Dennis khóe miệng chán phóng hài hước dáng tươi cười. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cấp ta nắm cái này ba cái người nước hoa, nhớ kỹ nghìn vạn không nên bị thương cô gái đẹp kia. Baker mệnh lệnh hắn mang tới 30 tên thân thể cường tráng thủ hạ. Huynh đệ, bây giờ nên làm gì? Dùng thân thủ của ngươi mới có thể sấm đi ra ngoài đi. Chỉ cần đến chúng ta người hoa bang vùng này thượng, ta nghĩ Zayami gia tộc người cũng không dám làm càn. Đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Lý Á Quốc Cao mày nói rằng. Đối phó những, này người chúng ta dùng được chạy chối chết sao? Diệp Thần Phong cười lạnh nói. Một bên Andre nhìn đến 30 nhiều tên thân thể cường tráng nam nhân, hướng Diệp Thần Phong chúng nhân vào tới, thấp giọng lẩm bẩm người nước hoa. Ta đảo muốn nhìn ngươi giải quyết như thế nào phiền toái trước mắt. Cho dù thân thủ của ngươi như thế nào đi nữa tốt, cũng không thể có thể một người đối phó cái này 30 nhiều tên thân thủ bất phàm tay chân đi. Phanh, 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 phanh. Diệp Thần Phong thể nội cửu cấp linh hồn lực như thủy triều phóng thích ra ngoài, 30 nhiều tên Baker chính là thủ hạ còn không có vọt tới Diệp Thần Phong trước mặt. Đầu của bọn họ tựu như cùng dưa hấu thông thường bạo liệt ra, ngắn ngủi một phút, Baker 30 danh thủ hạ toàn bộ bể đầu mà chết, huyết vụ đầy trời phiêu tán ở trong không khí, người đi trên đường phố nhìn đến quỷ dị như vậy xuất hiện ở trước tiên ly khai. Cả điều đường phố phồn hoa trong nháy mắt biến được yên tĩnh, ở một bên quan sát Andre hoàn toàn sợ choáng váng, mà Baker cùng Dennis trên người bị tiên đầy máu tươi, từ bọn họ hai cái cứng ngắc gương mặt thường. Vẫn có thể loáng thoáng phân biệt ra được vừa rồi bọn họ hai khuôn mặt đắc ý biểu tình. Đem Andre, Baker cùng Dennis hù dọa ngu, là Diệp Thần Phong từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ không có hoạt động một bước, Baker 30 danh thủ hạ cứ như vậy bể đầu mà chết. Như thế rốt cuộc là loại nào thần kỳ năng lực? Ta nhớ kỹ mới vừa nói qua cơ hội chỉ có một lần, đáng tiếc các ngươi không có nắm chắc tốt, làm tốt bể đầu chuẩn bị sao. Diệp thần phong nhìn Dennis cùng Baker nói rằng. Baker môi run rẩy, không biết nên nói cái gì. Trái lại Dennis lập tức cầu xin tha thứ, cái này vị hoa Hà quốc bằng hiếu, chuyện lúc trước cũng chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi, lại nói chúng ta là Zayami gia tộc người, cho dù nhìn tại Zayami gia tộc mặt mũi, xin mời ngài phóng chúng ta một con ngựa đi. Phanh, một tiếng, Dennis vừa mới dứt lời, đầu của hắn tự bạo liệt ra, đối với cái này loại người Diệp Thần Phong không yêu cầu thủ hạ lưu tình, đổi lại là lời của đối phương, khẳng định cũng không hội đúng bọn họ hạ thủ lưu tình. Bởi Baker tự đứng tại Dennis bên cạnh, Dennis bể đầu trong nháy mắt, máu tươi cùng óc toàn bộ văng đến Baker khuôn mặt, Baker cổ họng trong phát sinh một tiếng thanh âm hoảng sợ, a, à. Lại là phanh, một tiếng, Baker đầu cũng bạo liệt ra, Diệp thần phong thuận miệng nói rằng, táo lưỡi, nguyên bản còn dự định nhượng ngươi sống lâu mấy phút nghi. Theo Baker thân thể chậm chậm chuyển hướng mặt đất, Diệp thần phong nhìn thoáng qua đứng ở một bên Andre, bị Diệp thần phong tròng mắt đen nhánh để mắt tới. Andre dường như cảm giác bị một con rắn độc con ngươi cấp khóa được, tùy thời cũng sẽ bị một kích chí mạng, hai chân nhịn không được run rẩy. Bất quá, Diệp thần phong cũng không có sát Andre, thu hồi ánh mắt sau liền rời đi cửa quán rượu. Ninh Vũ Đình cùng Vương Lực đi theo Diệp Thần Phong bên cạnh, mà Lý Á Quốc còn lại là hai mắt vô thần đi sau lưng Diệp Thần Phong. Một lát sau, Lý Á Quốc cuối cùng là tỉnh lại, huynh đệ, người cũng cường hãn một điểm đi. Không biết huynh đệ ngươi tên là gì? Diệp Thần Phong, Lý Á Quốc cái này người đã bước đầu nhận được Diệp Thần Phong nhận đồng, hắn đến không để ý cùng Lý Á Quốc nhận thức một chút, dù sao vừa rồi Lý Á Quốc tuy rằng không có giúp đỡ gấp cái gì, nhưng hắn là thật tâm thật ý đứng ra vì bọn họ ra mặt. Nguyên lai like là Diệp huynh đệ a, hiện tại thời gian còn sớm, không bằng đến nhà ta đi ngồi một chút ăn bữa bữa ăn khuya đi. Ta giới thiệu ba ta cho ngươi nhận thức, Diệp huynh đệ thực lực của ngươi tuy rằng cường hãn không lời nào để nói, nhưng ngươi giết Zayami gia tộc thiếu gia, Zayami gia tộc tuyệt đối không hội từ bỏ ý đồ. Lý Á Quốc chân thành tha thiết mời đạo. Diệp thần phong nếu đã bước đầu nhận đồng Lý Á Quốc như vậy hắn cũng không tốt một lần lại một lần cự tuyệt, đi xem em quốc người Hoa Bang cũng không tệ, dù sao tối hôm nay cũng không có chuyện gì, vì vậy nói rằng tốt, Lý ca, ta đây tựu đi nhà người ăn bữa bữa ăn khuya đi. Nghe được Diệp Thần Phong gọi mình là Lý ca, Lý Á Quốc biết Diệp Thần Phong là coi hắn là làm bằng hiếu, vội vàng nói, Diệp huynh đệ, lão ca ta là nhận định ngươi người huynh đệ này, sau đó huynh đệ ngươi ở đây em quốc gặp phải bất cứ phiền phức gì, chỉ cần ta Lý Á Quốc có thể giúp được một tay, ta tuyệt đối không hội chối từ. Một bên Ninh Vũ Đình Vương Lực gặp Diệp Thần Phong đều đáp ứng, đi Lý Á Quốc trong nhà ngồi một chút, bọn họ hai cái cũng sẽ không phát biểu ý kiến, có thể thôn vệ đế quốc sự tình vẫn có thể dùng được người Hoa Bang Ni. chương 494, gặp phải lạnh nhạt. Lý Á Quốc xe là một chiếc Mercedes-Benz Việt giã xe, Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình ngồi ở chỗ ngồi phía sau, mà vương lực còn lại là ngồi ở phó điều khiển thượng, tại đi trước Lý Á Quốc biệt thự trên đường, Diệp Thần Phong từ Lý Á Quốc khẩu trung hiểu được rất nhiều về M quốc thế lực dưới đất sự tình. Người Hoa Bang tại M quốc nhiều thành thị đều có không tầm thường thế lực, từng thành thị cũng sẽ có một người Hoa Bang người phụ trách, trước kia sớm nhất người Hoa Bang tại M quốc thành lập thời gian, còn là một cái đặc biệt tiểu bang hội, thế nhưng theo bang hội càng lúc càng lớn, rất nhiều người đều muốn làm bang hội hội trưởng tùy theo mà đến chính là nội bộ mâu thuẫn, nội bộ mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng có thể dùng người hoa bang không lại có trước đây đoàn kết, rất nhiều nhân vật đời trước đều sôi nổi ly khai, đi hướng tới M quốc cái khác thành thị, thành lập thuộc về bọn họ người hoa bang thế lực, tại M quốc biểu hiện ra người hoa bang phát triển là càng ngày càng tốt, nhưng thực chính là năm bè bảy mảng mà thôi. Mercedes-Benz Việt giã xe đại khái hành xử hơn 1 giờ sau, vững vàng đình tại một đống đặc biệt hoa hạ quốc phong cửa biệt thự, Diệp Thần Phong đi sau khi xuống xe, phát hiện chung quanh biệt thự đều là hoa hạ quốc phong cách, tại cái này phiến khu ở cũng đều là người nước hoa. Lý Á Quốc mời Diệp Thần Phong đám ba người đi vào biệt thự, biệt thự trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, một trương ghế salon bằng da thật ngồi một cái lão nhân cùng hai trung niên nam nhân. Cái này mới nhìn qua tinh thần phấn chấn lão nhân là phụ thân của Lý Á Quốc Lý Hồng Giang mặt khác hai trung niên nam nhân, một người gầy ốm là Lý Á Quốc Đại ca Lý Á Thiên, một. Khác cái trung niên nam nhân còn lại là Lý Á Quốc Nhị ca Lý Á Nam. Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam khi nhìn đến Lý Á Quốc sau, khuôn mặt không hẹn mà cùng lộ ra một vòng thần sắc khinh thường, bao quát phụ thân của Lý Á Quốc Lý Hồng Giang cũng giống như nhau, kỳ thực Lý Á Quốc cùng hai cái này ca ca là cùng cha khác mẹ, hắn chỉ nhớ rõ khi còn bé mẫu thân của mình sau khi chết, phụ thân của hắn lý hồng giang liền đem hắn nhận được trong biệt thự tới nói được hiểu rõ một chút mẫu thân của lý á quốc là lý hồng giang tình hình thực tế người làm chính quy thê tử sở sanh lý á thiên cùng lý á nam bọn họ hai cái hội cấp lý á quốc cái gì sắc mặt tốt nhìn sao từ nhỏ bọn họ hai cái tự bài xích lý á quốc cái này đệ đệ cùng cha khác mẹ tại lý á quốc lúc nhỏ lý hồng giang còn là rất thương yêu cái này tư sinh tử có thể theo ba cái nhi tử tuổi tác tăng trưởng Lý Hồng Giang phát hiện hắn tiểu nhi tử Lý Á Quốc đặc biệt phế vật, lâu ngày, hắn cũng bắt đầu không định gặp đứa con trai này, kỳ thực nhi. Cũng không là Lý Á Quốc phế vật, mà là Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam hai cái này ca ca một lần lại một lần hãm hại Lý Á Quốc. Có thể dùng Lý Á Quốc địa vị tại phụ thân Lý Hồng Giang trong lòng là càng ngày càng thấp. Lý Á Quốc nhìn đến phụ thân của hắn cùng với hai vị ca ca trên mặt thần sắc sau, đúng Diệp Thần Phong nói một tiếng xin lỗi, huynh đệ các người trước ở chỗ này chờ một hai phút, ta đi cùng cha ta lên tiếng thăm hỏi. Lý Á Quốc đi vào đại sảnh, đi tới Lý Hồng Giang bọn họ trước mặt, Lý Hồng Giang lạnh lùng liếc mắt một cái trước mặt cái này tiểu nhi tử, nói rằng tối hôm nay ngươi lại đi nơi nào lêu lỏng. Lẽ nào ngươi thì không thể đủ hướng ngươi hai người ca ca học tập một chút sao? Cả ngày chơi bời lêu lỏng, những ngươi tiến người hoa bang tới làm việc, có thể ngươi có kia một việc là làm thành công thật là một phế vật vô dụng. Lý Á Quốc mân mân môi, hắn hai người ca ca hắn hiểu quá rồi. Lúc còn trẻ hắn thích một nữ nhân đầu tiên, bị đại ca của hắn Lý Á Thiên đoạt đi, thành hiện tại Lý Á Thiên lão bà, mà hắn cái thứ hai thích nữ nhân, lại bị hắn nhị ca Lý Á Nam đoạt đi, hiện tại trở thành Lý Á Nam lão bà. Bắt đầu từ lúc đó, Lý Á Quốc liền bắt đầu không tin tưởng tình yêu nữa, hắn nhiều năm như vậy vẫn để ở nhà không có ly khai, cũng không là hắn thích thụ cái này loại uất khí, thử nghĩ ngươi một chút đã từng thích nữ nhân. Người mỗi ngày đều sẽ thấy bị nam nhân khác ôm vào trong ngực, thậm chí buổi tối còn cũng bị nam nhân khác cấp, đổi thành bất kỳ một cái nào nam nhân cũng không chịu được. Thế nhưng Lý Á Quốc biết, hắn nếu quả như thật nhất thời bực bội ly khai cái nhà này, đại ca của hắn cùng nhị ca khẳng định hội xuống tay với hắn, chỉ ít ở trong nhà này hắn không có nguy hiểm tánh mạng, cho dù hắn tại trong mắt người khác như thế nào đi nữa uất ức, ức, hắn cũng là con trai của Lý Hồng Giang, Lý Hồng Giang không hội cho phép Lý Á Quốc gặp chuyện không may. Kết quả là Lý Á Quốc cứ như vậy đần độn sống nhiều năm như vậy, hắn muốn đứng dậy phản kháng, thậm chí hắn cũng nghĩ tới muốn giết hắn hai cái cái gọi là ca ca. Đáng tiếc lý tưởng là đầy ấp, thực tế thì tàn khốc, hắn chỉ có thể luôn mãi nén giận, chờ cơ hội đã tới đêm nay lý á quốc mang diệp thần phong bọn họ tới trong nhà của hắn hắn là thật bội phục diệp thần phong thân thủ hắn cũng nhìn ra được diệp thần phong tuyệt đối điều không phải một người bình thường hắn muốn đem diệp thần phong giới thiệu cho phụ thân của hắn lý hồng giang nhận thức đồng thời hy vọng phụ thân của hắn lý hồng giang có thể là diệp thần phong xuất đầu dù sao zayami gia tộc hiếu gia bị giết nói không chừng toàn bộ zayami gia tộc cũng sẽ điên cuồng đến lúc đó diệp thần phong cho dù thân thủ lại tốt cũng sẽ có thể lực hao hết sạch thời gian đi. Cái này coi như là Lý Á Quốc muốn cùng Diệp Thần Phong kết hạ một cái thiện duyên đi. Lý Á Quốc đem đại khái sự tình đúng phụ thân của hắn Lý Hồng Giang nói một lần, tại phần cuối thời gian còn cố ý nhấn mạnh Diệp Thần Phong thân thủ cường hãn. Ba, dù sao chúng ta người Hoa Bang từ trước đến nay cùng Giayami gia tộc không đối đầu, lần này ngươi để người Hoa Bang là Diệp huynh đệ xuất đầu đi. Lại nói Diệp huynh đệ thực lực cao siêu, ta xem ra hắn tương lai tuyệt đối không phải là một người bình thường. Tại Lý Á Quốc nói xong sau, Lý Hồng Giang, Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam ánh mắt, nhìn về phía đứng tại cửa đại sảnh Diệp Thần Phong đám ba người, Lý Hồng Giang chỉ là liếc mắt một cái tựu thu hồi ánh mắt, mà Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam còn lại là nhìn chòng chọc Diệp Thần Phong bên cạnh Ninh Vũ Đình đã lâu một trận, xem ra bọn họ hai cái là coi trọng Ninh Vũ Đình. Lý Á Quốc, người đừng đem lộn xộn cái gì người đều mang về nhà, Chúng ta người Hoa Bang dựa vào cái gì vì hắn xuất đầu? Huống chi người Hoa Bang cũng không phải chúng ta nhà làm chủ." Lý Á Thiên lạnh giọng nói rằng. "Ba, lần này ngươi tuyệt đối muốn giúp một tay Diệp huynh đệ, ta từ nhỏ đến lớn không có cầu qua ngươi bất kỳ một chuyện gì, lần này coi như là ta van ngươi." Lý Á Quốc vội vàng nói. Đứng tại cửa đại sảnh Diệp Thần Phong bởi thính giác nhạy cảm, đem Lý Á Quốc đối thoại của bọn họ là nghe được nhất thanh nhị sở hắn không có nghĩ đến Lý Á Quốc hội như thế ủng hộ hắn. Với lại hắn từ trong đối thoại cũng nghe được, Lý Á Quốc ở trong nhà này mặt địa vị hình như cũng không cao. Thảo nào vừa rồi bây cơ hội xưng hô Lý Á Quốc là phế vật. Ba, ta và hiểu lệ cho các ngươi nấu một ít ăn khuya. Hai cái trang phục thập phần thành thục thiếu phụ, từ trong phòng bếp đi ra, hai cái này thiếu phụ khi nhìn đến Lý Á Quốc thời gian, trong con ngươi xinh đẹp đều hiện lên khinh thường quang mang, hai người bọn họ theo thứ tự là Lý Á Thiên Lão bà Ngô Đan cùng Lý Á Nam Lão bà Chu Hiểu Lệ, cũng chính là lúc còn trẻ Lý Á quốc đệ nhất đảm nhận cùng đệ nhị nhậm nữ bằng hiếu. Ngô Đan cùng Chu Hiểu Lệ từ gả cho Lý Á quốc đại ca cùng nhị ca sau, liền đối với Lý Á quốc là càng không thèm liếc một cái, qua nhiều năm như vậy các nàng hiểu được Lý Á quốc chính là một tên hèn nhát, một cái loại nhu nhược, có thể các nàng thế nào không suy nghĩ thật kỹ. Là các nàng phản bội Lý Á Quốc, nếu như trước đây các nàng kiên định muốn cùng với lý á quốc dùng lý á quốc tính cách hắn tuyệt đối không hội lùi bước cho nên lý á quốc cũng thấy rõ ràng hai nữ nhân này bản chất lý á thiên cùng lý á nam cố ý đứng lên phân biệt ôm mỗi người bọn họ lão bà bọn họ hai cái thích tại lý á quốc trước mặt cùng bọn họ lão bà thân thiết như vậy có một loại đặc biệt biến thái vui vẻ đinh linh linh đinh linh linh trong đại sảnh chuông điện thoại đột nhiên vang lên Lý Hồng Giang nhận nghe điện thoại, điện thoại là M quốc thủ đô người Hoa Bang hiện giữ hội trưởng đánh tới, "Hồng Giang, con trai ngươi Lý Á quốc có không có mang ba cái người nước Hoa tới nhà các ngươi?" "Hội trưởng, làm sao ngươi biết chuyện này?" Lý Hồng Giang nghi vấn hỏi. "Nói như vậy bọn họ thật ở chỗ của ngươi, ngươi có thể nhất định muốn lưu lại bọn họ, bọn họ sát Zayami gia tộc thiếu gia, Zayami gia tộc hướng ta tạo áp lực, lần này tới không cũng chỉ có Zayami gia tộc." còn có chai prop gia tộc, thật không biết Sayami gia tộc là lúc nào đặt lên chai prop gia tộc. Chai prop gia tộc thế nhưng chúng ta không chọc nổi, chúng ta sẽ phải lập tức chạy tới biệt thự của người trong, cho nên nghìn vạn không thể đủ nhượng ba người kia người nước hoa trốn. Trong điện thoại người hoa bang hội trưởng luôn mãi nhấn mạnh. chương 495, đứng tại kia một mặt. Chai prop gia tộc tại M quốc thế lực cuồn cuộn ngất trời. Nhất là tại thế lực dưới đất phương diện, có thể xếp hàng M quốc trước 4 vị, mà người Hoa Bang năm bè bảy mảng, coi như là tướng M quốc mỗi cái thành thì tất cả người Hoa Bang kết hợp lại, chỉ sợ cũng không biết là trai prop gia tộc đối thủ, chớ nói chi là chính là M quốc thủ đô một cái tiểu tiểu người Hoa Bang. Lần này Giami gia tộc leo lên trai prop gia tộc, đối với M quốc thủ đô người Hoa Bang mà nói, có thể nói là một cái đặc biệt đả kích nặng nề, nhưng mà sự thực tựu đặt tại trước mắt, điều này làm cho người Hoa Bang phải có tính cách tạm thời cúi đầu. Phụ thân của Lý Á quốc Lý Hồng Giang đang nghe gia yami gia tộc có trai Prop gia tộc ở sau lưng chỗ dựa. Sau khi cúp điện thoại, hắn lập tức đưa ánh mắt về phía Diệp Thần Phong bọn họ. Nếu như đắc tội trai Prop gia tộc, sợ rằng em M quốc thủ đô người Hoa Bang đều phải xong đời. Cho nên hắn thấy đêm nay nhất định là Diệp Thần Phong bọn họ tử kỳ. Diệp Thần Phong thính giác tuy rằng nhạy cảm thế nhưng hắn không có nghe rõ thanh âm trong điện thoại, chỉ là mơ hồ cảm thấy được cú điện thoại này rất khả năng cùng hắn có quan hệ. Tại hắn nhìn đến Lý Hồng Giang phóng mà đến ánh mắt sau, hắn tự càng xác định trong lòng suy đoán, sợ rằng nơi đây là không thích hợp ở lâu. Thuận miệng nói rằng, Lý ca, ngày hôm nay khuya lắm rồi, chúng ta cũng phải đi về, hôm nào ta tìm ngươi nữa uống rượu. Diệp thần phong cứ việc nhìn người Lý ra không thế nào thuận mắt, thế nhưng hắn đúng Lý Á Quốc người này là hoàn toàn nhận đồng, thậm chí trong lòng đã coi Lý Á Quốc là làm là bằng hiếu. Lý Á Quốc đồng dạng cũng cảm giác chàng diện hết sức xấu hổ, đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, thấp giọng nói rằng, Diệp huynh đệ, đêm nay thật là xin lỗi, đảng ngày mai ta nhất định thật tốt hướng người bồi tội, đúng, Diệp huynh đệ. Ngươi ở nơi đó quán rượu, ta ngày mai cũng rất xong đi tìm ngươi. Để làm chi gấp như vậy đi không ở lại tới ăn bữa ăn khuya sao? Lý Hồng Giang thanh âm lạnh giá lên tiếng. Lý Á Quốc nghi hoặc nhìn cha của mình, hắn nghe được Lý Hồng Giang trong giọng nói không tốt. Diệp thần phong khóe miệng hơi dơ lên, nói rằng chỉ sợ ngươi không chỉ là muốn muốn lưu ta ăn khuya đi. Còn muốn chúng ta mệnh, hiện tại chúng ta sẽ phải rời khỏi, ngươi có thể đủ cầm chúng ta thế nào? Lý Á Quốc nghe được Diệp thần phong lời nói sau. Vội vàng đúng Lý Hồng Giang hỏi, ba, Diệp huynh đệ nói là sự thật sao? Lý Hồng Giang cũng không có che giấu, bọn họ sát Sayami gia tộc thiếu gia, cái này nguyên bản đối với chúng ta người Hoa Bang mà nói là một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu, có thể Sayami gia tộc phía sau có chai prop gia tộc chỗ dựa. Bây giờ chai prop gia tộc hướng chúng ta người Hoa Bang tạo áp lực. Người nói chúng ta có thể thả bọn họ đi sao? Hội trưởng bọn họ đã tại chạy tới nơi này. Nghe được trai prop gia tộc cái này năm chữ sau, người của Lý gia không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt kịch biến, tại M quốc công dân có ai không có nghe nói qua trai prop gia tộc. Lý Á Quốc đại ca Lý Á Thiên tức giận quát dẹp đường, "Lý Á Quốc, nhìn ngươi cái này là làm cái gì chuyện tốt. Vậy mà đem người như vậy mang về chúng ta Lý gia. Còn nghĩ muốn chúng ta xuất thủ giúp một tay, ta xem ngươi là ý định muốn hại chết chúng ta đi." Lý Á Quốc ngươi là một cái đúng chúng ta lý ra vô ích chỗ phế vật, cái này chúng ta cũng không nói thêm cái gì, có thể ngươi không phải là một cái phế vật, còn ba ngày hai đầu cho chúng ta lý ra, cấp người hoa bang gây phiền toái. Ta xem ngươi lưu hạ cái này trên thế giới cũng vô ích, còn không bằng chết sớm một chút toán. Lý Á Quốc Nhị Ca Lý Á Nam cũng lập tức quát dẹp đường. Ngô Đan cùng Chu Hiểu Lệ cái này hai thiếu phụ cũng chán ghét chừng mắt Lý Á Quốc. Ngô Đan mở miệng nói rằng, Lý Á Quốc, người có thể không thể thiếu cấp lý ra nhạ một chút phiền toái. Ăn phận qua hết nửa đời sau điều không phải rất tốt sao? Tiểu đan nói đúng vô cùng, cho dù ngươi không có năng lực là lý gia làm việc tình, ngươi cũng không thể đủ như thế phế vật đi. Chu Hiểu Lệ cũng khinh thường nói. Lý Á Quốc nghe hai cái cùng cha khác mẹ ca ca, cùng với hai cái đã từng yêu nhau nữ nhân, một đám đối với hắn là lãnh nói chào phúng, trong đáy lòng một luồng tâm huyết là không ngừng bay lên hướng Diệp Thần Phong lộ ra một vòng cười ngược. bất quá, hắn đặc biệt kiên định nói rằng, Diệp huynh đệ. Thật xin lỗi, tối nay là ta hại ngươi, thế nhưng ta sẽ cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Lý Á Quốc vai, nói rằng, Lý ca, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, cái này trên thế giới còn không có người có thể ngăn trở ta Diệp Thần Phong đường đi. Chỉ cần Lý ca ngươi nguyện ý, lần này ngươi liền theo ta cùng nơi hồi hoa hạ quốc. Đến lúc đó ta cam đoan lý ca cuộc sống của ngươi so tại ở đây tốt hơn gấp trăm lần, một nghìn lần. Á quốc, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Ngươi vội vàng tới đây cho ta, lẽ nào ngươi không biết trai Prop gia tộc Cường hãn sao? Ngươi làm như vậy hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Lý Hồng Giang đảo hay là đối với Lý Á quốc lưu có một chút tình cảm. Lý Á quốc, ngươi lẽ nào không có nghe rõ ba nói sao? Trước đây nếu không ba đem ngươi nhận hồi lý gia, ngươi có thể qua thượng hiện tại như vậy tốt sinh hoạt sao? Mẫu thân của ngươi chỉ là một đê tiện nữ nhân mà thôi, cho nên mới sinh ngươi như thế cái phế vật, ngươi nên đúng lý ra ôm cảm ơn chi tâm." Lý Á Thiên mở miệng quát dẹp đường. "Câm miệng, toàn bộ câm miệng cho ta, ngươi có tư cách gì vũ nhục mẫu thân của ta? Ta tại lý gia sinh hoạt đã tính tốt sao? Mấy năm nay ta quả thực là sống không bằng chết." hai người các ngươi cái gọi là ca ca, các ngươi đến tột cùng đúng ta làm một ít chuyện gì? Lẽ nào hai người các ngươi trong lòng còn không rõ ràng lắm sao? Có muốn hay không ta cho các ngươi toán toán bút chướng này? Lý Á Quốc trong đáy lòng thịnh nộ là hoàn toàn bạo phát ra, hoãn một chút sức lực, rồi hướng Lý Hồng Giang nói rằng, ba, nhìn tại chúng ta mấy năm nay phụ tử tình hình thực tế phân thượng, người đêm nay để lại Diệp huynh đệ bọn họ ly khai đi. Đêm nay ba người bọn hắn không thể ly khai, Lý Hồng Giang thanh âm đạm mạc nói rằng. Tại Lý Hồng Giang vừa dứt lời chi tế, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dày đặc, lập tức hai gã M quốc trung niên nam nhân cùng hai gã Hoa Hạ quốc nam nhân đi đến. Bọn họ đi qua Diệp Thần Phong bên cạnh, đi tới Lý Hồng Giang hai bên trái phải. Hai gã M quốc nam nhân chung, một gã vóc dáng tương đối cao là trai Prop gia tộc thành viên trung tâm Bớc một gã khác vóc dáng tương đối lùn em quốc nam nhân là phụ thân của Baker, Siami gia tộc gia chủ Hillary. Còn có hai gã hoa hạ quốc nam nhân, một tên trong đó 60-70 tuổi nam nhân là người hoa bang hội trưởng Triệu Bồi Nguyên, khác một người trung niên nam nhân là con trai của Triệu Bồi Nguyên Triệu Vĩnh Tân. Bọn họ mặc dù không có gặp qua giết chết Baker hung thủ, nhưng bọn hắn đã sơ bộ khẳng định đứng tại cửa đại sảnh là được, bọn họ tính không sợ Diệp Thần Phong chúng nhân đào tẩu, bởi vì lý gia biệt thự bị người Hoa Bang cùng với Giami gia tộc người cấp bao quanh bao vây, nhân số đủ đạt được hơn 1.000 người, theo bọn họ cho dù đối phương là Superman, chỉ sợ cũng được muốn thúc thủ chịu chói. Chai Prop gia tộc thành viên trung tâm bắc khuôn mặt từ đầu đến cuối treo cao ngạo thần sắc, Lý Hồng Giang ngón tay chỉ hướng Diệp Thần Phong, đúng bức chúng nhân nói rõ Diệp Thần Phong chính là giết chết Baker hung thủ. Kilari làm phụ thân của Baker, con trai của mình bị người giết, hắn thế nào có thể phẫn nộ nộ? Chỉ là một mực áp chế mà thôi, giờ khắc này hắn một đôi mắt âm trầm xuống, thấy được đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Lý Á Quốc, cười lạnh nói, Lý Hồng Giang tiên sinh, người tiểu nhi tử Lý Á Quốc đứng đang giết chết con ta hung thủ hai bên trái phải làm gì? Lẽ nào người tiểu nhi tử cũng có tham dự trong đó? Người Hoa Bang hội trưởng nghe được Hillary nói như vậy, trong lòng lập tức cấp, hắn có thể không muốn trở thành trai prop gia tộc đối đầu hồng giang người tiểu nhi tử đến cùng là chuyện gì xảy ra người lập tức nhượng hắn đi đến chúng ta ở đây tới á quốc người cái tiểu xúc sinh người thật chẳng lẽ muốn tức chết ta sao người lập tức cấp ta đến bên này cái này kiện sự tình cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có lý hồng giang tức giận quát dẹp đường lý á quốc ta nói người cái phế vật này có thể hay không không muốn cho chúng ta người hoa bang rước lấy phiền phức. Người hoa bang con trai của hội trưởng Triệu Vĩnh Tân lạnh giọng nói rằng. Lý Á Quốc, người vội vàng cho chúng ta chạy trở về tới, cho dù ngươi muốn muốn chết cũng không nên liên lụy chúng ta. Lý Á Thiên mở miệng nói rằng. Lý Á Quốc, mạng của ngươi cùng ngươi đề tiện mẫu thân giống nhau vi không có gì đáng tiếc, không có người hội quan tâm chết sống của ngươi, Thế nhưng ngươi không có thể trở thành chúng ta lý ra cùng với người hoa bang tội nhân. Lý Á Nam cũng lập tức phụ họa nói. Diệp Thần Phong không có mở miệng nói, chỉ lại yên lặng nhìn Lý Á Quốc, đây là hắn đúng Lý Á Quốc cuối cùng một cái khảo nghiệm, nếu như Lý Á Quốc đến lúc này lễ tạ thần ý đứng tại hắn bên này, như vậy người bạn này, người huynh đệ này, hắn Diệp Thần Phong là thật nhận, sau đó hắn cũng hội chỉ mình sở có thể bang trợ Lý Á Quốc trở nên nổi bật, thậm chí nhượng những này đã từng coi thường Lý Á quốc người, chỉ có thể ngưỡng vọng Lý Á quốc. Lý Á quốc hiện tại trong lòng là trăm vị hỗn hợp, nghe những "Này người chào phúng cùng xem thường một cố, hắn biết nếu như lựa chọn đứng trở về, hắn sau đó vẫn như cũ là cái kia kẻ bất lực, hắn không muốn làm tiếp kẻ bất lực, hắn mấy năm nay cũng làm được rồi kẻ bất lực, lúc này đây hắn phải kiên trì một hồi, bất kể cuối cùng hắn kết quả sẽ là cái gì." Chương 496, trọng trọng vây quanh. Lý Á Quốc trên mặt biểu tình biến được càng tới càng kiên định, Diệp huynh đệ là bằng hữu của ta, mà Lý gia cùng người Hoa Bang đúng ta mà nói vậy là cái gì? Căn bản cái gì cũng không tính, ta muốn đứng tại Diệp huynh đệ bên này, cho dù cuối cùng hội bị giết chết, ta cũng không oán không hối hận. Lý Á Quốc tướng lưng cốt thẳng được thẳng tắp, cổ họng trong phát ra thanh âm đặc biệt to, hắn phát hiện giờ khắc này trong lòng khó chịu quét sạch hắn không còn là từ trước cái kia cùng đợi cơ hội kẻ bất lực, hay là bước ra bước này đối với hắn mà nói coi như là tử vong, nhưng hắn phải làm như vậy. Cuống hồ lý á quốc kiến thức qua diệp thần phong quỷ dị thủ đoạn, hắn nhìn diệp thần phong từ đầu đến cuối đều là thong dong bình tĩnh, hắn tin tưởng diệp thần phong có thể giải quyết đêm nay phiền phức, hoặc nói từ nơi này chạy đi. Người tên tiểu súc sinh này, người có biết hay không bản thân đang nói cái gì? Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng lăn tới đây cho ta." Lý Hồng Giang tức giận quát dẹp đường, Lý Á Quốc dù sao cũng là con trai của hắn, hắn không muốn trơ mắt nhìn con trai của mình chết ở trước mặt hắn. Lý Á Quốc cười nhạt một tiếng nói, "Kỳ thực ngươi là một cái đặc biệt không hợp cách phụ thân, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta không biết mẫu thân của ta là chết như thế nào sao? Là ngươi từ bỏ mẫu thân của ta, cuối cùng mẫu thân của ta thương tâm gần chết, lựa chọn tự sát kết thúc sinh mệnh." mà ta bị ngươi nhận hồi lý ra nhiều năm như vậy, ngươi có chân chính quan tâm tới ta sao? Nếu như ngươi có, ta cũng không hội là trong mắt người khác phế vật, ngươi có biết hay không ta cái này hay cái cái gọi là cùng cha khác mẹ ca ca, bọn họ là thế nào lần lượt hãm hại ta? Lần lượt bài xích ta? Ngay cả bọn họ hai cái bây giờ lão bà, cũng là ta đã từng đầu tiên nhậm cùng đệ nhị nhậm nữ bằng hiếu, nhưng... Này ngươi đều không biết, ngươi chỉ biết là ta là một cái phế vật, sợ rằng như vậy như vậy đủ rồi đi. Lý Á Quốc tự diếu cất tiếng cười to lên. Lý Á Quốc, ngươi không nên nói bậy nói bạ, tựa ngươi phế vật như vậy, ta làm sao sẽ coi trọng ngươi. Lại thế nào lại là ngươi đã từng nữ bằng hiếu? Ngô Đan khinh thường cười lạnh nói, hiện tại nàng càng cảm thấy trước đây chưa cùng Lý Á Quốc cái này kẻ bất lực là chính xác. Đúng, Lý Á Quốc, trừ phi là ta mắt bị mù, bằng không như thế nào hội coi trọng ngươi ni ngươi cái này hoàn toàn là nói xấu. Chu Hiểu Lệ cũng lập tức khẽ kêu đạo. đối với đã từng nam bằng hiếu, nàng sớm tự không có một chút tình cảm. Lý Hồng Giang nhìn thoáng qua bản thân con lớn nhất Lý Á Thiên cùng nhị nhi tử Lý Á Nam. hắn trong lòng minh bạch Lý Á Quốc nói nên là thật. hay là hắn thật đúng cái này tiểu nhi tử quá sơ cho quan tâm. cổ họng trong hơi thở dài một hơi, nói rằng, Á Quốc, từ trước có lẽ là ta cái này làm cha quá bỏ qua ngươi, bất quá chỉ cần ngươi lập tức đến chúng ta bên này sau đó ta sẽ gấp bội bồi thường ngươi có chút sự tình là bồi thường không được ngày hôm nay ta muốn cùng diệp huynh đệ cộng đồng sinh tử lý á quốc hào hùng vạn trượng nói rằng diệp thần phong khóe miệng xả khai một vòng vui vẻ mỉm cười hắn cũng nghe được lý á quốc mấy năm nay tại lý gia gặp phải biệt khuất nếu lý á quốc quyết định đứng tại hắn bên này như vậy cái này chẳng khác nào là lý á quốc nhân sinh một cái bước ngoặt Lý Hồng Giang nhìn đến khăng khăng một mực Lý Á Quốc, đêm nay cái này kiện sự tình nếu như liên lụy đến bọn họ Lý Gia, không chỉ bọn họ Lý Gia muốn xong đời, sợ rằng người Hoa Bang cũng phải xong đời, cắn răng quát dẹp đường, ta Lý Hồng Giang từ hôm nay trở đi không còn có người Lý Á Quốc đứa con trai này, từ nay về sau người cùng chúng ta Lý Gia trong lúc đó không có bất kỳ quan hệ gì. Ha ha ha, tốt một câu từ nay về sau giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì ta Lý Á Quốc chẳng lẽ còn yêu thích cái nhà này sao? Lý Á Quốc ngửa mặt cười to nói. Các người đây là đang lãng phí thời gian sao? Nếu cái này gọi Lý Á Quốc cũng tham dự chuyện đêm nay, như vậy thì cùng nơi tống bọn họ ra đi tốt. Chai Prop gia tộc thành viên trung tâm bất hiển nhiên là không có cái gì kiên nhẫn. Đúng, hắn Lý Á Quốc đã không phải là chúng ta người Lý gia, huống chi chuyện đêm nay hắn cũng đích xác muốn trả giá thật lớn, cùng nơi sát hắn là kết quả tốt nhất. Lý Á Thiên bỏ đá xuống giếng nói rằng, bốn người các ngươi ngày hôm nay toàn bộ muốn tử. Phụ thân của Baker Hillary cười lạnh nói, ánh mắt tại Diệp Thần Phong đám người trên người lần lượt quét qua. Hillary tiên sinh, chuyện đêm nay nói như thế nào cũng cùng chúng ta người Hoa Bang có một chút quan hệ, không bằng trước để cho ta tới tướng những. Này hung thủ cầm hạ, lại do Hillary tiên sinh nhất định xử trí thương pháp của ta thế nhưng đặc biệt chuẩn, cam đoan sẽ không cần tánh mạng của bọn họ, đến lúc đó Hillary tiên sinh cũng có thể thỏa thích tại trên người bọn họ phát tiết. Người hoa bang con trai của hội trưởng Triệu Vĩnh Tân từ bên hông móc ra một bả toàn súng tay tự động, họng súng đen ngòm đã nhắm ngay Diệp Thần Phong đùi phải. Hillary đối với Triệu Vĩnh Tân thái độ phi thường hài lòng. Trai prop gia tộc thành viên trung tâm bớt khóe miệng cũng khó được lộ ra một vòng dáng tươi cười, Triệu Vĩnh Tân nhìn đến Hillary cùng bớt đều đồng ý, trong lòng tài thở dài một hơi, hắn sợ là tại chuyện đêm nay qua đi, trai pro gia tộc sẽ đối phó bọn họ người Hoa Bang, đón lấy nhìn đến Hillary cùng bớt thái độ, hắn tài thoáng an tâm xuống. Tiểu tử, người hay nhất không nên lộn xộn, thương pháp của ta là rất chuẩn, vạn nhất người lộn xộn, đạn xuyên qua người trọng yếu khí quan trung, người cần phải tại chỗ đi đời nhà ma. Triệu Vĩnh Tân đúng diệp thần phong cười lạnh nói đứng tại diệp thần phong bên cạnh ninh ngọc đình cùng vương lực khuôn mặt không có chút nào lo lắng thần sắc trái lại lý á quốc khẩn trương nắm chặt song quyền thấp giọng nói rằng diệp huynh đệ hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ đạn có thể không phải chúng ta có thể loại kém diệp thần phong không trả lời lý á quốc vấn đề mà là vừa cười vừa nói ta khuyên ngươi hay nhất không nên đúng ta nổ súng nếu không người chết khẳng định sẽ là ngươi vĩnh tân vội vàng nổ súng đi không nên chậm trễ nữa thời gian người hoa bang hội trưởng triệu bồi nguyên nói rằng triệu vĩnh tân điểm gật đầu nói rằng tiểu tử cho tới bây giờ cái này thời gian ngươi còn khẩu suất của ngôn ta đảo muốn nhìn ta đến cùng hội sẽ không chết phanh một tiếng triệu vĩnh tân bóp cò một viên đạn nhanh chóng bắn ra nòng súng hướng diệp thần phong đại thối phi bắn mà đi diệp thần phong không có né tránh ý tứ thể nội cửu cấp linh hồn lực phóng ra ngoài Tốc độ của viên đạn trong nháy mắt chậm lại, thẳng đến chấm dứt tại giữa không trung. Tại mọi người còn không có phản ứng tới được thời gian, giữa không trung đạn thay đổi phương hướng, hướng Triệu Vĩnh Tân mi tâm phi bắn mà đi, không nghi ngờ chút nào đi vào Triệu Vĩnh Tân trong đầu, thậm chí Triệu Vĩnh Tân liền hét thảm một tiếng đều chưa kịp phát sinh, hai con ngươi trừng to đại, thân thể chậm chậm hướng sau ngã xuống. Từ Triệu Vĩnh Tân nổ súng đến Triệu Vĩnh Tân tử vong, toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủn 3 4 giây chung, Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi không nên hướng ta nổ súng, cái này trên thế giới chính là có nhiều như vậy người không nghe lời. Đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Lý Á quốc môi hơi run rẩy, Diệp huynh đệ, là ngươi, ngươi giết hắn. Ngươi nên không sẽ là thần tiên đi, lại có thể nhượng đạn thay đổi phương hướng. Lý ca, bây giờ không phải là nói những lời nhảm nhí này thời gian chúng ta vội vàng rời đi nơi này, biệt thự bên ngoài khẳng định có người thủ vệ ở, ta một người trái lại không sao cả, chủ yếu là nếu như nhân số của đối phương nhiều lắm, ta cũng không có trăm phần trăm chắc chắn bảo vệ tốt các ngươi. Diệp thần phong nói từ hướng Lý ra bên ngoài biệt thự đi, Ninh Vũ Đình, Vương Lực cùng Lý Á Quốc theo sát phía sau. Tại Diệp Thần Phong bọn họ mới vừa đi ra đại sảnh, người trong đại sảnh cái này tài tỉnh lại, triệu bồi nguyên cổ họng trong phát sinh một tiếng thống khổ tiếng gào, ta nhất định muốn giết ngươi, ta nhất định muốn thân thủ sát ngươi. Triệu bồi nguyên vội vàng bôn chạy ra khỏi đại sảnh, đầu gối của hắn hạ chỉ có triệu vĩnh tân như thế một đứa con trai, kết quả triệu vĩnh tân lại mắt mở trừng trừng từ tại trước mặt của hắn. Hắn không điên cuồng mới là lạ chứ. Trong đại sảnh cái khác người hơi thở ra một chút sức lực, bọn họ may mắn không phải mới vừa bản thân đúng diệp thần phong nổ súng, nếu không tử nên là bọn hắn đi. Nhất là Hillary, phía sau bốc lên ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi. Diệp thần phong chúng nhân đi ra lý ra biệt thự, mới biết được sự tình thật là có một ít phiền toái, chỉ thấy bên ngoài biệt thự xung quanh đầy song xuôi cầm khảm đao, thậm chí trong tay cầm hỏa lực vũ khí nhân viên, bọn họ thật là bị trọng trọng bao vây. Ta gặp các người trốn nơi nào, ta muốn đem bọn người thi thể băm cầm cho chó ăn, ta muốn cho các người chết không có chỗ chôn. Người hoa bang hội trưởng triệu bồi nguyên khàn cả giọng quát dẹp đường. Người hoa bang huynh đệ nghe cho ta, đem bốn người bọn họ cấp ta hết thảy cầm hạ. Triệu bồi nguyên mệnh lệnh bên ngoài biệt thự người hoa bang thành viên. chương 497, thuận lợi chạy trốn. Tại triệu bồi nguyên không có trốn đi lý ra biệt thự bao lâu, bớt, Lý Hồng Giang chúng nhân cũng đi theo ra ngoài, Hillary cũng lập tức mệnh lệnh gia tộc hắn thành viên, Giami gia tộc thành viên nghe cho ta, đêm nay tuyệt đối không thể đủ nhượng bốn người này sống rời đi nơi này, ai có thể đủ đưa bọn họ gầm hạ, ta sẽ cho hắn không tưởng được khen thưởng. Người hoa bang thành viên cùng Zayami gia tộc thành viên, sôi nổi hướng Diệp Thần Phong bọn bốn người tụ lại, những này người hoàn toàn không có đem Diệp Thần Phong bọn họ đương hồi sự tình, song phương nhân số căn bản tựu kém xa mà. Diệp Thần Phong con người đen nhánh ngưng trọng nhìn chăm chú vào hướng bọn họ tụ lại người, trong đầu tâm tư thật nhanh vận chuyển, nhân số của đối phương thật sự là nhiều lắm, hắn có nắm chắc tự mình một người an toàn ly khai, nhưng là phải mang theo ninh vũ đình, vương lực cùng Lý Á Quốc tắc tựu đặc biệt khó khăn. Đột nhiên, Diệp Thần Phong thấy được Lý Á Quốc lượng dừng sát ở cách đó không xa Mercedes Benz Việt giã xe, hắn thấp giọng nói rằng, Vũ Đình, Vương Lực, Lý Ca, đợi một lát ta giúp các người chống đối công kích của bọn họ, mà các người phải nhanh một ít phát động lượng Mercedes-Benz Việt giã xe, đem chủ vị trí tài xế lưu cho ta, hiện tại chúng ta chỉ có thể trước tránh đi phong mang. Lý Á Quốc điểm gật đầu, nói rằng, Diệp huynh đệ, ta lượng Mercedes-Benz Việt giã xe là trải qua lắp lại, thủy tinh cùng chung quanh chất liệu gỗ đều có chống đạn đặc tính, với lại mã lực lớn vô cùng, nếu như chúng ta có thể ngồi trên xe, bỏ qua những... Này nhân, đêm nay xem như là có thể tránh được một kiếp đứng tại cửa đại sảnh bước chúng nhân, phảng phất là tại xem kịch thông thường, cùng đợi Diệp Thần Phong bọn họ máu tươi tại chỗ, song phương hoàn toàn kém xa nhân số, cho dù Diệp Thần Phong có thần kỳ thủ đoạn thì như thế nào. Tại bớt bọn họ xem ra Diệp Thần Phong bọn bốn người là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Á Quốc Đại ca Lý Á Thiên, cười thấp giọng nói rằng, Á Nam, ta xem đêm nay cái này tạp chủng là trăm phần trăm muốn đi gặp Diêm Vương ra, đáng tiếc là giết chết không phải là hắn chúng ta. Đại ca, Lý Á Quốc cái này tạp trùng đã sớm phải chết, chúng ta chờ đợi ngày này thế nhưng đẳng rất lâu rồi, cuối cùng là ai giết hắn kỳ thực cũng không trọng yếu, là tối trọng yếu là từ nay về sau chúng ta không bao giờ. Nữa dùng nhìn đến cái này cái đinh trong mắt, Lý Á Quốc nhị ca Lý Á Nam cười nhẹ giọng nói rằng. Tại Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam nói chuyện chi tế, nhóm người thứ nhất đã tới gần Diệp Thần Phong đám người, bọn họ sôi nổi vung vẩy bắt tay vào làm chung khảm đao, theo bọn họ phải giải quyết Diệp Thần Phong bọn bốn người, còn căn bản không dùng được hỏa lực vũ khí, sáng như tuyết sắc bén khảm đao tại đen kịt ban đêm phản xạ từng đạo ngân sắc quang mang. Diệp Thần Phong thể nội minh mông cửu cấp linh hồn lực phóng thích ra ngoài. Phải biết rằng ở trước mặt hắn trong ngoài tối thiểu có 5-600 người. Cái này còn không bao quát tại biệt thự đằng sau gác người. Diệp thần phong cửu cấp linh hồn lực tối đa chỉ có thể hạn chế ở bọn họ 30 giây chung thời gian, Tại Diệp Thần Phong cửu cấp linh hồn lực thả ra ngoài thể nội chớp mắt, này nguyên bản muốn vung vẩy khảm đau người, động tác trong lúc bất chợt cứng ngắc ở, Diệp Thần Phong đúng lý á quốc chúng nhân, vội vàng quát thừa dịp hiện tại, chúng ta đi nhanh lên. Theo Diệp Thần Phong thanh âm phát sinh, Lý Á quốc chúng nhân theo Diệp Thần Phong dùng tốc độ nhanh nhất hướng tới Mercedes Ben Việt dã xe phương hướng đi, đợi được 4 người bọn họ đi đến Mercedes Ben Việt dã xe trước mặt thời gian, thời gian đã qua 20 giây chung. Lý Á Quốc vội vàng móc ra chìa khóa mở cửa xe ra, Diệp Thần Phong tại trước tiên ngồi trên chủ điều khiển, mà Ninh Vũ Đình còn lại là ngồi trên phó điều khiển, vương lực cùng Lý Á Quốc ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Đường Diệp Thần Phong vừa phát động xe thời gian, 30 giây chung thời gian vừa vặn đã qua, bị cửu cấp linh hồn lực tạm thời khiên chế trụ người toàn bộ khôi phục động tác, mà bất bọn họ vừa rồi cũng bị cửu cấp linh hồn lực ảnh hưởng đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong bọn bốn người đi lên xe, thế nhưng lệnh bọn họ kinh hãi là. Vừa rồi phảng phất có một cổ lực lượng kềm chế bọn họ. Để cho bọn họ căn bản được không nhúc nhích được. Đây rốt cuộc sẽ là loại nào lực lượng. Bớt có chút hối hận đúng diệp thần phong bọn họ động thủ. Hắn dám khẳng định thi triển loại lực lượng này là cái kia giết chết Baker cơ người nước hoa. Phải biết rằng loại lực lượng này có thể thoáng cái khiên chế trụ năm 600 người. Cái này là bực nào cường hãn nếu như có thể đem nhân tài như vậy chiêu đến chai crop trong gia tộc mặt đi, chỉ sợ hắn bắc hội có không ít chỗ tốt. Đáng tiếc là hiện tại hết thảy đều đã chậm, song phương đến không chết không thôi trình độ, mà kể cái này loại người ly khai tuyệt đối là một loại nguy hiểm. Bắc lạnh giọng nói rằng đêm nay tuyệt đối không thể đủ để cho bọn họ sống ly khai. Nghe được bắc lời nói sau, Hillary vội vàng quát dẹp đường, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Xiết bọn họ cho ta, cấp ta lập tức nổ súng. Đúng, lập tức mở cho ta thương, lập tức mở cho ta thương. Triệu bồi nguyên cũng lập tức tức giận phụ họa nói. Phanh, 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 theo vô tận tiếng súng vang khởi, diệp thần phong lái Mercedes Benz Việt dã xe, như rời dây cung cung tiến thông thường, nhanh chóng hướng xa xa hành xử đi ra ngoài, vô số đạn bắn vào trên thân xe không ngừng phát sinh thấm người thanh âm chỉ cần có người có dũng khí tre ở Việt giã cỏ sa tiền, Diệp Thần Phong chút nào không ngoại lệ tướng thân thể của đối phương hoàn toàn đụng phi, bằng vào cao siêu kỹ thuật điều khiển, Mercedes Benz Việt giã xe rất nhanh ly khai lý ra biệt thự trong phạm vi. Đi qua kính chiếu hậu, Diệp Thần Phong sau khi thấy mặt có ba chiếc xe theo sau, không cần phải nói nhất định là người Hoa Bang cùng Zayami gia tộc phái ra, Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, ba người các người buộc thật an toàn mang, nếu không kế tiếp xảy ra chuyện gì, ta có thể hết thảy không chịu trách nhiệm. Lý Á Quốc, Vương Lực cùng Ninh Vũ Đình đều nghe theo Diệp Thần Phong lời nói, khi nhìn đến ba người đều trói kỹ dây nhiệt an toàn, Diệp Thần Phong lập tức gia tăng chân ga, xe tốc độ không ngừng hướng tới nâng lên thăng, rất nhanh lái đến xe tới xe đi khu náo nhiệt, nhưng mà, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí không những không có giảm tốc độ, trái lại còn gia tốc, việt giã xe dường như một điều linh hoạt cá nhỏ, xuyên qua tại một chiếc lại một chiếc xe trong lúc đó. Từ kính chiếu hậu trong có thể nhìn đến theo sát phía sau ba chiếc xe bị càng vung càng xa, Diệp Thần Phong tại quẹo thật nhanh cong khẩu tới một cái hoàn mỹ cấp tốc trôi đi, hoàn toàn bỏ rơi theo ở phía sau ba điều đuôi. Mercedes Benz Việt giã trong xe Ninh Vũ Đình, Vương Lực cùng Lý Á Quốc, sắc mặt đều có một chút trắng bệch, Diệp Thần Phong vừa rồi lái xe tư thế quả thực là liều mạng, tại xe tới xe đi trên đường phố, còn tướng mã lực thêm đến tối cao tốc, mỗi lần mắt thấy muốn đụng vào bất kỳ xe nào khác, có thể Diệp Thần Phong lại hết lần này tới lần khác có thể mạo hiểm né tránh, cái này thì phi thường khảo nghiệm nhân thể trái tim, thảo nào ninh vũ đình ba người bọn họ hội như thế không thích ứng. Diệp Thần Phong tướng Mercedes-Benz Việt giã xe lái đến một chỗ địa phương an toàn sau, hắn nhượng ninh vũ đình chúng nhân đi xuống xe, đã đem chiếc này Việt giã xe nhét vào lối đi bộ, mà bọn họ còn lại là đón xe về tới tử điếm trong. Diệp Thần Phong cũng không muốn người Hoa Bang cùng yami gia tộc người đang trong khoảng thời gian ngắn tìm được bọn họ. Dù sao Diệp Thần Phong còn muốn điều tra thôn vệ đế quốc sự tình, nào có thời gian dỗi lãng phí ở địa phương khác. An toàn trở lại tử điếm sau. Diệp thần phong bang Lý Á Quốc khai một cái hắn và ninh vũ đình gian phòng cách vách, trước hết để cho Lý Á Quốc đi nghỉ ngơi, Lý Á Quốc cũng không nói thêm gì, đêm nay hắn đúng là mệt. Mà Diệp Thần Phong, Ninh Vũ Đình cùng Vương Lực, còn lại là đi tới binh vương tổ thống soái Ngô Quốc Thiên trong phòng. Diệp Thần Phong tướng nhận được tin tức nói cho Ngô Quốc Thiên đồng thời nói rằng, Ngô Lão Đầu, ta chuẩn bị ngày mai trước đi chỗ đó nguyên thủy Sâm lâm trung thăm dò một chút đường, xác định thoáng cái thôn vệ đế quốc tại M Quốc tập hợp địa rốt cuộc là có phải hay không ở nơi nào. Chúng ta nhận được tin tức này trước không nên cùng những quốc gia khác người ta nói. Thần Phong, ngươi đi một mình dò đường có thể hay không quá nguy hiểm ngươi cũng đã nói thôn vệ đế quốc cũng không bình thường nếu không chúng ta lại thương lượng một chút ngô quốc thiên có chút lo lắng nói rằng ngô lão đầu người hãy yên tâm cho dù ta phát hiện thôn vệ đế quốc tập hợp địa ta cũng không hội thâm nhập trong đó chúng ta đều không phải còn muốn bắt những quốc gia khác người cho rằng pháo hôi ni mà diệp thần phong tà tà cười nói vậy được rồi chính ngươi phải cẩn thận ngô quốc thiên trầm ngâm một hồi vẫn là đáp ứng diệp thần phong ngày mai ta như cũng muốn cùng đi với ngươi vương lực đơn giản sáng tỏ nói rằng thần phong còn có ta ta cũng muốn cùng đi với ngươi ngươi không cần nhớ muốn bỏ lại ta một mình ngươi quá nguy hiểm tuy rằng thực lực của ta không được tốt lắm nhưng ở thời khắc nguy cấp luôn có thể đủ chiếu ứng ngươi một cái ninh vũ đình cũng nói xem ra vương lực cùng Ninh Vũ Đình là quyết tâm muốn cùng Diệp Thần Phong cùng nơi hành động, dù sao ngày mai chỉ là đi thăm dò một chút đường mà thôi, nên chắc là sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm, cho nên Diệp Thần Phong cũng tự đồng ý. chương 498 Cái Chắn Ngày thứ hai Đương Thái Dương vừa mọc lên từ phương đông thời gian, Diệp Thần Phong, vương lực cùng Ninh Ngọc Đình liền chuẩn bị hành động, tại rời tử điếm trước. Diệp thần phong dặn dò một phen Lý Á Quốc, nhượng Lý Á Quốc thanh thản ngây ngô tại tử điếm trong thì tốt rồi. Chỗ này tử điếm là M quốc an bài cấp binh vương tổ dừng chân, sợ rằng người Hoa Bang cùng Giayami gia tộc tuyệt đối không muốn đến Diệp Thần Phong cùng binh vương tổ có liên quan, cho dù bọn họ tra được Diệp Thần Phong chúng nhân ở tại chỗ này tử điếm trong, bọn họ có dũng khí trắng trợn tới nơi này nháo sự sao. Cho nên chỉ cần Lý Á Quốc ngây ngô tại tử điếm trong tựu trăm phần trăm không có nguy hiểm. Lý Á Quốc nhìn ra được Diệp Thần Phong bọn họ muốn đi ra ngoài làm việc, tuy rằng hắn trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn là cường nhịn xuống, đẳng có cơ hội lại dự định hỏi Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong bọn họ từ bí mật quyền trường ông chủ Andre Khẩu Trung biết được, thôn vệ đế quốc tại M quốc tập hợp địa, rất có thể tại phương Bắc một cái nguyên thủy xâm lâm chung. Hơn 3 giờ sau, Diệp Thần Phong, vương lực cùng Ninh Vũ Đình đi tới nguyên thủy xâm lâm cửa vào chỗ nhìn mênh mông vô bờ lục sắc cây cối diệp thần phong có thể thô sơ giản lược phỏng trừng chỗ này nguyên thủy xâm lâm diện tích đặc biệt rộng tại nguyên thủy xâm lâm ở chỗ sâu trong khẳng định có các loại giã thú thường lui tới muốn tại như vậy rộng lớn nguyên thủy xâm lâm chung tìm được thôn vệ đế quốc tập hợp địa có thể nói là đặc biệt khó khăn lại nói andre cũng không dám chắc thôn vệ đế quốc tập hợp địa nhất định tại ở đây cho nên diệp thần phong bọn họ liền giản dị trướng bồng đều mang vạn nhất trước lúc trời tối bọn họ không kịp đi ra nguyên thủy xâm lâm. Ba người bọn hắn cũng chỉ có thể đủ ở trong rừng rậm mặt ở một đêm. Đợi một lát tiến nhập nguyên thủy xâm lâm sau, hai người các ngươi theo sau lưng ta, phương diện này cho dù không có thôn vệ đế quốc tập hợp địa, đối với các ngươi tới nói cũng là vô cùng nguy hiểm, nói không chừng có hổ, sư tử như vậy hung mãnh dã thú. Diệp thần phong đúng vương lực cùng ninh vũ đình nói rằng, Vương Lực cùng Ninh Vũ Đình điểm gật đầu, đi theo Diệp Thần Phong phía sau, nguyên thủy sâm lâm nông chỗ có nhân tạo đi ra một điều đường nhỏ, tại nguyên thủy sâm lâm nông chỗ là không có quá nhiều nguy hiểm, địa phương cư dân bình thường hội tiến nhập nguyên thủy sâm lâm nông chỗ đốn củi, lâu ngày tiểu tạo thành một điều nhân tạo đi ra đường nhỏ. Diệp Thần Phong đám ba người theo này đường nhỏ đi thẳng đi xuống, khoảng chừng đi nửa giờ sau, nhân tạo đi ra đường nhỏ đã không có cái này cũng đại biểu cho địa phương cư dân chỉ dám đi đến nơi đây, không dám xuống chút nữa xâm nhập đi xuống. Theo nhân tạo đi ra đường nhỏ tiêu thất, Diệp Thần Phong đám ba người đi đi biến được chắc trở nhiều. Chu vi đều là cỏ dại mọc thành bụi, thỉnh thoảng có một hai chỉ thỏ rừng hội từ một mặt sông tới. Đương nhiên nếu như là Diệp Thần Phong một người tiến nhập nguyên thủy xâm lâm lời nói, nhất định phải nhẹ nhõm nhiều. Hiện tại hắn muốn bận tâm đến vương lực cùng Ninh Vũ Đình, cho nên chỉ có thể thả chậm tốc độ. Thời gian một giờ, một giờ vội vã trôi qua, trong nháy mắt, Diệp Thần Phong ba người bọn họ đã tới đến chỗ này nguyên thủy sâm lâm trung tâm giải đất, trong quá trình này. Ba người bọn họ tổng cộng đụng phải ba con dã thú, một đầu là heo rừng, một đầu là liệp báo, cuối cùng một đầu là dã lang. Cái này ba con dã thú đều không ngoại lệ đều bị Diệp Thần Phong cấp nhẹ nhõm giải quyết rồi. Mắt thấy màn đêm tại hạ xuống, xem ra đêm nay ba người bọn họ thật muốn ở trong rừng rậm vượt qua tròn một ngày thời gian bọn họ không có phát hiện về bất luận cái gì thôn vệ đế quốc đầu mối diệp thần phong lập tức nói rằng chúng ta trước tìm một chỗ dựng trướng bồng tại nguyên thủy xâm lâm bên trong đi dạ đường là vô cùng nguy hiểm nếu như ở đây thật có thôn vệ đế quốc tập hợp địa tại đại buổi tối đụng tới bọn họ đối với chúng ta mà nói cũng đặc biệt bất lợi tại trong ba người diệp thần phong là người tâm phúc vương lực cùng ninh vũ đình đều là nghe diệp thần phong lập tức ba người tại một chỗ tương đối ẩn núp địa phương chát ba cái trướng bồng tại chát hoàn trướng bồng sau sắc trời đã hoàn toàn đen xuống diệp thần phong bọn họ tại trước lều hiện lên một đống lửa diệp thần phong cùng vương lực đã ở phụ cận chộp được mấy con thỏ rừng tướng thỏ rừng lột ra đặt ở trên đống lửa nướng lên trong trời đêm treo nhất luân màu ngân bạch mặt trăng thường thường thêm tiến đống lửa bên trong củi lửa hội phát sinh bùm bùm âm hưởng. Diệp thần phong chuyển động thoáng cái tại trên đống lửa nướng thịt thỏ, nói rằng, Vũ Đình, Vương Lực, nếu như sáng sớm ngày mai chúng ta còn không có ở chỗ này nguyên thủy xâm lâm trung phát hiện thôn vệ đế quốc vết tích, chúng ta cũng muốn rời đi nơi này, ở đây dù sao cũng là M quốc, M quốc chính phủ tin tức khẳng định so với chúng ta linh thông, bọn họ nên qua không được bao lâu tự sẽ tìm được thôn vệ đế quốc tập hợp địa. Chúng ta tự đẳng tin tức của bọn họ tốt. Ninh Vũ Đình cùng Vương Lực tự nhiên cũng không hội phản đối đề nghị của Diệp Thần Phong, mấy con thỏ rừng nướng chín sau, Diệp Thần Phong cấp Ninh Vũ Đình xả một con thỏ chân, hắn cũng cho mình xả một chỉ, Vương Lực đương nhiên là không yêu cầu Diệp Thần Phong thăm hỏi. Ba người ăn thơm nước bốn phía nướng thỏ rừng, hưởng thụ tại nguyên thủy xâm lâm chung một cái tuyệt vời buổi tối. Suốt đêm không nói chuyện, ngày kế, trời còn chưa sáng thời gian, Diệp Thần Phong, Ninh Vũ Đình cùng Vương Lực đã thức dậy, đơn giản chỉnh lý thoáng cái sau diệp thần phong ba người bọn họ liền tiếp tục hướng tới rừng rậm ở chỗ sâu trong đi đi lại khoảng chừng có một giờ diệp thần phong bước chân đột nhiên ngừng lại hắn nhìn đến trước mắt cách đó không xa có một phiến thật mỏng xương mù dày đặc hắn bản năng cảm thấy một cổ nguy hiểm tại hướng hắn chậm chậm tới gần lập tức nói rằng hai người các ngươi có cảm giác hay không phiến đám xương có chút kỳ quái vương lực cẩn thận nhìn một hồi nói rằng diệp thần phong trong rừng rậm sáng sớm nhìn thấy đám xương là rất bình thường hiện tượng tự nhiên, có phải là ngươi hay không quá quá lo lắng. Ninh Vũ Đình cũng nói, thần phong, lần này vương lực nói rất đúng, có thể là ngươi quá nhạy cảm một ít. Diệp thần phong thể nội cửu cấp linh hồn phóng thích ra ngoài, chậm chậm hướng phiến đám xương lan tràn mà đi, một phút đồng hồ sau, hắn mở miệng nói rằng, hai người các ngươi đứng ở chỗ này không nên cử động, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Diệp thần phong tịnh không có hướng phiến đám xương tới gần, mà là thật nhanh trở về chạy trốn. Khoảng chừng 5 phút sau, Diệp thần phong trong tay mang theo một chỉ sống sờ sờ thỏ rừng trở về, còn không có đảng vương lực cùng Ninh Vũ Đình hỏi ra trong lòng nghi vấn. Diệp thần phong liền trực tiếp đi tới phiến đám xương trước, tướng trong tay con kia hoạt bính loạn khiêu thỏ rừng cấp ném vào phiến đám xương trong. Kế tiếp, bất khả tư nghị một màn phát sinh, chỉ thấy con kia bị ném vào đám xương trong thỏ rừng, Thân thể run run hai hạ, tự lại cũng bỏ bất động, trên người ra lông cùng thịt, tại dùng một loại thật nhanh tốc độ ăn mòn, ngắn ngủi một phút, nguyên bản một chỉ sống sờ sờ thỏ rừng tự biến thành một vũng máu tươi. Mắt thấy đây hết thảy vương lực cùng ninh vũ đình, bọn họ hai cái không hẹn mà cùng hít sâu một hơi lãnh khí, nếu như vừa rồi nếu không diệp thần phong cẩn thận, bọn họ bước vào cái này phiến đám xương chung, hậu quả sẽ là cái gì? sợ rằng cuối cùng cũng hội rơi vào cùng con kia thỏ dừng kết quả giống nhau đi ngẫm lại đều nhượng người tóc gáy dựng lên diệp thần phong đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vương lực kinh hồn táng đảm hỏi cái này nguyên thủy xâm lâm chung tại sao có thể có cái này loại có chứa hủ thực tính xương mù dày đặc nghi hiện tại ta có thể khẳng định thôn vệ đế quốc tập hợp địa ở nơi này phiến nguyên thủy xâm lâm chung cái này phiến có chứa hủ thực tính xương mù dày đặc cũng không là thiên nhiên hình thành mà là con người làm ra, cái này phiến xương mù dày đặc chính là coi như là một cái phi thường tốt cái chắn, có thể tưởng tượng có thể đại diện tích thả ra cái này loại xương mù dày đặc, với lại xương mù dày đặc cố định tại một chỗ, có thể có loại thủ đoạn này, ngoại trừ thôn vệ đế quốc còn ai vào đây. Sợ rằng thôn vệ đế quốc tập hợp địa ở nơi này phiến nguyên thủy xâm lâm chỗ sâu nhất. Diệp thần phong hết sức khẳng định nói. Thần phong, hoàn hảo ngươi cảnh giác tính mạnh hơn chúng ta, nếu không chúng ta sợ rằng muốn táng thân nơi đây. Ninh Vũ Đình một đôi trên ngực hạ phập phòng. Diệp Thần Phong, hiện tại chúng ta là điều không phải muốn tìm tìm đi qua cái này phiến xương mù dày đặc biện pháp. Vương Lực mở miệng nghi vấn hỏi. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng hiện tại chúng ta có thể đi về, thôn vệ đế quốc bày ra cạm bẫy khẳng định không dứt chỗ này, nếu chúng ta biết nguy hiểm trong đó, như vậy đến lúc đó thì có thể làm cho em mơ quốc cùng những quốc gia khác người tới làm con cờ thí, ba người chúng ta cần gì phải đi dùng thân phạm hiểm. Thần Phong nói có đạo lý, ai biết đạo đối phương ngoại trừ cái này phiến xương mù dày đặc bên ngoài, có không có bảy cái khác bí ẩn cạm bẫy, quang cái này phiến xương mù dày đặc cứ như vậy lợi hại, nếu không phải là bởi vì thần Phong tại, chúng ta căn bản tựu không phát hiện được, còn là trở về tìm mô lão thương lượng một chút đi. Ninh Vũ Đình tán đồng nói rằng, tốt, chúng ta đây trước trở về rồi hãy nói. Nghe được Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình đều nói như vậy, vương lực cũng chỉ có thể đủ gật đầu đồng ý, hắn cũng biết thôn vệ đế quốc điều không phải bằng vào ba người bọn hắn là có thể đối phó. chương 499, Đương Định Pháo Hôi Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong, vương lực cùng Ninh Vũ Đình ba người bọn họ đã từ nguyên thủy xâm lâm trung đi ra hai ngày. Hai ngày này trong thời gian, người Hoa Bang cùng Giai gia tộc đều không có tìm được tử điếm trong tới. Diệp Thần Phong cùng binh vương tổ thành viên chỉ là lẳng lặng chờ M quốc người bản thân điều tra ra thôn vệ đế quốc tập hợp địa. Đến lúc đó là có thể nhượng M quốc cùng những quốc gia khác người chủ động lựa chọn làm pháo hôi. Quả nhiên, tại ngày thứ ba buổi sáng, M quốc tinh anh đại biểu Abot cùng những quốc gia khác tinh anh đại biểu cùng nơi đi tới binh vương tổ chỗ ở túc tử điếm trong trải qua vài ngày chặt chẽ điều tra, Abbott nắm giữ thôn vệ đế quốc tại M quốc chuẩn xác tập hợp địa. Abbott nhượng tử điếm đến lúc đằng ra một gian phòng họp, hắn dự định thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị đối phó thôn vệ đế quốc tập hợp địa kể lại biện pháp. Đương nhiên trước lúc này Abbott đã sớm cùng những quốc gia khác tinh anh đạt thành chung nhận thức, lần này đối phó thôn vệ đế quốc tập hợp địa nhất định phải để cho binh vương tổ phụ trách nguy hiểm nhất phân đoạn, dù sao binh vương tổ chung có cái thực lực thâm bất khả chắc Diệp Thần Phong, bọn họ hay nhất Diệp Thần Phong có thể tại nhiệm vụ lần này chung bỏ mình. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Thần Phong đối với bọn hắn mà nói thế nhưng một cổ không nhỏ chiến lực. Tử điếm phòng họp trong, boss tướng ghi chú thôn vệ đế quốc tập hợp địa địa đồ, cấp ở đây mỗi người đều phát một phần, đương Diệp Thần Phong, vương lực cùng với binh vương tổ thống soái Ngô Quốc Thiên, nhìn đến trên bản đồ đánh dấu vị trí rõ ràng là nguyên thủy Sâm lâm thời gian, ba người khóe miệng không hẹn mà cùng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ngô Quốc Thiên từ Diệp Thần Phong cùng Vương Lực Khẩu Trung biết được nguyên thủy xâm lâm trung hung hiểm, thấp giọng với ngồi ở bên cạnh Diệp Thần Phong, nói rằng Thần Phong, lần này ngươi dự định thế nào nhượng những quốc gia khác người khi chúng ta pháo hôi? Ngươi trái lại trước cấp ta thấu cái đáy. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, ngô lão đầu, đợi một lát ngươi tự nhìn tốt, nói không chừng ta không để cho bọn họ khi chúng ta pháo hôi, bọn họ còn muốn cướp đương ni. A Bót tại phát xong địa đồ sau, còn nói thêm lần này ta dám khẳng định chính là thôn vệ đế quốc chân chính tập hợp địa, vì tốt hơn diệt trừ thôn vệ đế quốc, chúng ta mỗi quốc gia tinh anh đội ngũ đều nên muốn không có cùng phân công. Ta nghĩ đối với cái này điểm mọi người không có gì nghị đi. Ta đặc biệt tán thành lời ngươi nói, bất quá đối với nhiệm vụ lần này phân công, các ngươi dự định thế nào cái phân phát? Diệp Thần Phong đứng dậy hỏi. Abot vừa cười vừa nói, Diệp Tiên Sinh, ngươi trước không nên gấp gáp, căn cứ địa đồ thượng đánh dấu lộ tuyến, ta có thể đại khái đánh giá chắc ra, từ nguyên thủy xâm lâm cửa vào đến thôn vệ đế quốc tập hợp địa lộ trình, vì công bình để ta dự định nhượng mỗi một quốc gia người thay phiên tại nguyên thủy xâm lâm chung dò đường, mỗi một quốc gia thứ tự ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Nói, Abbott lại phát một trang giấy đi xuống, trên tờ giấy trắng viết mỗi quốc gia thay phiên trình tự, hoa hạ quốc binh vương tổ rõ ràng là xếp hạng cuối cùng một vị, Abbott coi là tốt đến phiên binh vương tổ thời gian. Vừa vặn mọi người đi tới thôn vệ đế quốc tập hợp địa phương vị, tại hắn cho rằng nguyên thủy xâm lâm chung cho dù có một ít nguy hiểm, cũng là đến từ giã thú, bọn họ các quốc gia tinh anh nhân viên, có ai không có lại trong rừng rậm lịch luyện qua. Cho nên theo Abbot chân chính thời điểm nguy hiểm là đi vào thôn vệ đế quốc tập hợp địa bên trong, cho nên hắn mới có thể đem binh vương tổ an bài tại cuối cùng một cái, đem hắn cho rằng nguy hiểm nhất để lại cho binh vương tổ. Diệp thần phong nhìn giấy trắng thay phiên trình tự, chính như hắn sở liệu. M quốc cùng những quốc gia khác người, quả nhiên là muốn cướp làm con cờ thí nghi. Thôn vệ đế quốc tập hợp địa bên trong cố nhiên nguy hiểm, thế nhưng thôn vệ đế quốc ở trong rừng rậm mặt bày ra kinh khủng cảm bẫy cũng là một điểm nghiêm túc. Tối thiểu tiến nhập tập hợp địa bên trong phạm vi tựu rút nhỏ, cũng tương đối dễ dàng phòng bị. Ta nghĩ mọi người đúng sắp xếp của ta sẽ không có ý kiến chứ. Abbott ánh mắt hiếu ý vô ý nhìn Diệp Thần Phong bọn họ, gặp Diệp Thần Phong bọn họ không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng. Tốt, nếu mọi người không có ý kiến, như vậy sáng sớm ngày mai 4 giờ, chúng ta đúng giờ xuất phát. Abot Vỗ Bàn nói, lần này là muốn chân chính tiến nhập thôn vệ đế quốc tập hợp địa, có thể điều không phải tượng lần trước như vậy đi dò đường đùa giỡn. Cho nên Diệp Thần Phong kiên quyết không có đồng ý nhượng Ninh Vũ Đình theo đi, để Ninh Vũ Đình ngoan ngoãn ngây ngô tại tử điếm trong. Ninh Vũ Đình có lẽ là đã biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm, nàng đi cũng khả năng chỉ là trói buộc, cho nên đáp ứng Diệp Thần Phong lưu tại tử điếm trong. Ngày kế, thiên còn chưa có sáng thấu thời gian, các quốc gia tinh anh thành viên liền hướng nguyên thủy xâm lâm mà đi, một chiếc trải qua lắp lại xe díp thượng, diệp thần phong, vương lực cùng ngô quốc thiên, còn có vài cái binh vương tổ thành viên, ngồi ở một chiếc xe thượng. Xe díp là M quốc cung cấp, mỗi quốc gia đều phân phối đến 4 năm chiếc, diệp thần phong nhìn ngồi ở một bên ngô quốc thiên, nói rằng, ta nói ngô lão đầu, người đều tuổi đã cao người, ngày hôm nay nhiệm vụ này thế nhưng vô cùng nguy hiểm, ta xem ngươi đợi một lát còn là lưu tại trong xe tốt, nếu không vạn nhất đem ngươi này mạng già vứt bỏ, thế nhưng đặc biệt không đáng. Thần Phong, không nên xem thường chúng ta những lão nhân này nhà, nói không chừng tiến nhập thôn vệ đế quốc tập hợp địa sau, còn muốn ta cái này lão nhân ra cứu các ngươi một mạng nghi. Ngô Quốc Thiên đối với Diệp Thần Phong vui đùa là cười chi. Từng chiếc một xe Jeep rất nhanh lái đến nguyên thủy xâm lâm cửa vào chỗ, đến từ các quốc gia tinh anh thành viên sôi nổi nhảy xuống xe. Tại Abbot nói vài câu đường hoàng lời nói sau, đại bộ đội hảo hảo đáng đáng đi vào nguyên thủy xâm lâm. Bởi lần này M quốc ở mọi phương diện đều chuẩn bị đặc biệt đầy đủ, trả lại cho mỗi quốc gia cung cấp rất nhiều lợi cho rừng rậm đi công cụ, hơn nữa những. Này người đều là quốc gia mình tinh anh thành viên đi tốc độ trái lại so mấy ngày hôm trước Diệp Thần Phong ba người bọn hắn còn muốn nhanh hơn không ít. Tại Thái Dương sắp xuống núi thời gian, đại bộ đội đi tới lần trước Diệp Thần Phong bọn họ thấy phiến đám xương trước mặt, hiện nay phụ trách dò đường đúng lúc là M Quốc Tinh Anh thành viên, abot nhìn cách đó không xa phiến đám xương, thuận miệng nói rằng, rừng rậm này trong khí hậu thật đúng là đặc thù, lại có thể đến trạng vạng còn có xương mù dày đặc, mọi người lên tinh thần tới, xem ra hôm nay là đi không đến thôn vệ đế quốc tập hợp địa, chờ chúng ta đi qua cái này phiến sương mù dày đặc, chúng ta lại tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Diệp thần phong cùng vương lực nghe được abot nói muốn đi qua cái này phiến sương mù dày đặc. Trong lòng đều âm thầm mắng to ngu ngốc, Diệp thần phong nói rằng abot ta xem cái này phiến sương mù dày đặc có chút cổ quái, nếu không chúng ta đi vòng qua. abot đối với Diệp thần phong lời nói không cho là đúng, đây cũng là diệp thần phong như đã đoán trước sự tình nếu không hắn làm sao sẽ hảo tâm mở miệng nhắc nhở ni abot đã quan sát cái này phiến xương mù dày đặc thật lâu hắn thấy cái này không phải là một phiến bình thường xương mù dày đặc sao với lại căn cứ địa đồ thượng sở tiêu thôn vệ đế quốc tập hợp địa nếu như muốn vòng qua cái này phiến xương mù dày đặc bọn họ toàn bộ đại bộ đội tối thiểu muốn nhiều đi một ngày thời gian abot cũng không muốn lãng phí thời gian diệp tiên sinh Ta xem là ngươi quá lo lắng, tại trong rừng rậm là bình thường hội xuất hiện sương mù dày đặc, lại nói bây giờ là chúng ta M Quốc phụ trách dò đường, là chúng ta đi ở phía trước, ngươi hãy yên tâm." A tại lúc nói chuyện đã nhượng 5 6 tên M Quốc tinh anh thành viên dẫn đầu hướng phiến đám sương đi. "Tốt, các vị cũng cùng đi đi, chúng ta muốn nắm chặt." "A a a a a, A lời còn chưa nói hết, Phiến đám xương bên trong tự truyền đến thống khổ tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt mọi người đều tập trung đến phiến đám xương bên trong, chỉ thấy vừa vừa đi vào đám xương sáu gã M quốc tinh anh, thân thể nằm tại trên mặt đất không ngừng vùng vẫy, thế nhưng không có chút nào đứng lên lực lượng. Trên thân thể ra cùng thì tại dùng một loại tốc độ cực nhanh phương thức ăn mòn, 10 phút đồng hồ thời gian, sáu gã M quốc tinh anh, liền một cây hoàn chỉnh xương cũng không có, chỉ còn lại có sáu bãi máu loãng. Abot cổ họng trong chật vật nuốt nước bọt. Những quốc gia khác tinh anh thành viên khuôn mặt cũng tràn đầy thần sắc kinh khủng. Bọn họ cũng không nghĩ tới chỉ là một phiến thật đơn giản xương mù dày đặc lại có thể có như thế cường đại ăn mòn năng lực. Abot làm em mờ người trong nước. Hắn vẫn chưa nghe nói qua trong rừng rậm có cái này loại xương mù dày đặc. Cho nên hắn khi nhìn đến cái này phiến xương mù dày đặc sau mới có thể không cho là đúng, cho rằng đây chỉ là một phiến bình thường xương mù dày đặc mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Diệp Thần Phong, ngươi là điều không phải đã sớm biết cái này phiến xương mù dày đặc có vấn đề. A hai con người hung hăng trừng mắt Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong trong lòng không sao cả cười, thầm nghĩ, lần này các ngươi những người này là đương định pháo hôi. Chương 500, tử thương vô số. A chú ý ngươi dùng từ, cái gì gọi là ta đã sớm biết cái này phiến xương mù dày đặc có vấn đề? ta vừa rồi chỉ là cảm thấy cái này phiến xương mù dày đặc có cái gì không đúng lẽ nào ta không có nhắc nhở ngươi sao là chính ngươi muốn khư khư cố chấp hiện tại người chết đã nghĩ muốn trách tội đến trên đầu của ta tới lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta diệp thần phong dễ khi dễ sao sao chớ quên chúng ta mục đích lần này là vì cái gì ngươi lẽ nào đã cho ta không rõ ràng lắm ngươi đem binh vương tổ an bài tại người cuối cùng là nguyên nhân gì sao Diệp thần phong khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười lạnh như băng, con người đen nhánh nhìn chằm chằm a bot nháy mắt đều không nháy mắt, tiếp tục nói là các ngươi xin chúng ta gia nhập đến nhiệm vụ lần này chung tới, chúng ta binh vương tổ hiện tại có thể rời khỏi, như vậy ngươi tổng hài lòng chưa? a bot nhìn đến thủ hạ của mình từ tại xương mù dày đặc trung, trong lòng cũng là nhất thời tức giật, hiện tại tỉ mỉ có lẽ vừa rồi Diệp thần phong quả thực nhắc nhở qua hắn, Bất kể như thế nào nếu như binh vương tổ muốn rời khỏi nhiệm vụ lần này chung, bọn họ cầm hạ thôn vệ đế quốc tập hợp địa tỷ lệ tựu càng tiểu, hiện tại người đã chết, truy cứu là trách nhiệm của ai cũng không làm nên chuyện gì. Abbot lập tức điều chỉnh tốt tâm tính, hướng Diệp Thần Phong lộ ra một vòng ái náy thần sắc, Diệp Tiên Sinh, là ta nhất thời xung động, cái này kiện sự tình hoàn toàn cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có, ta tại ở đây nói với ngươi tiếng xin lỗi, còn mời các người binh vương tổ không nên rời khỏi nhiệm vụ lần này chung biết không có quan hệ gì với ta tổ tốt lần này là tại các ngươi em m quốc phát hiện thôn vệ đế quốc tập hợp địa cũng là các ngươi em m quốc dẫn đầu ngươi làm em m quốc tinh anh nhân viên đại biểu đang thi hành nhiệm vụ chung liền một điểm tính cảnh giác cũng không có người sáu danh thủ hạ nguyên do sẽ chết rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều quyết định bởi cho ngươi diệp thần phong đúng a bót đổ ập xuống nói một lần Nghe Abbot sắc mặt đỏ lên, thế nhưng hắn hoàn toàn không thể đủ phản bác, chỉ có thể cười khan hai tiếng. Cổ họng trong hơi thở dài một hơi, nói rằng, các vị, xem ra lúc này chúng ta chỉ có thể vòng qua cái này phiến xương mù dày đặc đi lại, mọi người nắm chặt thời gian chạy đi đi. Đến từ các quốc gia tinh anh nhân viên còn không có từ vừa rồi kinh khủng chung phục hồi tinh thần lại, loại tướng người thân thể cùng xương, một mảng lớn ăn mòn hình ảnh, chỉ sợ bọn họ cả đời này đều khó khăn dùng quên. Theo Abbott lên tiếng, mọi người cũng biết là bây giờ chi kế cũng chỉ có vòng qua cái này phiến xương ngủ dày đặc, binh vương tổ người bởi là bị an bài tại cuối cùng một cái giỏ đường. Bọn họ đương nhiên cũng là đi tại đại bộ đội hậu phương. Ngô quốc thiên tâm tình khá là không tệ thấp giọng cười nói, thần phong. Xem ra người thật đúng là dự định nhượng những quốc gia khác người làm con cờ thí mấy ngày hôm trước ngươi và vương lực chúng nhân chỉ có đi đến cái này phiến xương mù dày đặc ở đây. Ngươi nói kế tiếp thôn vệ đế quốc có còn hay không bày cảm bẫy. Ngô lão đầu, ngươi nói nếu như thôn vệ đế quốc tập hợp địa thật tại cánh rừng rậm này chỗ sâu nhất, thôn vệ đế quốc hội chỉ bày cái này một đạo phòng ngự sao. Chúng ta tự đi từ từ ở phía sau tốt, có bọn họ tại phía trước giò đường, chúng ta rất an toàn. Diệp thần phong nhún vai nói rằng, lần này nếu như chúng ta thật tìm được thôn vệ đế quốc tập hợp địa, người có nắm chắc đối phó bọn họ sao? Nếu như thôn vệ đế quốc đúng như lời ngươi nói có rất nhiều công nghệ cao, ta phỏng chừng chúng ta những... Này người cũng thiếu nhìn, Ngô Quốc Thiên có chút lo lắng nói rằng, đi bây giờ một bước toán một bước đi, dù sao ta đúng thôn vệ đế quốc cũng không hiểu rất rõ, chỉ có chính thật thâm nhập hang hổ, tài năng đủ nhìn đến hổ hình dạng thế nào. Diệp Thần Phong đối với thôn vệ đế quốc cái tổ chức này cũng hiếu kỳ vô cùng. Tại Diệp Thần Phong nói chuyện với Ngô Quốc Thiên Gian, đại bộ đội lại đi lại khoảng chừng nửa giờ. Trong lúc bất chợt, Diệp Thần Phong có một loại đặc biệt cảm giác xấu, Chu Vi thật sự là quá an tĩnh, ngoại trừ bước chân của bọn họ thanh bên ngoài, sẽ không có cái khác bất kỳ thanh âm nào, theo lý mà nói Tùng Lâm ở chỗ sâu trong không nên an tĩnh như vậy mới đúng. Ngô Lão Đầu, nhượng thủ hạ của ngươi tập trung tinh thần, ta cảm giác ở đây có cái gì không đúng. Diệp thần phong thấp giọng với Ngô Quốc Thiên nói rằng. Ngô Quốc Thiên điểm gật đầu, thấp giọng phân phó đi xuống. Minh vương tổ thành viên tại trước tiên toàn bộ đề cao cảnh giác. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác liên tục không ngừng máy móc thanh âm, chợt ở chung quanh vang lên, chỉ thấy mười mấy toàn tự động hỏa điểm. Từ dưới lòng đất chui ra, đang lúc mọi người còn không có phản ứng tới được thời gian, những này hỏa điểm cũng trong lúc đó hướng đại bộ đội khai hỏa. Tháp 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 súng máy bắn phá thanh bên tai không dứt, cấp tốc từ nòng súng trong bắn ra đạn, phảng phất là từng cái ngọn lửa, những này hỏa điểm đều là tự động hóa không người khống chế, binh vương tổ người hoàn hảo có diệp thần phong nhắc nhở, trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng. Đối mặt điên cuồng phóng tới đạn tịnh không có có vẻ quá hoang mang rối loạn. Trái lại những quốc gia khác tinh anh thành viên, đối mặt đột nhiên bốc lên đi ra hỏa điểm, cứ thế có 2-3 giây đồng hồ thời gian, nhưng chỉ có cái này 2-3 giây đồng hồ nhượng rất nhiều người đều đánh mất sinh mệnh. Binh vương tổ bên này có diệp thần phong chiếu ứng đảo không có quá nhiều nguy hiểm, Abot mắt thấy tình huống muốn mất đi đã khống chế, hắn vội vàng quát mọi người không nên hoảng hốt, những này hỏa điểm là không ai khống chế, chỉ cần chúng ta có thể phá đi chúng nó thì tốt rồi. Tại ngắn ngủi hoang mang rối loạn qua đi, những quốc gia khác tinh anh cũng sôi nổi ổn định tâm thần, bọn họ dù sao cũng là từng người quốc gia trung tinh anh, tâm lý tố chất tự nhiên muốn so với người bình thường cao hơn thật nhiều lần, tại tương hỗ phối hợp chi hạ, bọn họ một cái tiếp theo một cái phá hư hết tự động hóa hỏa điểm. Đương nhiên binh vương tổ người cũng không có nhàn dỗi, có diệp thần phong ở một bên trợ giúp, binh vương tổ người đủ phá hủy hơn phân nửa hỏa điểm, tại hỏa điểm toàn bộ phá hư hoàn sau đó, rất nhiều những quốc gia khác tinh anh nhân viên đều chửi ầm lên, bởi vừa mới bắt đầu không có chuẩn bị sẵn sàng, rất nhiều người đều tử tại hỏa điểm hạ, đại bộ đội nhân số đủ giảm bớt gần một nửa. Abbott nhìn trên mặt đất từng cổ một thi thể, hiện ở trong lòng hắn mặt hoàn toàn không có một cách tự tin có thể cầm hạ thôn vệ đế quốc tập hợp địa, thế nhưng đã hy sinh nhiều người như vậy, nếu như bây giờ trở về lời nói, không chẳng khác nào là những... Này người tìm cái chết vô nghĩa sao? lúc này hắn biết chỉ có thể kiên trì đi xuống. Hiện tại Abbot thật rất hối hận, trước đây tại sao không có đem binh vương tổ người xếp hạng phía trước dò đường. Hắn thế nào nhất thời lơ là thôn vệ đế quốc cũng hội ở trong rừng rậm bầy cảm bẫy. Trải qua thôn vệ đế quốc bầy ra cái thứ hai cảm bẫy sau, sắc trời đã tối hẳn xuống, thi thể trên mặt đất cũng vô pháp xử lý, chỉ có thể ném ở trong rừng rậm mặt. Abbot mang theo đại bộ đội kế tục tiến tới, đồng thời tìm được rồi một cái tương đối địa phương an toàn, tuyên bố đêm nay tự ở chỗ này dựng trướng bồng ngủ một đêm. Bây giờ liền thôn vệ đế quốc tập hợp địa đều không có tìm được, đại bộ đội nhân số tự thiếu một non nửa, điều này làm cho tâm tình của tất cả mọi người đều đều không phải rất tăng vọt, bầu không khí đắm chìm trong một loại mù trong. Ai biết đạo thôn vệ đế quốc ở phía sau còn bày ra nhiều ít cảm bẫy. Tại phía trước giò đường người bằng cùng chịu chết không có khác nhau, trong lúc nhất thời rất nhiều quốc gia người cũng không muốn ngày mai đi dò đường, trước đây bọn họ là nhẹ dạ cả tin Abbot lời nói, nói ở trong rừng rậm dò đường không có quá lớn nguy hiểm, chân chính nguy hiểm ở chỗ thôn phệ đế quốc tập hợp địa bên trong, cho nên bọn họ tài nhất trí đồng ý đem binh vương tổ an bài tại cuối cùng một cái, nhưng hôm nay lại là vừa vặn tương phản. Một gã những quốc gia khác tinh anh đại biểu, thấp giọng nói với Abbot, Abbot tiên sinh, tiếp tục như vậy đều không phải biện pháp, nếu không ngày mai trước hết để cho binh vương tổ người đi dò đường, binh vương tổ người đến hiện tại liền không có một người hy sinh, đem bọn họ an bài tại cuối cùng một cái, khả năng đến phiên bọn họ thời gian, chúng ta người nơi này toàn bộ đã tử vong. Abot đối với cái ý nghĩ này cũng là tương đối tán đồng, nói rằng đem các quốc gia tinh anh đại biểu kêu đến, chúng ta cùng đi tìm binh vương tổ nói chuyện, để cho bọn họ sáng sớm ngày mai người thứ nhất dò đường. Các quốc gia tình anh đại biểu tập trung đến binh vương tổ trước lều, Diệp Thần Phong, Ngô Quốc Thiên cùng Vương Lực đang một đống lửa trước nướng món ăn thôn quê. A mở miệng nói, "Ngô tiên sinh, Diệp tiên sinh, chúng ta có chuyện tình muốn thương lượng với các ngươi. Trải qua mọi người chúng ta quyết định, sáng sớm ngày mai các ngươi binh vương tổ phụ trách dò đường." Diệp Thần Phong ngẩng đầu lên, nhìn A nói rằng, "Sáng sớm ngày mai còn giống như không có đến phiên chúng ta binh vương tổ đi đi." trước đây cái này trình tự là các người bài, hiện tại tại sao lại phải hối hận? Nếu như các người ngày mai nhất định phải để cho chúng ta binh vương tổ trước dò đường, như vậy chúng ta binh vương tổ không nghi ngờ chút nào rời khỏi nhiệm vụ lần này chung, chính các người nhìn làm đi. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 25